vũ ca ca không có việc gì chứ nhìn thân ảnh đĩnh lập xa xa tình nhi trên mặt đầy lo lắng cùng bất mãn nói khẽ với mục thiên và cam vân huynh ấy sao lại tu luyện rồi nơi này là tu la giới a à, chúng ta nhất định phải bảo vệ huynh ấy cho tốt cam vân gật gật đầu trên mặt lộ ra thần sắc sùng kính nói tần vũ đại nhân quả nhiên thiên tư tung hoành ngắn ngủi thời gian mấy trăm năm đã có thể chống lại cao thủ đế quân nghĩ đến trong thiên giới này ngoại trừ đế quân ra không ai có thể chiến thắng được ngài rồi mục thiên đồng ý nói tần vũ đại nhân tu vi đích thật một ngày tiến ngàn dặm a tình nhi không cần lo lắng cho đại nhân trong tu la giới cũng có cao thủ tần vũ đại nhân ở đây tu luyện để cao chút tu vi như vậy đối với bảo bối có ưu thế hơn nhưng mà ta có chút lo lắng cho vũ ca ca nơi này xem như đã là địa phận của tu la giới rồi một khi huỳnh ấy bắt đầu tu luyện khí thế trên người khẳng định là bộc phát ta sợ như vậy sẽ kinh động đến cao thủ tu la giới a nghe được mục thiên nói tình nhi cũng không có chút nào bớt lo lắng ngược lại càng thêm lo âu ba người đang nói đột nhiên cảm thấy một trận run sợ khó hiểu đúng là khí thế không thể ngăn cản được của tần vũ từ bên kia phát ra mục thiên thấy cam vân và tình nhi đều ngây ngốc nhìn bóng lưng phía xa xa không nhịn được trong lòng thầm kinh hãi vội vàng kéo hai người lụi lại mấy vạn thước đằng sau đến lúc không thấy bóng tần vũ đâu mới dừng lại nguy hiểm thật nhìn cam vân và tình nhi vẻ mặt kinh hãi mục thiên cũng âm thầm lau mồ hôi vừa mới cảm nhận được khí thế từ tần vũ phóng ra khí thế đó làm cho người ta không thể sinh ra ý nghĩ chống cự hơn nữa hình như tần vũ không có cách nào khống chế được toàn bộ khí thế của bản thân nếu lùi lại chậm một chút sợ rằng ba người đã bị khí thế cổ quái kia ép tới linh hồn tiêu tán phóng thần thức cẩn thận hướng về phía tần vũ xem xét chỉ thấy trong phạm vi ngàn thước chung quanh hắn mặt đất đã lún sâu xuống một thước so với vừa rồi hình thành một cái hố hình tròn rất to mà dưới chân tần vũ lại không suy xuyển gì một cái cột đất hình trụ chống đỡ dưới chân hắn từ xa nhìn lại thân ảnh hắn chẳng khác gì một ngọn núi cao ngạo lạnh lùng không được a à, đứng trên cột đất tần vũ cười khổ tự nhủ như thế nào mới có thể không phát ra khí thế mà vẫn có thể khởi động lục đạo luân hồi chứ vừa rồi hắn vận hành tinh vân bên trong đan điền lục đạo luân hồi đột nhiên tản ra một khí thế uy nghiêm mênh mông khiến cho hắn ứng phó không kịp cho dù muốn khống chế cũng không thể trong lòng thầm cảm kích mục thiên kỹ tính nếu không phải hắn vừa rồi nhanh chóng kéo Cam Vân và Tình Nhi lại phía sau thì sợ rằng chỉ một chút là hai người này cũng sẽ trọng thương. Cúi đầu, khuôn mặt Tuấn Tú tự hỏi, đến tột cùng là tại sao hắn không dẫn Phát Lục Đạo Luân Hồi, mà khí thế lại trực tiếp phát động, như thế nếu không có Lục Đạo Luân Hồi này thì thực lực của hắn bây giờ cũng đã tiến xa hơn rất nhiều. Một trận gió thoảng qua, dưới chân Tần Vũ như hiện lên một trường gió, tại trung tâm xem ra không chút ảnh hưởng nhưng xung quanh lại vô cùng cuồng bạo. Tần Vũ trong lòng vừa động, con người tinh quang lóe lên đại thịnh khẽ quát một tiếng. Thu. Chỉ thấy thân thể hắn là trung tâm, hỗn độn khí phương viên ngàn dặm xung quanh bỗng nhiên tiến vào cơ thể hắn. Mà lúc này lỗ chân lông toàn thân hắn, như mở ra hết cỡ giống như đất khô gặp nước điên cuồng hấp thu hỗn độn, nguyên khí dồi dào bốn phía. Gân xanh trên trán cũng dần dần nổi lên, lực hút lại càng tăng mạnh, những tảng đá lớn trên mặt đất đều hóa thành bụi, linh khí ẩn trong đó cũng bị hắn hút vào trong thân thể tần vũ thét dài một tiếng cười to nói nguyên lai like là như thế nguyên lai like là như thế a à? vừa nói đột nhiên thân thể vô lực hấp lực bốn phía cũng tiêu tán không còn tung tích không khởi động tinh vân chỉ sử dụng một chút hỗn độn tinh thần lực kích phát tâm hắc động trong lục đạo luân hồi như thế có thể không hề động đến lục đạo luân hồi rồi tần vũ nét mặt vui mừng như điên hỗn độn nguyên khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển tinh thần lực hóa thành tinh vân mà hắc động lúc này cũng lại không hấp thu chút hỗn độn nguyên khí nào nguyên lại lục đạo luân hồi sử dụng như vậy quả nhiên có thể diệt hồn phách siêu cấp lực lượng a thân ảnh chợt lóe tần vũ chớp mắt đã tới trước mặt ba người vẫn còn đang há hốc miệng kinh ngạc trên mặt nở ra nụ cười ôn nhu ba người chỉ cảm thấy thân thể phẳng phất như đắm chìm trong dòng nước ấm rất thoải mái từng đạo linh khí cũng không cần vận công hấp thụ liền từ bên ngoài dũng mãnh tiến vào trong cơ thể tình nhi hưng phấn nói vũ ca ca nơi này linh khí quả nhiên dồi dào a muội không cần hấp thu, linh khí bên ngoài tự nhiên tiến vào trong đan điền rồi." Tần Vũ cười cười, xoa đầu Tình Nhi nói, "Muội đang ở trong lĩnh vực của ta, linh khí nơi này toàn bộ đều do ta chi phối, tất nhiên có thể đưa vào trong thân thể muội rồi." Ba người kinh hãi, thao túng thiên địa linh khí, tu vi phải cao thâm cỡ nào mới có thể làm được a mục thiên, há mồm cứng lưỡi nói, "Đại nhân, theo như ngài nói thì ngài đã có tu vi 8 đôi cánh." Mặc dù Mục Thiên chưa đạt tới 8 cánh nhưng ngày thường cũng có nghe tử dực thiên vương nhắc tới chỉ có cao thủ tám cánh mới có thể dễ dàng thao túng thiên địa linh khí tần vũ lắc đầu mỉm cười nói dựa theo cấp độ thiên nhân của các ngươi ta hôm nay đã đạt tới cảnh giới bảy cánh đỉnh cấp một khi đột phá sẽ tiến vào tám cánh rồi mục thiên không thể nói gì nhìn tần vũ sau hồi lâu chỉ là trong lòng cũng tự an ủi mình đại nhân chính là so với thiên nhân không giống nên có thể tu vi ngang với bảy cánh cũng thao túng được thiên địa linh khí thấy bộ dáng mục thiên như vậy tần vũ không nhịn được trong lòng cười thầm nếu là nói xuất toàn bộ lực lượng của hỗn độn, tinh thần lĩnh vực sợ rằng cao thủ tám cánh cũng không thể so sánh với mình. Bình tĩnh một chút nhìn lướt qua ba người, Tần Vũ nói: "Tốt lắm, cũng không còn sớm nữa, phía trước nghìn dặm có một tòa thành, chúng ta đến đó nghỉ ngơi một lát đi a." À. Vừa nói hắn vừa dẫn đầu tiến đến tòa thành phía trước, cũng là tòa thành đầu tiên của Thiên Khanh Ma Thành. Đứng ở ngoài xa thành, Hồng Quân đột nhiên cảm nhận được điều gì đó phấn chấn hẳn lên, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn về phương nam nơi đó chính là ma thành nơi bọn tần vũ chuẩn bị đến lúc này tôn thiên đã liên tục chiến đấu 3 ngày ba đêm sa thành tuy không thể nói là máu chảy thành sông nhưng mặt đất cũng đã đỏ quạch màu máu hiển nhiên là tôn thiên đã giết rất nhiều cao thủ của sa thành nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tôn thiên huống thiên minh cao mày nhìn hồng quân nói tiểu hầu tử này dường như không chịu được nữa ngừng đi người nói cho ta biết như thế nào mới có thể ra tay giúp hắn hồng quân đang kinh hãi liền khẽ cười nói ta tìm được cha rồi cái gì huống thiên minh nhất thời quên luôn chuyện tôn thiên, vội hỏi. Ngươi nói là ngươi tìm được tần bá phụ rồi. Thấy hồng quân gật đầu khẳng định, huống thiên minh hiểu được không còn gì phải nghi ngờ nữa, cũng hiện lên thần sắc cực kỳ vui mừng. Mục đích lớn nhất của hai người tới đây chính là nhanh tìm được tần vũ, phải biết rằng trong lòng huống thiên minh, thì tần vũ được xem như là cao thủ tiền bối hắn kính ngưỡng nhất, nếu có thể sớm tìm được hắn, thiên giới và tu la giới mặc sức cho hắn tung hoành. Chúng ta lúc nào thì gặp được người, huống thiên minh không hỏi hồng quân như thế nào có thể gặp tần vũ đối với các loại thần thông của hồng quân huống thiên minh đã rất tin tưởng rồi hồng quân lạnh lùng cười nói không cần chúng ta tìm cha và chúng ta nhất định sẽ gặp nhau lúc này nên sớm rời đi chuyện của tôn thiên thì sao chúng ta không thể cứ để mặc hắn ở đây đại khai sát giới được huống thiên minh cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang quan sát mình liền không nhịn được trong lòng có chút buồn rầu chủ nhân của ánh mắt đó chính là mỹ nữ lãnh diễm phỉ đứng bên cạnh đối với huống thiên minh lãnh diễm phỉ dường như là đã nghĩa nặng tình thâm rồi mỗi lần nhìn hắn đều dùng ánh mắt nóng bỏng kèm theo thần sắc si mê khó dứt huống thiên minh không biết vì sao lãnh diễm phỉ lại nhìn mình như vậy nhưng là hắn biết đối với mỹ nữ cho đến nay hắn chỉ có cảm tình chứ không có chuyện luyến ái ngộ không a à, hồng quân trầm ngâm một lúc rồi nói không bằng như vậy đi chúng ta uy hiếp cái thành chủ xa thành kia ngươi đi giải quyết chuyện của hắn hầu tử tự nhiên sẽ không nổi sát ý nữa huống thiên minh ngẩn người ra lập tức nở nụ cười sướng. Ngươi rốt cục cũng để ta ra tay rồi. Ha ha, được rồi, vậy để ta đi giết chết cái thành chủ kia đi a. À. Vừa nói quanh thân hắn lại tản ra khí tức cuồng bạo, lãnh diễm phỉ hai mắt lại long lanh nhìn âu yếm. 315, 316, Tôn Thiên lúc này cuồng tính đã đại phát, trường côn màu vàng. Trong tay hắn biến thành một đoàn kinh quang sáng lạn căn bản không thể nhìn ra côn ảnh, chỉ thấy mỗi lần hắn huy động tu la, nhân liền có người ngã xuống, mùi máu tanh ngòm truyền vào trong mũi hắn, điều đó lại càng kích thích sát ý. Ta nhất định đem các ngươi toàn bộ giết chết, vì y thần báo thù trong lòng Tôn Thiên phát cuồng, trường côn nhảy múa, hai mắt đỏ quạch. Đột nhiên Tôn Thiên sững sờ, nhìn lại phát hiện binh tốt chung quanh xa thành đã bị hắn giết hết. Tôn Thiên chấn động, Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn, ngạc nhiên quay đầu lại đã thấy một hán tử tu la, tộc cao lớn nét mặt hung ác nhìn bình rượu, trong tay hai người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Ngươi là ai? Đế Thiên Hồn có chút ngạc nhiên nay đã trở lại lạnh lùng như trước, kinh thường quay đầu lại liếc mắt nhìn đại hán. Mà đế tuyết phong lại như chẳng thấy gì cầm bình rượu tiếp tục uống ngon lành. Đại hán dường như không thể ngờ hai người này lại không thèm nhìn mình, sắc mặt cũng biến đổi hùng hổ tới trước mặt hai người, hung hăng vỗ mạnh xuống bàn. Chỉ nghe hắn nói, lão tử là ai, người biết được chắc. Nếu biết thức thời giao bình rượu của các ngươi ra đây, còn bao nhiêu nữa cũng phải nộp hết nếu không đừng mơ có thể rời khỏi bích thành. Sao đế thiên hồn sắc mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng mang theo sát y mãnh liệt nhìn về phía đại hán hai đôi cánh sau lưng vốn được che đi nay dần mọc ra cộng với bốn đôi cánh lúc trước là sáu đôi cánh bích thành là nhà ngươi sao ngươi chính là thành chủ của bích thành sau khi vị đại hán kia thấy đế thiên hồn xuất ra thực lực chính thức liền phát hoảng quay đầu về phía khác thì đế thuyết phong trong mắt lại hiện lên vẻ hài lòng một tay cầm bình rượu mùa trắng dốc ngược cho nó chảy xuống đất một tay đặt trên bàn nhàn nhạt nói nghĩ đến ngươi chỉ là một phế vật bị người ta lợi dụng mà thôi Bích thành này không đến lượt người nói chuyện. Đế thiên hồn sát ý dũng khởi, nếu không phải giờ phút này trong bích thành còn có sát trận vốn hắn vẫn còn kiêng kỵ, thì sớm đã đưa đại hán này giết chết rồi. Nhưng là như thế nào thì hắn, cũng không thể chịu được một gã tu la bốn cánh vũ nhục, khí tức mạnh mẽ trên người chậm rãi phát ra trong chốc lát đã bao trùm cả từ lâu. Đại ca, đệ muốn giết hắn. Sau khi khí tức sắc bén tràn ngập trong tử lâu khiến, cho đại bộ phận thực khách sắc mặt đều đại biến, đều biến nhanh khỏi nơi này, Cao thủ sáu cánh tại Tu La giới so với thiên giới cũng không khác nhau là mấy, tất cả mọi người đều không dám ở lại, mà xem náo nhiệt bởi vậy trong tử lâu lúc này phút chốc đã cực kỳ tĩnh lặng. Đế Tuyết Phong vươn cánh tay che trước mặt. Đế Thiên Hồn, đang muốn nói gì đó đột nhiên một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt. Đế Thiên Hồn, cho hết mọi đường tấn công của hắn. Hai vị tiểu huynh đệ trông rất là a, à, dường như các ngươi chưa từng qua bích thành này. Thanh âm vang đến có chút già nua, mặt mũi đã có những vết nhăn nếu không phải trong đôi mắt tản ra khí tức quỷ dị thì đế thiên hồn tuyệt đối không chút do dự hạ sát thủ với người đối diện. Sao? Chưa từng tới thì đã sao? Chẳng lẽ Bích Thành có cái địa phương đẹp đẽ nào ư? Đế Tuyết Phong thu tay lại lẳng lặng đứng trước mặt Đế Thiên Hồn nhìn lão giả kia, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ thích đàn bà, nếu muốn mời chúng ta chỉ cần nỗ lực có khoảng 100 mỹ nữ là có thể." Nam nhân già nua kia tựa hồ không có nghĩ, đến Đế Tuyết Phong lại nói ra những lời như vậy, run giật một chút, nghe lời trong miệng hắn phát ra nhắc tới một trăm mỹ nữ tu la không thể nhịn được nét mặt phẫn nộ nhưng lập tức hít một hơi thật sâu liền bình tĩnh lại có thể thấy được lão già này cũng có tâm cơ có thể khống chế được tình cảm của bản thân đại hùng người trước tiên lui đi lão nhân trầm mặc một chút nhàn nhạt hướng về phía đại hán bên cạnh vốn đã bị đế thiên hồn làm cho sợ không dám động đậy nói phế vật vô dụng trở về nhất định ta sẽ tính sổ với ngươi hai vị tiểu huynh đệ thuộc hạ của ta có mắt không tròng quấy nhiễu hai vị hy vọng các ngươi độ lượng một chút không cùng đám hạ nhân này so đo, không biết có thể nể mặt lão già này mà bỏ qua có được không? Lão nhân sau khi phân phó hán tử cao lớn kia, nét mặt lập tức thay đổi mỉm cười, trong mắt cũng lộ ra thần sắc uy hiếp. Đế Tuyết Phong vẫn như cũ thích ý trở lại chỗ uống rượu, tựa hồ không cần nghe lão nhân kia nói gì, cũng không thèm quay đầu lại. Mà Đế Thiên Hồn đã bị khí, tức trên người lão nhân trước mặt làm nổi lên chiến ý mãnh liệt, nghe lão nhân kia nói, Đế Thiên Hồn cười hắc hắc khinh thường hỏi, Ngươi là ai, vì sao phải nể mặt?" Ách, lão nhân tự hồ không nghĩ đến Đế Thiên Hồn lại có thể không chút nào nể nang, mà nói toẹt ra những lời đó, lại tự tin cười nhàn nhạt, nhạt nói, "Ta là thành chủ của bích thành này, không biết thân phận này có đủ để cho hai vị tiểu huynh đệ buông tha cho thuộc hạ của ta." Vừa nói hắn vừa phất tay quay về phía đại hán lúc trước vốn đã được hắn phân phó lui đi những vẫn không nhúc nhích trách nói, "Ngươi về đi, còn muốn ta tự mình tống ngươi ra khỏi đây sao?" mồ hôi trên trán đại hán nhất thời toát ra miệng há to đáng thương nhìn lão nhân sau hồi lâu cũng không ra một chữ da mặt vốn màu đen này cũng hiện lên điểm điểm quang mang màu đỏ từ lúc thần thức đế thiên hồn tập trung trên người đại hán cho đến giờ đúng là hắn chưa có di chuyển chút nào cảm thụ được sự áp bức của khí tức cường hãn xung quanh thân thể cùng với sát ý ngút trời liền không thể dùng chân bước đi chỉ có thể cúi đầu có vẻ như hắn cảm nhận được nếu bước tới ba bước đầu sẽ rơi khỏi cổ thành chủ bích thành chẳng biết là cố ý hay vô tình mà vừa mới phát tay một đạo kinh khí theo cánh tay thoáng chốc đã bao bọc lấy đại hán kia khí tức của đế thiên hồn đang lưu lại trên người hắn lập tức bị phá vỡ lúc này mới thoải mái được một chút cảm giác được bản thân đã có thể tự do đại hán cảm kích nhìn thành chủ bích thành cung kính nói đa tạ thành chủ cứu giúp thành chủ bích thành nhìn đại hán gật đầu chuyển hướng về phía đế tuyết phong và đế thiên hồn cười nói tên thuộc hạ này cũng là vì muốn lấy lòng ta mới có hành động ngu xuẩn như vậy thứ lỗi rồi Lúc này, đại hán kia thân ảnh mới chậm rãi lui về phía sau lại một mực tiến, đến cái bàn xa xa ngồi xuống, mà chỗ đó đã có ba nam hai nữ đã ngồi từ trước. Đế thiên hồn nhìn đế tuyết phong, thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng uống rượu không nói gì thêm, trong lòng có chút suy tính nhìn thành chủ bích thành cười nói. Thành chủ đối với thuộc hạ quả nhiên ưu ái vô cùng, ta cùng ca ca tới đây, chỉ là đi ngang qua cũng không muốn phát sinh thụ oán gì với các người, nếu chuyện đã được giải quyết thành chủ xin mời về đi. Vừa nói hắn vừa tiếp nhận bình rượu từ tay Đế Tuyết Phong, sau đó không để ý gì đến Thành chủ Bích Thành nữa. Thành chủ Bích Thành không nghĩ đến hai người trẻ tuổi này lại không nể mặt mình chút nào, vốn muốn phát tác nhưng thấy Đế Thiên Hồn sau lưng có 6 đôi cánh không thể vọng động. Do dự một chút rồi lạnh lùng hừ một tiếng xoay người hướng đến chỗ đại hán kia. "Ngươi vừa làm gì tên đại hán kia vậy?" Đế Tuyết Phong lơ đãng liếc mắt quan sát tên đại hán kia, đang bị mấy người nam nữ cùng bàn cười nhạo, trong con ngươi đen nhánh quang mang lóe lên xoay người nhìn đế thiên hồn nói. Trên trán đại hán kia, một quang ảnh hình răng nanh hiện ra, chỉ là mắt thường không nhìn rõ ràng lắm, chỉ có dùng thần thức mới có thể phát giác. Đế thiên hồn gật gật đầu, vắt tay nói. Chỉ là giáo huấn hán một chút thôi đại ca, thành chủ bích thành không phải tu vi rất cao, vì sao huynh lại ngăn cản để giết chết hắn. Vừa rồi đế thiên hồn thấy thành chủ bích thành cứu đại hán ra ngoài, sát ý trong lòng cũng đã bùng lên đang muốn ra tay, thì bị đế tuyết phong truyền âm ngăn cản khiến cho hắn cực kỳ buồn bực. Đế Tuyết Phong than vãn, nếu không ngăn cản đệ, để khi hắn phát động trận pháp rồi, ta và đệ hai người sợ rằng không thể thoát ra khỏi đây. Ghê gớm, chẳng lẽ chúng ta lại không có cách nào phá được trận pháp này sao? Đế Thiên Hồn vẻ mặt cực kỳ buồn bực trầm thanh nói, không có biện pháp trận pháp này, chỉ có cao thủ tu vi tám cánh mới có thể khả dĩ phá trận, nếu không căn bản không thể phá giải. Đế Tuyết Phong cảm thán, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải nhanh chóng đề cao tu vi, nếu không nhiệm vụ cha giao cho mình khó có thể hoàn thành rồi chẳng biết vì sao gần đây hắn thường có loại cảm giác rất lạ khi tiếp cận tu la thành thì cảm giác không tốt đó lại càng rõ ràng hơn chính vì thế trong thời gian này hắn rất cẩn thận sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra có thể làm hỏng nhiệm vụ đế thiên hồn trầm ngâm một lúc cũng liếc qua chỗ đại hán lúc trước ngồi bên chiếc bàn xa xa thấy thành chủ cùng mấy người đó cũng đã rời đi suy tư hỏi đế thuyết phong đại ca đệ cuối cũng đã hiểu được có chút không ổn đại hán kia sao có thể chỉ vì một bình rượu mà vô duyên vô cớ mà gây chuyện với chúng ta, điều này quả thật có chút không thể tin. Liệu có phải thành chủ bích thành kia phái người thử chúng ta? Có lẽ vậy, mà cũng không cần để ý tới, người tu la năm cánh cho dù là 10 người cùng tiến lên, cũng không đủ cho một tay người giết. Chúng ta ăn nhanh một chút, ăn xong tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi rời khỏi đây. Đế tuyết phong trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên toàn thân chấn động, nét mặt vui mừng như một kẻ điên, thấp giọng nói. Cha tới. Đế thiên hồn toàn thân cũng chấn động, Nét mặt lộ ra vẻ không dám tin hướng theo ánh mắt của Đế Tuyết Phong nhìn lại. Chỉ thấy cha Đế Thích Thiên chậm rãi bước qua tửu lâu, mái tóc vàng óng bay bay trong gió, trường bào màu trắng không vương một hạt bụi. Cảm giác được ánh mắt hai người, Đế Thích Thiên chậm rãi quay đầu nhìn hai người cười cười, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện bên cạnh hai người. Bái kiến, cha Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc bốn phía liền đứng lên hành lễ, lại bị Đế Thích Thiên phất tay xuất một đạo kình khí ngăn cản hai người trong tu la giới không cần hành lễ đế thích thiên mỉm cười nhìn hai người trong con người thâm thúy hiện hiên thần sắc hài lòng ôn nhu nói mấy năm không gặp tu vì các người có phần tiến bộ a à, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta hai người nghe thấy vậy rất mừng cuống quýt cười hiển nhiên là được đế thích thiên tán dương mà trong lòng cao hứng cha người như thế nào lại tự mình tới đây không phải nói là cha không trực tiếp ra mặt sao nhìn đế thích thiên thân vận bạch y khí thế uy mãnh đế tuyết phong trong mắt hiện lên thần sắc ái mộ quang mang bàn tay chợt lóe lên một bình rượu màu vàng xuất hiện trong tay hắn cung kính đưa cho đế thích thiên đế thích thiên nhận lấy bình rượu cười mắng xú tiểu tử lại trộm rượu của ta rồi không đến không được a à, tu la giới bây giờ cao thủ xuất hiện rất nhiều ta sợ rằng thực lực các ngươi không cách nào đoạt bảo bối a à, mở bình uống một ngụm rượu màu vàng đế thích thiên nét mặt thỏa mãn nhìn hai người than vãn chẳng biết vì sao gần đây ban đêm ra xem thiên cơ phát hiện trong thiên giới và tu la giới sắp xảy ra một biến cố khó giải thích Cụ thân lo cho an nguy của các ngươi cho nên mới vội vàng tới đây. Trong lòng hai người dâng lên một cảm giác ấm áp, Đế Thiên Hồn vốn thường ngày lạnh lùng giờ phút này cũng lộ ra thần sắc cảm động cực kỳ. Cha kỳ thật không cần tự mình đến đây, Đại ca đã sắp bước vào cảnh giới tám cánh, mà Hồn Nhi cũng sắp đạt tới bảy cánh, với thực lực hai nhi tử của người, cho dù là động tới Tu La nữ vương cũng nhất định có thể an toàn thoát đi. Đế Thích Thiên chậm rãi lắc đầu nở ra nụ cười ấm áp, mái tóc dài không gió mà cứ bay bay chỉ nghe hắn nhàn nhạt, nhạt nói thoát đi thì đương nhiên có thể tu la nữ vương bây giờ xem ra cũng chỉ cùng lắm là cảnh giới tám cánh chung dai mà thôi nếu ta toàn lực ra tay không cần ba chiêu là có thể hạ gục nàng ta chỉ là hôm nay tu la giới quần anh hội tụ so với tu vi của tu la nữ vương thì lợi hại hơn nhiều lắm các ngươi ngàn vạn lần không nên tự cao tự đại không cẩn thận sẽ bị đả kích nghiêm trọng đó còn có cao thủ mạnh hơn tu la nữ vương đế tuyết phong cả kinh nói cha tại sao lại nói vậy Đế Thiên Hồn cũng là cực kỳ kinh hãi nhìn Đế Thích Thiên, cũng đang đợi hắn giải thích. Phải biết rằng, trong Tu La giới người có tu vi cao nhất ngàn năm trước đã đạt tới 8 cánh trung giai chính là Tu La Nữ Vương, mà các đại thành chủ tính cả các thiên vương tại thiên giới lúc đó, cũng cơ hồ chỉ mới năm hay sáu đôi cánh, cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua còn có người có thể so sánh với Tu La. Nữ Vương huống chi bây giờ lại nghe Đế Thích Thiên nói còn có tồn tại cao hơn cả Tu La Nữ Vương, không thể trách hai người lại khiếp sợ như vậy nhìn hai nhi tử hán yêu quý nhất lộ ra thần sắc khiếp sợ đế thích thiên nhàn nhạt cười nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tu la giới xuất hiện người mạnh hơn tu la nữ vương cũng không phải là không có khả năng lúc trước thần thức của ta đã nhận ra hai người trẻ tuổi điều đáng ngạc nhiên là sau khi ta phát ra một bộ phận khí tức uy áp thì hai người đó đều có thể tự nhiên mà ngăn cản khiến cho ta lại xuất hiện mong muốn gặp hai kẻ này cha theo như người nói thì hai người này hôm nay chính là tồn tại cao hơn so với nữ vương Đế Tuyết Phong trong lòng khổ sở, nghĩ đến bản thân tu luyện gần 1000 năm vốn tưởng rằng, sau khi tiến vào cảnh giới tám cánh liền có thể kiêu hãnh trong đám trang lứa, có thể đè nén băng băng, trở thành người trẻ tuổi đầu tiên tiến vào Á Hoàng giai cao thủ. Không nghĩ tới Tu La, giới cũng đã có hai gã trẻ tuổi đã đạt tới Á Hoàng giai cao thủ, điều đó đã kích hắn rất lớn. Thấy Đế Tuyết Phong bộ dạng trầm tư, Đế Thích Thiên sắc mặt lạnh lùng hừ nhẹ nói: "Có gì mà phải uể oải?" Thời gian tu luyện của bọn họ ít nhất cũng đã vài ức năm thời gian, cho dù là Tu La, nữ vương cũng không thể so sánh với thời gian tu luyện của hai người đó. Huống chi trong đó có một người khó khăn lắm mới có thể so sánh với ngươi, bọn họ cũng không hơn ngươi là mấy. Đế Tuyết Phong cả kinh, nét mặt cũng tự tin lên, đang muốn nói gì lại bị Đế Thích Thiên phất tay ngăn cản. Chỉ nghe Đế Thích Thiên tiếp tục nói, con đường tu luyện kỵ nhất chính là tâm thần không vững, Tuyết Phong ngươi hôm nay tâm cảnh không vững nếu cứ như thế này nhất định sẽ khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma, thậm chí đưa ngươi vào tình trạng vạn kiếp khó tiến. Đế Tuyết Phong quẫn bách nói, cha dạy chí phải, đồ nhi nhất định sẽ thay đổi. Còn ngươi nữa, thiên hồn, căn cơ vững vàng hơn đại ca rất nhiều, tính cách cũng ổn định hơn tu luyện thì không nhất thiết là, cứ phải theo đuổi cảnh giới trước mắt, tiếp tục tu luyện nắm chắc căn cơ, lúc đó dám chắc ngươi sẽ có thể tiến vào cảnh giới rất cao. Đế thích thiên sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, lãnh đạm nói, hai người các ngươi sắp tới không nên nóng lòng đột phá, cứ ở cảnh giới này một trăm năm, nếu không sau khi đột phá mà không được hối hận đã muộn. hai người thấy đế thích thiên tức giận thì câm như hến, nét mặt như là đang thẩm thấu tất cả những lời nói, cẩn thận ngồi trên ghế không còn vẻ đắc ý như trước nữa. đế thích thiên trầm ngâm sau hồi lâu, trong mắt đột nhiên hiện ra tia vui vẻ, nhìn hai người nhàn nhạt nói: mười năm, mười năm nữa các ngươi sẽ gặp bảo bối. hai người các ngươi nhanh chóng tiến vào tu la thành tranh thủ đoạt bảo bối. Nếu được thì gia tộc đế thích chúng ta lại xuất hiện thêm một vị hoàng giai, đến lúc đó cả thiên giới cũng như tu la giới đều nắm trong tay chúng ta. Hai người vội vàng đứng lên cung kính gật đầu nói. Tuân mệnh ý chỉ của cha. Đế thích thiên gật gật đầu nhìn hai huynh đệ, ánh mắt lộ ra vẻ từ ái. Ha ha, các ngươi còn chưa đi, hai tên số tiểu tử các ngươi tu vi liệu cao thâm đến cỡ nào. Ta muốn xem các ngươi có thể ngăn cản trận pháp của Bích Thành chúng ta hay không." Một thanh âm cuồng ngạo từ phía sau truyền đến. Đế Thích Thiên sắc mặt lạnh lùng lập tức nở ra nụ cười khinh khỉnh. Đế Tuyết Phong vốn đã không để ý đến những người này, sau khi nghe thấy thanh âm kiêu ngạo kia, ánh mắt chợt lạnh đi nhìn Đế Thiên Hồn, cũng đã lộ ra sát khí. Đế Thiên Hồn chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đến, đúng là Thành chủ Bích Thành cùng gần 20 tên thuộc hạ bốn cánh đứng trước mặt ba người, kinh thường nói: người rất ngu xuẩn." Thành chủ Bích Thành ngạc nhiên liếc Đế Thích Thiên, lúc này Đế Thích Thiên sớm đã che giấu cảnh giới thật sự đế tuyết phong đằng sau cũng giống vậy đều chỉ để lộ ra ngoài bốn cánh mọi người ở đây đều không thể nhận ra thực lực chân chính của hắn thành chủ bích thành thấy đế thích thiên cũng chỉ là bốn cánh liền an tâm hẳn sau khi tính toán có thể bắt ba người nét mặt lại lộ ra nụ cười sướng mà ánh mắt hắn chính là hướng về thanh trường kiếm bên hông đế thiên hồn đem vũ khí của ngươi cống cho ta hôm nay ta liền thả các ngươi ra khỏi bích thành thành chủ bích thành tham lam nhìn vỏ kiếm màu xanh ngọc kia cảm giác được lưỡi kiếm bên trong tiềm ẩn sát ý cùng khí tức ánh mắt bùng cháy khát khao. Đế Thiên hồn run run một chút đưa ánh mắt hướng về bên hông mình mới ngạc nhiên phát hiện nguyên lai like là hắn quên không che giấu kinh hồn kiếm của mình, mà chính là kinh hồn kiếm này đã hấp dẫn bọn họ tới đây. Giờ khóc giờ cười nhìn đại ca Đế Tuyết Phong, Đế Thiên hồn ngửa mặt lên trời cười ha ha, đôi mắt cũng dần lạnh như băng, bình tĩnh nói: "Muốn kinh hồn kiếm của ta, phải xem các ngươi có bản lãnh gì, trận pháp chó má của các ngươi ta cũng không ý kỵ, các ngươi làm gì được ta?" Thành chủ Bích Thành ha ha cười to, xem ra ngươi chưa biết tác dụng của cửu đỉnh các ngươi hôm nay chết không còn nghi ngờ rồi trước tiên bắt các ngươi đã vừa nói hắn cùng lên như một con ngựa huy động vũ khí trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đế thiên hồn đế thiên hồn thấy thành chủ bích thành lao tới thì kinh thường liếc mắt vẫn ngồi tại chỗ uống rượu đúng là không chút nào để vào mắt đám thuộc hạ đằng sau thành chủ bích thành lúc này cũng chia nhau nhằm về phía đế tuyết phong và đế thích thiên hai người xem ra là muốn cầm chân không cho bọn họ đến giúp đế thiên hồn nhưng mà thành chủ kia sai rồi tất cả đều sai, chính là đúng như câu nói của đế thiên hồn kia. Người rất ngu xuẩn, đích thực bọn họ quá ngu ngốc. Một tiếng hừ nhẹ giống như gió ban đêm vang lên bên tai, nghe như là một tiếng thở dài ôn nhu, lại nghe như tiếng gió nhẹ phả vào mặt. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nguyên thần nhất thời rung động trong nháy mắt liền mất đi cảm giác. Mà bên trong tử lâu lúc này lác đác có vài người khách, cũng kinh hãi gần chết khi thấy tình cảnh này, chỉ thấy thành chủ Bích Thành cùng đám thuộc hạ phía sau, đang tấn công ba người thanh niên kia được nửa đường thì đứng im, nửa phần thân trên đã biến thành khói đen, khi tới trước mặt ba người thì toàn bộ thân thể đã biến mất không còn dấu vết. Vài người khách hoảng hốt cực độ, đúng là không cần quan tâm đây là tầng 2, sợ hãi bay qua cửa sổ xuống dưới. Đế Thiên Hồn cười cũng không ngăn cản, nhàn nhạt nói: "Cũng không xem xem là ai đang ở đây, lại còn dám vọng ngôn?" Ba người đều cười hắc hắc, lúc này mới có thể nhìn ra ba cha con lúc đó quả thật rất có tình cảm. Bên ngoài ma thành, bốn đạo thân ảnh hướng tới cửa thành dẫn đầu là một thanh niên nam tử anh tuấn cực kỳ bên cạnh là một thiếu nữ yêu kiều đang bíu lấy tay hắn điều khiến cho người khác giật mình chính là sau lưng hắn chỉ chỉ có một đôi cánh đúng vậy chính là bọn người tần vũ đây là ma thành còn hơn thành trì tại thiên giới nhiều lắm mục thiên cũng là lần đầu đi tới tu la giới nhìn tường thành phía trước có vẻ như đã qua nhiều lần máu nhuộm xem ra cả quy mô kích thước còn hơn thiên giới khá xa so với tử dực thành có khi còn mạnh hơn nửa phần cam vân cũng cười nói tu la giới nổi tiếng nhất vẫn là mỹ nữ mục huynh và ta có diễm phúc rồi mục thiên ha ha cười to lại nhìn về phía tần vũ thấy hắn cười nói các ngươi thật vui vẻ quá a à. hai người nghe thấy vậy đều là mừng rỡ nghĩ đến sắp tới được gặp mỹ nữ tu la tộc không nhịn được trong lòng như mở cờ tình nhi chu cái miệng lên mặt giả bộ hờn dỗi nhìn hai người cười nói một đôi sắc lang bạn đang nghe chuyện tại haleyzy audio hai người cười phá lên cũng không có phản bác gì nhìn nhau cùng bước đến cửa thành Ma thành, bầu trời trong mang theo bóng mây mù âm u trôi nhẹ nhẹ. Mặt trời màu đỏ sậm sạ xuống mang theo khí tức quỷ dị chiếu giữa đại thành, tựa hồ như ám chỉ điều gì đó, không khí có chút trầm muộn. Trên đường cái lát đá xanh, người đi đường vội vã, khách nhân cực ít nghỉ chân tại các cửa hang bên đường. Áp lực từ khí tức trầm trọng này làm cho tất cả mọi người tại Tu La Ma Thành, đều vô tâm dừng lại bên ngoài, gấp gáp bước nhanh về nhà, hưởng thụ thời khắc thanh nhàn khó kiếm được. Một đội binh lính Tula tộc tại trên đường cái đi lại theo thói quen, che giấu khí tức trên tường thành, hai gã nam tử Tula tộc cao lớn có năm đôi cánh đứng, ở hai bên một vị nam tử sáu đôi cánh cao lớn, mắt nhìn xuống cửa thành phía trước, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Một mỹ nữ Tula tộc sáu đôi cánh đang từ trong thành rất nhanh chạy về hướng trên tường thành, phảng phất nơi đó có gì đó để cho nàng chờ mong, trong con người xinh đẹp có xen vào sự vui sướng, ánh mắt phức tạp chờ đợi. Đứng ở ngoài cửa thành, Mục Thiên và Cam Vân như trước cười nói, mà Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn gắt gao nhìn cửa thành cao lớn đóng chặt, phóng xuất thần thức cảm thụ binh tốt như thủy triều tiến đến hướng chính phương hướng của mình, bay nhanh tới. Thi ra, tất cả hào khí khẩn trương này đều là do bốn người Tần Vũ mang đến. Vũ ca ca, bọn họ như thế nào có thể biết chúng ta không phải người tu la? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tĩnh Nhi cao có, con ngươi sáng ngời trừng mắt nhìn Mục Thiên và Cam Vân đang cười nói, sáng giọng đều là họa do các ngươi gây ra hai ngươi còn có thể cười nói như vậy sao nghĩ đến vừa mới rồi hai người nghênh ngang như vậy đi tới cửa thành đang muốn tiến vào lại bị binh lính hộ vệ cửa thành tu la tộc phát hiện ra thân phận ngăn ở bên ngoài tình nhi cực kỳ buồn bực nếu không phải cam vân tu vi quá thấp không cách nào che giấu khí tức vừa rồi há lại có thể bị đám binh lính tu la tộc phát giác ra thân phân lúc này trên tường thành tu la nhân càng ngày càng nhiều sát khí phô thiên cái địa dần dần tràn ngập ở cửa thành khiến cho không khí chung quanh áp lực càng ngày càng tăng, mà Cam Vân và Mục Thiên cũng là không chút nào có thần sắc lo lắng, làm cho tình nhi không nhịn được trong lòng rất là bất mãn. Mục Thiên cười hì hì liếc mắt nhìn Tần Vũ, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh chấn định, liền đối với tình nhi nói, không cần khẩn trương, đại nhân không lo lắng, người lo lắng cái gì. Tình nhi hung hăng trừng mắt nhìn Mục Thiên, chỉ là khuôn mặt nàng thật sự quá mức xinh đẹp thanh tú. Trừng mắt như vậy, chẳng những không cách nào làm cho người ta thấy được khổ sở, ngược lại còn mang theo chút phong tình, chỉ nghe nàng gắt giọng. Một khi đã đánh nhau, chúng ta phải giết bao nhiêu tu la nhân mới có thể rời đi nơi đây a? À? Tần Vũ lắc lắc đầu, nói tình nhi không cần lo lắng, chúng ta tới đây không phải vì giết người, nếu thật sự không thể hoan nghênh, thì rời đi nơi này. Tuy nhiên thành lớn gần nhất cách nơi này tựa hồ khoảng cách cũng rất dài, không biết các ngươi có thể kiên trì đi tiếp không? Vừa nói, trừng mắt nhìn Mục Thiên và Cam Vân, quát lạnh nói. Hai người các ngươi từ hôm nay bắt đầu tập thu liễm khí tức cho ta, ta không hy vọng để cho Tu La nhân nhận thấy được bí mật các ngươi là thiên nhân. Hai người bị Tần Vũ chừng mắt, toàn thân giống như bị một chậu nước lạnh giống như băng hàn chí cực đổ xuống, câm như hến không ngừng gật đầu, vội vàng theo công pháp Tần Vũ, vừa mới truyền âm tới bắt đầu tự thân tập thu liễm khí tức. Trên tường thành, nam tử Tu La tộc cao lớn nhất trong ba người giờ phút này đúng là thần tình sát khí nhìn chằm chằm bốn người Tần Vũ, nói chuyện với nhau, lạnh nhạt nói: "Không thể tưởng được, thiên nhân bốn đôi cánh cũng dám nghênh ngang đi tới." Ma thành ta như vậy, hừ. Tu La Nhân gầy ở bên trái, trên trán có một khối sẹo lớn màu đỏ khiến cho hắn thoạt nhìn rất là hung tợn, nghe vậy hung ác cười nói, "Không biết có bao nhiêu năm chúng ta không cùng với thiên nhân giao chiến rồi. Bốn người này, vừa lúc có thể cho thủ hạ chúng ta các tiểu hài tử không có kinh nghiệm cùng, với thiên nhân chiến đấu rèn luyện một chút, để tránh sau này cùng với thiên nhân giao chiến trong khi không có kinh nghiệm." Mà nam tử tráng kiện hơn so với hai người, ở bên phải vẻ mặt lo lắng nhìn Mục Thiên phía dưới, thấp giọng thầm nói, mẹ nó, năm cánh thượng giai, so với thành chủ thấp hơn một bậc, thế này đánh như thế nào? Đứng ở giữa, nam tử cao lớn cười lạnh nói. Như thế nào đánh? Tự nhiên là đưa bọn họ toàn bộ giết hết rồi, tên năm cánh thượng giai kia do ta đích thân đối phó. Hai người các ngươi lựa chọn một người đi, mặt khác một người cho hải huyên đối phó. Đang nói, phía sau truyền đến một tiếng xe gió, một đạo thân ảnh đẹp nhanh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ba người. Binh lính bốn phía tựa hồ đều nhận biết thân ảnh này, đúng là dường như không để ý tới, phụ thân các ngươi vừa lại tại sau lưng nói xấu huyên nhi rồi người đến đúng là hải huyên chỉ thấy nàng cực kỳ thân thiết ôm nam tử cao lớn ở giữa cao lớn nam tử cái miệng nhỏ đáng yêu chu lên làm cho người ta muốn có một loại dục vọng chiếm hữu chỉ là người chung quanh đều là vẻ mặt si ngốc nhìn hải huyên xem ra mị lực của nàng đối với mọi người trong lúc đó thật lớn có điều những người này cũng không có người nào dám đem ý nghĩ trong lòng làm thành hành động thực tế trước không nói hải huyên là nữ nhi của thành chủ chỉ riêng xem trên lưng nàng sáu đôi cánh màu phấn hồng, liền làm cho người ta bỏ đi ý nghĩ hạ lưu trong lòng rồi. Sáu đôi cánh màu phấn hồng sắc a, vị trí đệ nhất cao thủ trong Ma Thành không phải của nàng sao? Đứng ở xa xa, một người nhìn như tướng lãnh bộ dáng bốn đôi cánh Tu La nhân thấp giọng nói, cũng không biết nàng như thế nào tu luyện, cũng tại ngắn ngủn hơn 10 năm liền từ bốn đôi cánh trực tiếp phi thăng tới sáu đôi cánh. Đây là cái dạng tốc độ kinh khủng gì a? Các binh lính phía sau hắn cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn Hải Huyên. Nữ tử tuổi còn trẻ xinh đẹp này, tại hơn 10 năm thời gian trực tiếp tu luyện nhanh qua đến cảnh giới 6 đôi cánh, trong ma thành sớm không là cái gì bí mật rồi. Hải Huyên đến trực tiếp đem hai gã năm đôi cánh cao lớn nam tử gạt qua một bên, thân thể mềm mại của nàng gắt cao tựa ở trên người tên Tu La nhân 6 cánh kia, gắt giọng: "Đại thúc, nhị thúc, không cho phụ thân và các người nói xấu Huyên Nhi." Nam tử 6 cánh ha ha cười to, sủng nịch vỗ đầu Hải Huyên nói: "Chúng ta cũng không có nói xấu ngươi." mọi người đang thương lượng như thế nào đối phó mấy người thiên nhân kia đấy chứ? mấy người đó tu vi không thấp a, à, trong đó cũng có một gã cao thủ tồn tại. Hải Huyên cả kinh, vội vàng phóng xuất thần thức, khiếp sợ phát hiện năm cánh thượng giai mục thiên, không khỏi phải buồn bực nói: Thiên nhân cao thủ này, chạy đến chúng ta tu la giới làm cái gì? Bọn họ như thế nào qua tới đây? Nam tử sáu cánh không có nói gì thêm, bên cạnh tên nam tử chán mang sẹo lớn cũng là nói tiếp. Truyền thuyết trong thiên khanh trong có một cái thông đạo chỉ cần nắm giữ phương hướng của cái thông đạo kia liền có thể dễ dàng lui tới thiên giới và tu la giới ta tuy nhiên thông đạo này rất là bí mật chúng ta từng tra tới rồi hồi lâu đến nay vẫn là chưa biết được hải huyên cắn môi trong đầu đột nhiên hiện ra đế tuyết phong cùng khuôn mặt vô cùng anh tuấn trong lòng thầm nghĩ bọn họ hẳn nhiên là biết phương hướng thông đạo a đối với đế tuyết phong và đế thiên hồn hải huyên thông minh đã sớm phát hiện hai người không thuộc tu la nhân trong tu la nhân có một loại phương pháp điều tra cực kỳ bí ẩn có thể thông qua khí tức một người phát ra để phán định thân phận hắn, chỉ là bởi vì làm tu vi giảm nhiều nên không dễ dàng xuất ra. Mà Hải Huyên mặc dù sớm đã biết sự thật hai người là thiên nhân, trong lòng cũng thật sự là một trận phai nhạt, nhưng đối với đế tuyết phong ái mộ khiến cho nàng giống như con thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là không có kết quả, nhưng cũng là không có quên đi, tới khi chia tay, nhưng là kiên quyết không có dây dưa, từ điểm này cũng có thể thấy được, Hải Huyên này thật sự là nữ tử tu la. Độc kiên cường cực kỳ có chủ kiến hiếm thấy. Nghĩ đến Đế Tuyết Phong, gió thổi qua có thể thấy trên khuôn mặt mềm mại của nàng hiện ra một tia đỏ ửng, cực kỳ động lòng người, chỉ nghe nàng ôn nhu nói: "Cha, hai vị thúc thúc, bốn người này mặc dù là thiên nhân, chúng ta cũng không cần phải khẩn trương như Lâm đại địch, cứ để một mình ta đôi phó đi." Nam tử sáu cánh run sợ một chút, lắc đầu nói: "Trong bốn người, nam tử chỉ có một đôi cánh kia ta không cách nào dụng thần thức xem xét được tu vi." của hắn, người này cũng không đơn giản, một mình ngươi là vạn vạn lần không cách nào đối phó. Hải Huyên cái miệng nhỏ nhắn ngুইt một cái, dùng sức phe phẩy bả vai nam tử sáu cánh, nũng nịu nói: "Phụ thân, cho Huyên nhi đối phó bọn họ đi, hơn nữa, bốn người này nói không chừng đối với ma thành chúng ta không có địch ý nữa." Hồ đồ, sáu cánh nam tử quát khỏe, vô luận có hay không địch ý, thiên nhân luôn là đại địch của tu la nhân ta, đôi đãi địch nhân, không thể nương tay. Hải Huyên sắc mặt trầm xuống, miệng khép lạo quay đầu bỏ đi không hề để ý tới nam tử sáu cánh nam tử sáu cánh nam tử thấy bộ dáng nữ nhi như vậy cũng không thèm để ý thân thể chậm rãi phiêu phủ giữa không trung quay về tần vũ bốn người quát lạnh nói thiên nhân các ngươi tới ma thành của ta làm gì hà hôm nay nếu các ngươi tới lại không muốn rời đi toàn bộ lưu lại ở chỗ này cho ta không hồ là cao thủ sáu đôi cánh thanh âm hắn giống như tiếng sấm như tại giữa không trung trong phiêu đãng không dứt từng đạo âm lãng mang theo ba động mãnh liệt trong nháy mắt đánh úp về phía tần vũ bốn người đúng là ngay cả mặt đất đều chấn động lên rồi trên tường thành tu la tộc binh lính nghe được thanh âm của nam tử sáu cánh không nhịn được là như con nhảy dựng lên đều nửa quỳ trong miệng cuống quýt hô to thành chủ vạn tuế thành chủ vạn tuế giết thiên nhân tần vũ tại lúc nghe được thanh âm mặt liền hiện nụ cười lạnh một đạo vô hình bình chướng chống rỗng xuất hiện tại phía trước bốn người đưa âm lãng vừa đủ nghe chỉ nghe tần vũ lạnh nhạt nói chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi muốn ở thành này nghỉ chân một ngày liền rời đi nơi đây các hạ không nên quá bức người nam tử sáu cánh không chút nào để ý thanh âm của chính mình mang theo kinh khí không có thương tổn đến bốn người cười lạnh nói nói đùa thiên nhân và tu la nhất tộc ta có thủ không đợi trời chung chúng ta dựa vào cái gì cho các ngươi tiến nhập vào trong ma thành tần vũ lắc lắc đầu đã như vậy chúng ta liền không quấy dày cáo từ nói liền lôi kéo ba người rời đi nam tử sáu cánh thấy thế bỗng dưng hét lớn một tiếng đứng lại cho lão tử, đi tới nơi này còn muốn rời đi làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, đều lưu lại cho ta đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy cánh sau lưng hắn đột nhiên hiện lên một đạo quang mang đẹp mắt, một đạo quang mang màu đỏ máu mang theo, cùng với hét giận trong nháy mắt đánh úp về phía sau lưng Tần Vũ, uy thế lẫm nhiên. Tần Vũ nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc mặt tức giận, đột nhiên xoay người, cánh tay tại giữa không trung hóa thành một cái hình tròn, trước người trong nháy mắt xuất hiện một thông đạo hắc hồ hình viên trụ, cơ hồ trong một cái hít thở liền đem quang mang màu đỏ máu hút vào. Chỉ thấy Hắc Hồ Thông Đạo sau khi đem quang mang màu đỏ máu cắn nuốt, cũng không có đình chỉ dựa theo phương thức cực kỳ huyền ảo xoay tròn, giống như một cây cự côn xuyên trời màu đen, trong nháy mắt đánh úp về phía Tu La Nhân sáu cánh trên tường thành. Thành chủ Tu La Nhân sáu cánh thành chủ thấy Tần Vũ, dường như không mất chút lực liền đưa kinh khí hắn phát ra cắn nuốt rồi, không khỏi thất kinh, tâm tùy ý động, kinh hãi trong lòng đã tăng nhiều đợi đến khi nhìn thấy cư côn màu đen cự thẳng tắp hướng chính mình đánh úp lại, thì khóe miệng hắn lộ ra một tia cười lạnh và miệt thị, trong tay quang mang lóe ra, một đạo quang ảnh chợt xuất hiện tại trước mặt hắn, tản mắt ra lãnh mang chói mắt trí cực, là hình dáng một binh khí cổ quái đao không phải đao, kiếm không phải kiếm. Phá cho ta. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, khí tức quanh thân điên cuồng tăng vọt lên, đem cả Hải Huyên cùng hai gã tu la năm cánh khác nhân cuống quýt lui về phía sau. Hải Huyên cũng không ảnh hưởng mấy, dù sao nàng cũng tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh rồi chỉ là lui ra phía sau mấy thước rồi thân hình liền dừng lại quanh thân cũng quần áo phiêu vũ tóc dài phiêu phiêu giống như thánh nữ sống lại như thánh khiết tràn ngập khí tức hấp dẫn động lòng người mà hai gã nam tử năm đôi cánh tu la tộc kia thảm hơn rất nhiều năm đôi cánh và sáu đôi cánh trong đó khoảng cách vốn là thật lớn phải biết rằng sáu đôi cánh đã sơ bước có thể lĩnh ngộ được cách vận dụng lực lượng đối với lực lượng khắp toàn thân điều động cơ hồ đạt tới cảnh giới thông thấu cực kỳ rõ mà năm cánh còn lại là vừa mới đột phá tự thân lực lượng, không cách nào hoàn toàn phát huy mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm lực lượng của bản thân. Bị khí tức của thành chủ sáu cánh cuồng bạo đánh sâu vào, hai người lui ra phía sau suốt tới khoảng cách 10 trượng, thân thể khó khăn lắm tại bên tường thành thân ảnh mới ngừng lại được, chật vật không chịu nổi nhìn toàn thân tản ra quang mang màu đỏ máu, nhìn thành chủ giống như địa ngục ma thần phiêu phù tại giữa không trung, trong mắt tràn ngập kinh hãi và kính nể phức tạp. Một đạo quang mang chớp nhoáng từ trong tay thành chủ bắn ra, nhằm thẳng phía cự côn màu đen của Tần Vũ đánh tới. Hai đạo quang mang màu đỏ máu và màu đen tại giữa không trung gặp nhau, bầu trời trong bỗng dưng lóe một mảnh ánh sáng, đến ngay cả bầu trời vốn có trí cực mặt trời đẹp mắt cũng bị quang mang này ép tới buồn bã thất sắc. Trong lúc đó chính giữa tại trung tâm không gian giữa hai người, sau khi hai đạo quang mang gặp nhau, tháp hãm cực mạnh, hình thành một không gian hỗn loạn có phạm vi phương viên gần 10 dặm, một cổ hỗn loạn trí cực linh khí không ngừng từ trong cái khe không gian lóe ra, khiến cho mọi người chung quanh, cũng vô pháp hấp thụ một tia linh khí để bổ sung tiêu hao tần vũ tóc dài phiêu vũ một thân bạch y áo trắng không gió mà bay phấp phới trên mặt lạnh lung lộ ra một tia mỉm cười lạnh nhạt tựa hồ mang theo chút miệt thị vừa lại tựa hồ mang theo chút vẻ mặt thương hại khiến cho trên mặt hắn vốn đã vô cùng anh tuấn rồi lại có khí tức làm cho người ta trầm mê mà ở gần đó đôi mắt đẹp của tình nhi nhìn không hắn chớp mắt không tự kìm hãm được muốn tới gần bên cạnh hắn chỉ là giờ phút này tần vũ mặc dù cũng không có như thành chủ sáu cánh coi như quanh thân phát ra khí tức kinh khủng, nhưng cũng tản ra khí thế lẫm liệt làm, cho người ta bất chi bất giác tràn ngập sợ hãi giống, như vĩ nhân đỉnh thiên lập địa làm cho người ta muốn cúng bái hắn. Cha! Bỗng nhiên, Hải Huyên đột nhiên thét ra tiếng chói tai, trên mặt đang cười lộ ra thần sắc lo lắng, thân ảnh chợt lóe, trong phút chốc liền đã phi tới bên cạnh thành chủ sáu cánh, bàn tay trắng nõn đem thành chủ sáu cánh từ giữa không trung ngã xuống tiếp được, thuận tay một đạo quang mang màu phấn hồng đánh vào trong cơ thể hắn. Khái Khái, thành chủ sáu cánh sau khi được Hải Huyên đưa vào một đạo kình khí mới há to miệng ra, một luồng máu tươi phun ra văng xuống ngực. Sau một hồi lâu mới hiện ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Vũ ngươi, ngươi tu vi kinh khủng như thế, nhưng như thế nào chỉ có một đôi cánh? Lúc này không những là hắn, đến ngay cả Hải Huyên và tất cả binh lính Tu La, tộc trên tường thành đều đã đã nhận ra dị thường trên người Tần Vũ, đều chừng lớn con ngươi nhìn Tần Vũ, trên mặt đều là lộ ra thân sắc khiếp sợ. Tần Vũ lạnh nhạt cười trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo một đôi cánh lại không thể lĩnh ngộ đại đạo trên đời này công pháp rất nhiều không phải là một tu la nhân sáu cánh nho nhỏ như ngươi có thể hoàn toàn biết hết được dừng một chút hắn nhẹ giọng mỉm cười nói ta vốn là không có ác ý đi ngang qua ma thành đơn giản chỉ là nghỉ ngơi một ngày mà thôi nhưng không nghĩ tu la nhân ngươi lại dùng phương thức này đôi đãi ta quả thật làm cho người ta phẫn nộ thành chủ sáu cánh sắc mặt cứng lại một hơi không có hít vào đúng là há to miệng sau nửa ngày cũng nói không nên lời hải huyên thấy cảnh này liền bước ngay lên phía trước nhìn tần vũ bốn người thản nhiên cười ôn nhu nói thiên nhân nhất tộc cùng tu la nhân ta từ trước tới giờ là thế bất lưỡng lập các vị nếu từ thiên giới tới đây tự nhiên cũng là trong lòng hiểu được cũng không thể trách tra đôi với các ngươi đề phòng nếu ngươi tự xưng cũng không ác ý chúng ta tự nhiên là hoan nghênh xin mời quý khách vào thành nghỉ ngơi nói rồi đối với hai gã năm cánh tu la nhân bên cạnh cười nói xin mời đại thúc và nhị thúc đưa khách quý đến trần yên các nghỉ ngơi một lát, ta và cha sẽ đến sau." Vừa dứt lời, sớm đã có binh lính Tu La nhân thông minh đem cửa thành mở ra, hai đội Tu La binh lính gần trăm tên đứng thẳng hai bên, cung kính nghênh đón Tần Vũ bốn người. Tần Vũ mỉm cười, trong con ngươi lộ ra một đạo kim quang, liếc mắt nhìn thật sau. Hải Huyền đứng ở trên tường thành tường, vui vẻ gật đầu nói: "Vị cô nương này thật thông minh, nếu các ngươi thành tâm mời, Tần Vũ ta cũng không khách sáo, ở đây nghỉ ngơi một ngày vậy." hải huyên phân phó binh lính đưa cha hộ về phủ thân ảnh lóe ra trong nháy mắt liền đứng ở trước mặt bốn người rồi đánh giá cẩn thận tần vũ và tình nhi trên mặt mang theo chút địch ý một chút rồi cười nói xin mời quý khách tần vũ cười cười liền bước đi trước dẫn đầu mục thiên và cam vân thấy tần vũ đi trước rồi sau đó cũng theo sát đi theo nhưng là tình nhi mới vừa đi hai bước liền quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hải huyên làm cái mặt quỷ rồi bước nhanh tiến lên đuổi theo tần vũ lôi kéo cánh tay hắn đi vào thành Hải Huyên bị động tác của Tình Nhi làm cho ngẩn ra một phen, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, nữ tử xinh đẹp đáng yêu này vì sao lại đối với chính mình có địch ý, phất tay cười cười, lắc đầu đuổi theo. Dưới sự dẫn đường của hai gã năm cánh tu la nhân, nhóm bốn người đi qua ngã tư đường rộng rãi, trong một lát liền đi tới trong trấn yến. Các bên cạnh phủ thành chủ, ánh sáng nhu hòa từ trên bầu trời chiếu xuống, chiếu vào hồ nước có đầy những đóa hoa thánh khiết, từng đạo hơi nước bốc lên, ở trong làn gió mát nhẹ phe phẩy mang theo mùi hoa và vũ khí thanh tân vũ khí xâm nhập vào trong lâu các bên cạnh hai bên bờ hồ nước rừng cây rậm rạp những cây không phải là cao lớn lắm cây cối chẳng biết phẩm loại ra sao lá lớn rồi mà lại ánh bạc ánh sáng chiếu tới cũng có thể xuyên qua phiến lá từng đạo quang mang xanh biết đem rừng cây bao phủ hơi nước tràn ngập tại bốn phía liền giống như huyễn cảnh xinh đẹp xanh động đẹp quá a à. đứng ở trên lầu cát trong đôi mắt tình nhi lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn sân trước mắt sinh cơ bừng bừng rồi lại tràn ngập thần bí xinh đẹp thì thào tự nói xem hình dáng có vẻ đố với nơi này cực kỳ yêu thích mục thiên và cam vân cũng là vẻ mặt tán thưởng nhìn cảnh đẹp trước mắt chỉ là trong mắt mang theo thần sắc cảnh giác như trước xem ra trong lòng thành kiến của thiên nhân đối với tu la nhân một mặt là cũng không phải dễ dàng tiêu trừ như vậy lúc này trên lầu các chỉ có một cái bàn tròn rộng rãi bốn mỹ nữ tu la tộc vô cùng xinh đẹp đứng tại bốn góc của lầu các mỗi một nữ tử đều có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn còn hơn cả hải huyên và tình nhi chỉ là khiếm khuyết so với hai người là linh động và thiên chân đáng yêu thôi tần vũ nhàn nhạt quan sát một phen liền ngồi ở trên ghế rộng rãi trên mặt cũng lộ ra thần sắc hài lòng quý khách tên là tần vũ tiểu nữ từ hải huyên hai vị này phân biệt là đại thúc mộ dung thanh ba và nhị thúc mộ dung hồng thành của ta vừa mới cùng với tần huynh giao thủ chính là cha của ta ma thành thành chủ mộ dung thiên nộ chẳng biết khách quý từ thiên giới hà thành mà đến hải huyên thấy tần vũ đối với cảnh tượng bốn phía cũng không hứng thú cũng không ngại, mỉm cười, nhẹ giọng giới thiệu hai gã năm cánh tu la nhân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Tần Vũ chắp tay bốn người bọn ta đến từ thiên giới tử thành, chẳng lẽ mộ dung cô nương hiểu rõ thiên giới sao? Hải Huyên trong mắt hiện lên một tia cực kỳ bí ẩn chờ đợi, sáng giọng Tần Huynh, hay là gọi ta Hải Huyên đi, không biết Tần Huynh tại thiên giới có biết nhiều người hay không Hải Huyên, có một chuyện muốn hỏi, đợi ăn cơm rượu xong, muốn mời Tần Huynh chỉ giáo một phen. Tần Vũ lắc đầu cười khổ nga, sợ rằng mộ dung hải huyên cô nương phải thất vọng rồi, ta với việc hiểu rõ thiên giới cũng không sâu sắc lắm, từ trước tới nay vẫn đều bế quan khổ tu, hay là để cho mục thiên giải đáp cho ngươi a? nói rồi, ngón tay hướng ở mục thiên đang xem xét cảnh sắc, hắn đối với thiên giới tương đối hiểu rõ, hải huyên cô nương nếu muốn tìm người, tốt nhất là hỏi hắn. hải huyên gật gật đầu, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, trên mặt cũng là cảm kích vô cùng nói, như thế thì đa tạ các ngươi tần vũ thâm ý nhìn hải huyên liếc mắt một cái nhàn nhạt nói chút việc nhỏ nhắc tay là xong thôi nhưng thật ra công pháp của hải huyên cô nương cùng với công pháp của tu la nhân đại đồng tiểu dị nhưng làm cho tần mỗ kinh ngạc à hải huyên mỉm cười lắc đầu không nói chỉ thấy nữ nhân kia một thân trường bào màu phấn hồng dưới cặp lông mi nhỏ bé là một đôi mắt to giống như đứa nhỏ lộ ra thần sắc ngây thơ da tay trắng nõn thậm chí mang theo chút màu xanh cơ hồ trong suốt đẹp đến mức làm cho lòng người kinh sợ lúc này nàng cao mày quyệt cong cái miệng nhỏ nhắn nhìn. Huống Thiên Minh, âm thanh thanh thúy giống như hoàng oanh xuất cốc. Các ngươi là ai vì sao đả thương thủ hạ của ta? Huống Thiên Minh miệng vênh lên, tựa hồ giống như không có nghe nàng nói gì liếc mắt nhìn Hồng Quân, ý bảo để cho hắn tiến lên giải quyết, mà chính mình lại là lui ra phía sau một bước, cùng với Tôn Thiên đứng ở cùng nhau. Hồng Quân cũng không từ chối, mỉm cười, nhìn tuyệt thế mỹ nữ nói: "Nếu ta tiên đoán không sai, ngươi là Tu La tộc nữ vương Bệ Hạ a?" tại lúc nữ tử này vừa mới hiện thân hồng quân đã nhận thấy được công lực nữ tử này thâm sâu khôn lường mặc dù lúc này nàng cũng không có thả dao uy áp nhưng vẫn làm cho người ta có loại cảm giác kinh sợ áp bức nữ tử run lên một chút mới không hờn giận nói tựa hồ là ta hỏi các ngươi trước đả thương thủ hạ của ngươi hừ xú bà nương lão tử còn muốn đem toàn bộ người trong xa thành đồ sắt mới có thể thiết hận thức thời thì cút ngay tôn thiên không đợi nữ tử nói xong đã như thốt nhiên giận cùng với đi ra phía trước một đôi con người màu đỏ máu gắt cao nhìn chằm chằm nàng, quanh thân tản mát ra sát ý cực kỳ sắc bén. Hồng Quân thấy thế cũng không ngăn trở, trên mặt lộ xuất nụ cười thần bí, cứ như vậy đứng một bên yên lặng nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Tôn Thiên sát khí vô cùng dày đặc, chỉ thấy hắn vừa mới tản mát ra sát khí, mọi người trước mặt liền đã màu máu đỏ vờn quanh, sát ý tận trời nhất thời đem trung tâm giữa hắn, cùng với nữ tử tràn ngập mây mù màu đỏ dày đặc. Nữ tử khinh thường ngước lên đầu nhìn liếc mắt Tôn Thiên, trong tay quang mang chợt lóe, tu la nhân sáu cánh té trên mặt đất toàn thân chấn động lập tức đứng lên nhìn thấy khuôn mặt nữ tử không nhịn được vội vàng quỳ trên mặt đất cung kính nói thánh nữ ngài đã tới nữ tử thản nhiên cười gật gật đầu xoay người lại nhìn phía tôn thiên đằng đằng sát khí vẻ mặt có dáng tò mò tôn thiên với sát khí tận trời cũng không cách nào đối với nàng sinh ra một tia ảnh hưởng gì đồ sát hết dân xa thành với tu vi của người thì nói quá rồi tôn thiên sửng sốt nhưng lập tức mắt hiện thanh sắc lạnh lùng nói cho dù ta phấn thân toái cốt, cũng phải giết hết bọn họ. Nói rồi, ngón tay hướng nam tử tu la sáu cánh, trong con ngươi hiện lên hận ý khắc sâu. Nữ tử thấy tôn thiên tự hồ có chút dây dừa không rõ, không nhịn được buồn rầu lắc đầu, bĩu môi nhìn phía hướng thiên minh, ôn nhu nói. Người tu vi rất cao, ta thiếu chút nữa nhìn không ra, có thể thương đến phá thiên, thật sự là ngoài ý muốn của ta. Hướng thiên minh nhẹ giọng hừ một tiếng, căn bản là không để ý tới nữ tử này, Nhìn trên mặt nữ tử dần dần âm trầm xuống, Hồng Quân cười nói, "Nói nửa ngày, còn không biết dạy danh của nữ vương, chẳng biết có thể cho ta biết được không? Ngươi là người tốt." Nữ tử nghe được thanh âm Hồng Quân thanh âm, sắc mặt nhất thời truyền âm vi tình, trên mặt lộ ra nụ cười thanh thuần mỹ diệu, đối với Hồng Quân nói, "Bọn họ đều là người xấu, cũng muốn giết thủ hạ của ta." Nói rồi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn Tôn Thiên lạnh lùng nói, "Ngươi muốn giết thủ hạ của ta, vậy ta trước hết giết ngươi giỏi tính." đang nói chỉ thấy chung quanh tôn thiên thiên địa linh khí đột nhiên xảy ra biến hóa một đạo quang mang quỷ dị không hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn giống như ánh sáng chớp nhoáng trực tiếp bắn thẳng tới vô thanh vô tức rồi lại tràn ngập bừng bừng khí thức sinh mệnh làm cho người ta nhịn không được muốn đánh bay đi hồng quân ngạc nhiên nhìn nữ tử bỗng dưng ra tay đợi nhìn thấy quang mang chọt tới không nhịn được kinh hô lực lượng thật mạnh tôn thiên nhanh tránh ra nói rồi, thân ảnh chợt lóe, đã tới bên cạnh Tôn Thiên, tay đưa tới, liền đưa Tôn Thiên từ bên người rực lại, xa xa tới phía sau Hướng Thiên Minh. Suy, một đạo thanh âm xé rách bầu trời truyền vào trong tai mọi người, chỉ thấy hai lòng bàn tay Hồng Quân hướng lên trời, để cho quang thúc gần tới đỉnh đầu, khẽ quát một tiếng, Hồng Quân trên người quang mang chợt lóe, trên mặt một đạo hồng quang mặt quá, quang thúc trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Bạn đang nghe chuyện tại Halley's Audio. Đàn bà độc ác Huống Thiên Minh bỗng dừng quát lạnh một tiếng liền muốn ra tay, Hồng Quân giơ cánh tay cảm lại, ánh mắt chăm chăm nhìn phía người đàn bà kia, nhẹ giọng than vãn, "Lấy tu vi của ngươi thì cần gì phải đánh lén, cho dù Tôn Thiên sát khí quá nặng, cũng không cho nên sử xuất lực lượng cường đại như thế a?" À. Thấy Hồng Quân dễ dàng ngăn trở lực lượng của mình, nữ tử thản nhiên nói, "Không hổ là hoàng gia cao thủ, trạc nhiên bội phục, bất quá, không lại, ngươi tưởng rằng lấy tu vi của ngươi là có thể cản được ta giết hắn sao?" Hồng Quân cười khổ, nữ nhân này hỉ nộ vô thường, thật sự làm cho người ta đau đầu, nói Trạc Nghiên cô nương, khái khái. Tôn Thiên và Lăng Phá Thiên cùng với xa thành ân oán ngươi có nên hỏi một chút. Chuyện thị phi tự tại trong lòng, ta nghĩ, muốn chạc Nghiên cô nương sẽ không nói lý liền muốn lấy tính mệnh của người ta chứ. Trạc Nghiên phong tình vạn chúng, quay về phía Hồng Quân cười, nhàn nhạt nói, ta lấy mạng người, tự nhiên không cần lý do, muốn giết liền giết, ai có thể cản ta chứ? Huống Thiên Minh miệng giật giật, lãnh diễm phỉ đứng xem bất quá là nàng biết nữ tử này đó là trí cao thống tri giả của tu la tộc bây giờ tu la nữ vương cũng là không dám nhiều lời chỉ là trên mặt lộ ra một tia thân sắc khinh thường hồng quân lắc đầu sắc mặt nghiêm túc nói người giết không được hắn ta cũng sẽ không cho người giết hắn ngược lại thù hạ của ngươi lăng phá thiên hẳn phải chết nói xong chỉ thấy lăng phá thiên ở phía sau chặt nghiên trên mặt chính đang lộ ra cười nhạo thì toàn thân bị chấn động mạnh một đạo bạch quang từ trong cơ thể hắn phát ra trong chớp mắt hắn liền hóa thành một đoàn phi hôi chỉ còn là một cái bóng mở nhạt phía sau lưng trạc nghiên trôi nổi lơ lửng bị gió bốn phía thổi chúng không ngừng lắc lư đung đưa phát ra tiếng kêu bén nhọn đúng là chỉ còn lại có nguyên thần rồi trạc nghiên sắc mặt đại biến vốn khuôn mặt xinh đẹp vô phương thoáng chốc vặn vẹo thành một đoàn gắt gao nhìn chằm chằm hồng quân thân ảnh trong nháy mắt vừa động liền tới trước mặt tôn thiên tả thủ vung lên một đạo phiêu giật trí cực lực lượng từ trong lòng ngọc trưởng trắng nõn phát ra, chính là muốn đem Tôn Thiên bắn chết. Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, toàn thân kim quang mạnh kích phát, nhất thời hóa thành tám đạo thân ảnh, cũng đem Tôn Thiên đoàn đoàn bảo vệ, khiến cho lực lượng của Trạc Nghiên hoàn toàn bị hắn chắn bên ngoài thân ảnh màu vàng. Tám đạo kim sắc thân ảnh rất nhanh tại bốn phía thân thể Tôn Thiên chuyển động, giống như một đạo huyết lệ thành cái lồng khí trí cực màu vàng, mọi người đúng là vô pháp thấy thân ảnh của Tôn Thiên oanh kinh khí của trạc nghiên và thân ảnh huống thiên minh hung hăng đánh vào cùng nhau đồng thời chỉ thấy huống thiên minh hét lớn một tiếng phá tám đạo thân ảnh đột nhiên phân ra năm đạo đưa trạc nghiên vây quanh trong đó mà mặt khác một đạo thân ảnh cũng là trong nháy mắt tới bên nguyên thần của lăng phá thiên một ngón tay đưa nguyên thần phá nát trạc nghiên bị huống thiên minh thân ảnh vây quanh không nhịn được giận dữ cùng với tóc dài phiêu vũ sau đầu toàn thân quần áo bay lên một đạo kinh khí cổ quái âm lãnh trí cực từ trên người nàng phát ra Khí tức hủy thiên diệt địa chậm rãi phóng thích ra, sắc mặt Trạc Nghiên trong nháy mắt biến thành trắng xanh, phảng phất một đạo vũ khí giống như đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng trụ lại, rồi lại không chút nào tổn hao đến dung nhan của nàng, làm cho người ta càng thêm nghĩ đến thần bí mông lung. Trong nháy mắt, vô thanh vô tức, năm đạo thân ảnh của huống thiên minh toàn bộ bị hủy diệt, còn thừa ba đạo thân ảnh nhất thời hợp làm một thể, huống thiên minh miệng hé ra, một búng máu tươi phun ra, làm Lãnh Diễm Phỉ rốt cuộc sợ đến không để ý cái gì nữa, điên cuồng nhào tới bên cạnh hắn thần tình lo lắng nhìn hắn, hồng quân cũng là sắc mặt biến đổi, một đạo linh khí phong nhập trong cơ thể huống thiên minh, dò xét một chút, mới yên lòng, huống thiên minh cũng không có bị thương tổn quá nặng, chỉ là đan điền thụ chấn động, toàn thân hắn khí lực không nhanh, ngước mạnh đầu lên, sắc mặt hồng quân sắc mặt đã bình tĩnh lại, ta như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi tu la dưới đường đường tu la, nữ vương cũng còn có tâm tư cùng chúng ta đánh nhau, chẳng lẽ ngươi lại không để ý đến tu la chí bảo sao? Trạc Nghiên sắc mặt đại biến, vẻ mặt vốn có chút đắc ý biến mất vô tung, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Hồng Quân, kinh hãi nói: "Ngươi như thế nào biết?" Hồng Quân không nhịn được quát lệnh nói: "Hôm nay không muốn nghĩ cùng với ngươi giao thủ, là bởi vì chúng ta còn chưa đến thời cơ giao thủ. Ngươi đả thương huynh đệ ta, ta giết thủ hạ ngươi, liền xem như công bình rồi nếu ngươi không muốn rời đi, vậy thì hôm nay cũng không cần rời đi." Nói rồi, trong lòng bàn tay quang mang chớp động, Hồng Quân giới nhoáng xuất hiện tại trong tay hắn, nhất thời một cổ cường đại hồng hoang khí tức truyền đến, để cho Trạc Nghiên không nhịn được sắc mặt trở nên sợ hãi. Do dự một chút, trên mặt Trạc Nghiên thanh mỹ lộ ra một tia thần sắc khát vọng nhìn Hồng Quân nói: "Nếu ta đồng ý cho người kia đem cả Sa Thành thành dân giết chết, ngươi có thể giúp ta đoạt được Tu La Chí Bảo hay không?" Nói, ngón tay mảnh khảnh chỉ hướng Tôn Thiên, trên mặt lộ ra thần sắc kiên quyết. Hồng Quân ngẩn ra, lập tức giận dữ nói: "Làm gì có đạo lý này, ngươi đường đường Tu La tộc nữ vương, đúng là chăng đem tu la người tại trong lòng trí bảo về ai ý trời đã định muốn cưỡng cầu liền có thể sao trạc nghiên sắc mặt đại biến nhẹ cắn môi ánh mắt lộ ra một tia hận ý thản nhiên nói chỉ cần lấy được trí bảo ta liền có thể cùng với đế thích thiên chống lại đến lúc đó có thể cứu được càng nhiều tử dân ngươi rời đi mau thiên minh vô sự nếu không ta cho dù không muốn sát xanh cũng định nhiên tiêu diệt tu la nhất tộc ngươi hồng quân hận không được một trưởng đánh tại trên mặt trạc nghiên trong lòng thầm mắng à đàn bà này sao lại chẳng thức ý thức tốt xấu tu la trí bảo như thế nào có thể bị nàng cướp đoạt trầm mặc một chút thấy trạc nghiên như trước kiên quyết nhìn mình hồng quân không nhịn được đau đầu lôi kéo hướng thiên minh và tôn thiên tự xoay người rời đi lộ ra một bộ dáng ngươi không đi thì ta đi thấy mấy người rời đi sắc mặt trạc nghiên nhoáng cái chuyển lạnh tự nhủ chúng ta đi thân ảnh chợt lóe nhất thời không có rồi bóng dáng mà sau khi bọn họ rời đi một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chỗ đó màu tóc vàng dưới ánh mặt trời dập dập loang loáng, một cổ khí tức uy nghiêm trí cực từ khi thân thể hắn bay lên. Di đều đi, hừ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh cũng là biến mất không thấy. Ánh sáng nóng cháy từ trên cao xạ xuống dưới, trên bầu trời một mảnh trong xanh không thấy một tia mây mù, phẳng phất, như pha lê trong suốt hận không đem được tất cả trên mặt đất đều phản xạ lên. Chỉ là một đám mây màu đỏ sậm đột nhiên từ phía dưới mọc lên, trên bầu trời phương viên hơn 10 dặm đều là giống như trên mặt kính xuất hiện một khối, như bàn tay màu đỏ máu vừa lại như con ruồi già lớn ở dưới nhật quang cả bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tình cảnh cực kỳ khôn cùng huyết vụ phóng lên cao mang theo sát khí nồng trọng hướng về bốn phía lan tràn rất nhanh liền chiếm cứ bầu trời phương viên gần trăm dặm ở dưới huyết vụ tất cả tu la tộc nhân đều là kinh hãi đều sợ hãi hoặc hướng bốn phía phi tán rời đi hoặc tránh ở trong phòng ốc nhà mình lo lắng chờ đợi nhìn lén lên đỉnh đầu trên đường cái không có một bóng người cả ngày cũng không có một tiếng động một đạo kim sắc quang mang đột nhiên từ trong huyết vụ xuyên thấu đến, phảng phất một vòng mặt trời nóng cháy kịch liệt, quét tới mọi chỗ, huyết vụ màu đỏ máu sậm đều tiêu tán và hóa thành mây khói tỏng thiên địa. Chín đỉnh, hừ hừ. Chín đỉnh thì có thể như thế nào? Tiếng hừ lạnh từ bầu trời truyền đến, thanh âm tràn ngập tự tin và sát ý xa xa truyền ra ngoài, một đạo thân ảnh tại trong huyết vụ chợt hiện ra, một đầu tóc vàng đón gió bay múa, trận gió mãnh liệt trong bầu trời tựa hồ đối với thân ảnh ấy cũng không thể tránh được đành phải dần dần chậm lại cuối cùng tiêu tán. Đế Thích Thiên đứng giữa bầu trời trống rỗng, đưa mắt nhìn thành phía dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường, miệt thị nói: "Chín đỉnh bất quá, chỉ là vũ khí Thiên Mông lão già này luyện chế thôi, tuy nói là vũ khí viễn viễn siêu vô kỳ của hắn, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là giống như tường thành tường yếu ớt, tiện tay liền phá." Nói rồi, chỉ xuống phía dưới một ngón tay, huyết vụ vốn nồng hậu như là đột nhiên lộ khoan ra một cái thông đạo gần một trượng, Bốn phía huyết vụ tràn ngập, nhưng chỉ là tại bốn phía lan tràn, hai bên thông đạo cũng là một mảnh cánh trắng giống như ngân hà huyền diệu động lòng người. Dưới thần uy của cha, vũ khí này cho dù lợi hại, cũng bất quá là do tu la nhân thao túng, có thể nào cùng đấu với cha chính mình có một phần của? Thiên đế Tuyết Phong đứng tại một bên trên mặt lộ ra thần sắc sùng kính, cuồng phách mã thí. Đế Thiên hồn vẻ mặt hận ý nhìn phía dưới phiêu hiện lên tới 9 tôn đại đỉnh, trong lòng đại hận. Tại vừa mới rồi, sau khi Đế Thích Thiên dễ dàng giết hơn 10 tu la nhân, không biết là ai đột nhiên thúc dục chín đỉnh, thúc dục trận pháp vận hành. Huyết vụ đầy trời từ trong thành bắt đầu lan tràn ra, tất cả tu la nhân tựa hồ như sớm biết được tin tức rồi, trên đường cái trống rỗng không một bóng người. Đối với huyết vụ, Đế Thích Thiên như là không ý kỵ, tức là hắn kiền tọa ở nơi nào, cũng không chút nào làm gì được hắn. Mà Đế Tuyết Phong đã sớm tiến vào tám cánh á hoàng giai một thân tu vi kinh thiên động địa, phản ứng tốc độ cực kỳ linh mãn nhận thấy được không đúng, thân ảnh đã biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Chỉ có đế thiên hồn há to mồm, không biết đế thích thiên và đế tuyết phong là có ý, hay là vô tình, đúng là đem hắn có tu vi thấp nhất không để ý tới, kết quả không đợi đế thiên hồn phản ứng, huyết vụ đã đem hắn hoàn toàn cắn nuốt rồi. Nếu không phải trên người đế thiên hồn mang theo thần khí do đế thích thiên tưởng thưởng, sợ rằng sớm, đã bị huyết vụ có hủ thực tính cực kỳ mãnh liệt cắn nuốt hóa thành một thân huyết thủy, rồi thần khí trong nháy mắt tản mắt ra quang mang mãnh liệt, đem huyết vụ từ trên mặt đất thẳng tắp đánh ra một đạo thông đạo để cho đế thiên hồn bất đắc dĩ trốn thoát nhưng dù là như thế đế thiên hồn cũng là bị thương tổn không nhỏ trong đan điền nguyên hạch bị huyết vụ ăn mòn giờ phút này chính là có nhiều xâm lược tính tại nguyên hạch lan tràn bốn phía tựa hồ muốn hoàn toàn hủy diệt nguồn lực lượng này đế thiên hồn cắn răng nhìn đế tuyết phong trên mặt lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười tiện tay từ trong túi lấy ra một mảnh đan dược đúng là đan được do chính đế thích thiên luyện chế ngửa đầu một cái nuốt xuống trên mặt một lúc hồng một trận lúc trắng xanh chuyển đổi qua lại mấy mươi lần đỉnh đầu dần dần hiện lên một đoàn vũ khí màu trắng hào hào một lúc lâu mới khôi phục lại đế thích thiên thân là đê vương thiên nhân đối với nịnh nọt sớm đã coi thường nhưng dù sao đế tuyết phong là con lớn nhất của hắn hơn nữa chính là siêu cấp cao thủ sắp đạt tới á hoàng giai nhi tử tán dương tự nhiên làm cho hắn rất là khoái trí đứng ở không trung ha ha cười to chút tài mọn thôi đối với ta đem cái chó má chín đỉnh này phá vỡ là quá dễ, ngược lại xem ra trận pháp này còn có thể vây trụ được cao thủ bảy cánh. Nói rồi, trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang, chỉ thấy hắn vỗ mạnh cánh tay phải một chút, quát lớn. Tinh Luân, hãy đi đi. Quang mang ánh sáng ngọc chớp nhoáng từ thân hắn bay ra, một đạo tinh quang hình tròn bốn phía che kín tản mắt ra quang mang sáng lạn, vô cùng luân trạng vũ khí, từ trên người hắn tách ra lai, tinh luân mỗi khi chuyển động một vòng, bốn phía huyết vụ liền tan rã ra một tảng lớn, chỉ là trong thời gian uống hét chén trà nhỏ, huyết vụ màu đỏ ở bốn phía đã co rút lại chỉ còn phạm vi 10 dặm hai bên. trong mắt đế thích thiên quang mang lại lóe lên, một ngón tay chỉ chín đỉnh phía dưới, thấp rộng quát, phá cho ta. tinh luân trong nháy mắt biến mất tại trước mặt hắn, khi lại hiện ra thì đã mang theo tiếng kêu bén nhọn tới trung ương chín đỉnh. chỉ thấy tinh luân quét tới mọi chỗ, từng đạo vết rách hắc hồ không gian xuất hiện tại chung quanh nó, một cổ cường đại hấp lực đưa huyết vụ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hấp thu đi vào, điện quang lóe ra, đã hung hăng đệ ở mặt trên của một cái đại đỉnh rồi. Oanh, tiếng vang lớn truyền ra, từng đạo phấn mặt chung quanh vẩy ra, hỗn tạp một khối phế thiết cùng với đá vụn trong nháy mắt liền đánh về phía bốn phía, một tiếng kêu thất thanh thảm thiết vang lên, ở bốn phía tu la nhân ở trong phòng đúng là, trong nháy mắt bị hòn đá cùng với phế thiết và cường hãn kinh khí vẩy ra đả thương, nhất thời chết vô số. Một đạo bóng đen đứng thẳng tại chín đỉnh dưới mặt đất, một đỉnh bị phá bóng đen đột nhiên phun ra một đạo huyết thủy ánh mắt cực kỳ oán hận đầu hướng về đế thích đứng ở trong bầu trời liếc mắt thân ảnh chợt lóe liền nhanh chóng thoát khỏi nơi đây sau khi tinh luân phá một đại đỉnh xong cả trận thế liền đã ngừng lại huyết vụ đầy trời cũng nhất thời vô ảnh vô tung phảng phất cho tới bây giờ như chưa từng xuất hiện qua ánh mặt trời từ trên bầu trời cao trong lại lộ ra hơi thở ấm áp nhất thời truyền khắp nơi nơi thấy bóng đen muốn thoát đi Đế Thích Thiên sắc mặt trầm xuống, sắc mặt giận dữ chợt lóe lên rồi biến mất, hừ lạnh một tiếng. Ám toán chúng ta còn muốn chạy trốn nào có chuyện tốt như vậy, chứ hãy chết đi cho ta đi. Ha ha. Lời còn chưa dứt, đạo bóng đen trong nháy mắt đã hóa thành phi hôi, một đạo hình người cho tàn chạy vội trong gió chậm rãi bị gió nhẹ suy tán, một cổ khí tức quỷ dị trí cực truyền vào trong lòng Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn, hai người liếc mắt nhìn nhau, đúng là đều không có phát giác Đế Thích Thiên như thế nào đem người nọ giết chết sau khi giết người nọ xong, đế thích thiên hiển nhiên tâm tình đại hảo, uy vũ trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nhìn huynh đệ hai người, ôn tổn nói. Hai người các ngươi là hai con trai của ta có tu vi cao nhất, tư chất tốt nhất trong các con của ta, tốc độ tu luyện phải nhanh hơn nữa mới được. Tuyết Phong, lần này nếu có thể đoạt được tu la tộc trí bảo, ngươi hãy lưu lại tu la giới đi. Đế Tuyết Phong toàn thân đại chấn, mặt hiện vẻ mừng như điên trong hư không quỷ xuống. Đa tạ phụ vương tài bồi, đế thiên hồn trên mặt cũng hiện lên sắc mặt vui mừng trong lòng biết cha nói thế chính là định trước thật sự ca ca có thể trở thành tu la tộc đế quân rồi một khi đoạt được bảo bối trong truyền thuyết chính ca ca liền trở thành đế quân duy nhất tu la tộc vậy chính mình liền có thể hoành hành khắp trong tu la giới và thiên giới chính thức dưới một người trên vạn người rồi đế thích thiên đánh giá thần sắc đế thiên hồn một chút nhận thấy được trên mặt hắn lộ ra nụ cười không giống già trá trong lòng biết hắn là thật lòng vì ca ca cao hứng Tâm tình cũng không khỏi đại hảo lên, cười to nói: "Thiên hồn, ngươi cũng phải bắt đầu khẩn trương tu luyện rồi, đến khi ngươi đột phá bảy đôi cánh, cha liền chuẩn cho ngươi tiến vào trong thần điện, đi tìm cơ duyên của chính ngươi." Đế Thiên Hồn mừng rỡ, cũng cùng Đế Tuyết Phong giống nhau cung kính quỳ trên mặt đất, trong miệng hô: "Đa Tạ phụ vương, đa Tạ phụ vương, con nhất định sẽ không làm cha thất vọng." Đế Thích Thiên ha ha cười to, trong ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu nhìn hai anh em cùng quỳ gối trước mặt, nhẹ giọng nói: "Trong vòng ngàn năm, Tu La tộc chí bảo cứ nhiên gặp phải, hai người bám chặt thời gian tu luyện, nhưng cũng không thể chậm trễ lộ trình, ta đi trước một bước, đến xem hai người thanh niên tu vi xuất chúng kia. Nói xong, quang mang chợt lóe, đã không thấy bóng dáng rồi. Hai người quỳ gối giữa trong không trung một lúc lâu, thẳng đến khi Bích Thành Tu La nhân thấy huyết vụ tán đi, đều đi ra phòng ốc ngẩng đầu hoảng sợ nhìn cái bóng hai người tại không trung, mà phát ra tiếng kinh hô chấn động bọn họ thì mới nhẹ đứng lên, đưa mắt nhìn Tu La nhân phía dưới một chút trong lòng đều là sinh ra một cổ hào tình ngạo nghĩa thiên hạ. Liếc nhau, đều tự rít một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất dưới ánh sáng mãnh liệt, liền giống như chưa bao giờ xuất hiện tại trong bầu trời xanh trong này xuất hiện, cả bầu trời nhất thời khôi phục thanh minh. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu tại trong sân, lầu các trước hồ nước bích quang lân lân, một con cá nhỏ không rõ tên tại trong hồ nước sướng nhanh du động, hai bên hồ nước, trong rừng cây rậm rạp mang đến bừng bừng sinh cơ, khiến cho trong sân không lớn tràn ngập hân hân khí tức. Chắp tay đứng trên ở lầu các, hai mắt Tần Vũ bỗng nhiên lộ ra hai đạo quang mang, nhìn phía xa xa, cái phương hướng kia mờ mờ là xa thành. Ân có ý tứ, không thể tưởng được thiên giới đế quân cũng với Tu La tộc chí bảo nổi lên hứng thú, xem ra lần này đoạt bảo nhất định rất thú vị rồi. Một cổ khí thế hạo hạo đãng đãng từ thân thể Tần Vũ khởi lên, giống như ký tức lam thiên phát ra hướng bốn phía. Ba người mục Thiên khoanh chân ngồi ở trong phòng đều là toàn thân chấn động, tựa hồ thu được khí tức này, ba người đối với linh khí hấp thu nhất thời nhanh hơn rất nhiều, một cổ linh khí ngưng tụ thành thực chất mang theo thanh âm sưu sưu xuyên thấu qua ra tay người tiến vào đến trong cơ thể của bọn họ dọc theo kinh mạch chui vào đan điền thông qua nguyên hạch chuyển đổi hóa thành từng đạo năng lượng vô cùng tinh thuần chứa đựng tại trong cánh phía sau lưng mà bên ngoài khí tức tần vũ quét tới mọi chỗ cây cối điên cuồng sinh trưởng đảo mắt trong lúc đó đã dài cao quá mấy thước cá trong nước cũng đều nhảy ra mặt nước hoan nhanh hào khí nhất thời tràn ngập tại trong sân qua một lúc lâu, Tần Vũ mới thu hồi khí tức trên người tán vọng lại, tự nhủ, tự nhiên mà nói, thần hóa tự nhiên, có ta liền có tự nhiên, có tự nhiên liền có ta tồn tại, thiên hạ vạn vật đều cho ta sử dụng. Một đạo kim quang chưa từng có trong hư không bắn ra, vừa lúc xạ tại đỉnh đầu Tần Vũ, quang mang tại đỉnh đầu hắn hợp thành một đóa hoa hình hoa sen, nếu lúc này có người có thể dụng thần thức xem Tần Vũ, sẽ phát hiện đỉnh đầu hắn có quang quyển bộ dáng hoa sen nhỏ bé chính đang từ bốn phía hấp thu đại lượng hỗn độn khí với tốc độ cao, mà trong đan điền hắn, lúc này tinh vân đã dần dần ngưng kết, kỳ hình hiện lên rõ rệt là các ngôi sao sắp xếp thành một hàng. Sâu trong đỉnh viện, cây cối xanh tốt, từng đạo quang mang sáng ngời từ trong không trung xuyên thấu xuống tới, tần vũ hé miệng ra, giống như kình ngư hút nước, linh khí bốn phía trong thời gian ngắn ngủi đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Chỉ thấy bên trong đan điền một trận tinh quang rung động, tinh thần lực uyển chuyển như thủy ngân lưu động trong đó đem tất cả sáu đạo luân hồi nhìn không thấu vây quanh vào giữa, Tần Vũ trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười ha hả, âm thanh như rồng ngâm vang động khắp nơi. "Chúc mừng Tần huynh, cung hỉ Tần huynh, không thể tưởng được trong thời gian ngắn ngủn vào nửa đêm, tu vi Tần huynh chính là có rất nhiều tiến bộ rồi." Một tiếng nói thanh thúy của nữ nhân từ lầu các phía dưới truyền đến, thanh âm kinh động cả Tình Nhi và Cam Vân cùng với Mục Thiên ba người đang ngồi tĩnh tu, ba người đều đứng lên, vẻ mặt mơ hồ đi tới cạnh Tần Vũ đang mỉm cười tại phía trước cửa sổ. Thân ảnh Hải Huyên chậm rãi từ dưới lầu đi tới, cười nói: "Mặc dù tiểu muội nhìn không thấu tu vi của Tần huynh, nhưng là nghe trong tiếng cười của Tần huynh mang theo sự mừng rỡ không che giấu được, xem ra là tại đây trong trung tâm lầu các có điều ngộ a." À. Vừa nói, nàng đã cười đứng ở bên cạnh Tần Vũ rồi, rồi lại thấy cách Tình Nhi nhìn nàng, không nhịn được lộ ra nụ cười mê người. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Tình Nhi hử nhẹ một tiếng, đắc ý ôm lấy cánh tay Tần Vũ, khóe mắt nhìn lên, tựa hồ như là hướng về nàng thị uy. Thấy bộ dáng này, Tần Vũ không nhịn được buồn cười đánh khẽ lên đầu Tình Nhi một chút, cười nói: "Tình Nhi không được vô lý với Hải Huyên cô nương như thế." Tình Nhi ủy khuất bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ bộ dáng hờn dỗi. Hải Huyên thấy thế không nhịn được, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn khuôn mặt Tần Vũ anh tuấn vô cùng, và khí chất mờ ảo xuất trần trong lòng không nhịn được một trận hoảng hốt, đúng là không tự chủ được hiện ra nụ cười xấu xa của đế tuyết phong, thoáng có chút buồn bã. Trầm mặc một lát, Hải Huyên mới nhìn thẳng nói: thương thế của cha ta đã có chuyển biến tốt, hôm nay tại phủ thành chủ mở tiệc rượu vì hôm qua mạo phạm đến các vị, mà buổi tiệc xin lỗi, xin mời tần huynh các người thu thập một chút, chúng ta liền đi. Tần Vũ cười nhìn lướt qua mục thiên ba người, nghe được tình nhi vừa là hử nhẹ một tiếng, cũng lại không để ý tới, liền gật đầu nói. Đa tạ mộ dung thành chủ, đa tạ mộ dung cô nương khoản đãi, xin đợi chút. Nói xong, liền dẫn dầu hướng phía ngoài lầu các bước đi. Mà Hải Huyên theo sát sau đó, nhẹ giọng chỉ đường cho ông, tại lúc đi ngang qua bên cạnh hồ nước, Hải Huyên mới cực kỳ rung động phát giác ra vẻ khác thường của vườn cây. Chỉ thấy trong vườn cây một màu xanh biếc, vốn cây cối chỉ cao không đến một trượng hôm nay đã tăng đến độ cao gần 10 trượng, lá cây xanh biếc to lớn phủ khắp trên thân cây cao, khiến cho mỗi một cây đại thụ đều giống như một cái ô lớn hoàn toàn ngăn chặn ánh mặt trời chói sáng kia, dưới bóng cây, ánh mặt trời thấu xạ xuống tạo nên bóng mát lớn khiến cho trong rừng cây tĩnh mật vô cùng, một cảnh đẹp vượt xa sự tưởng tượng mà dưới sự che chắn của cây cối, cả sân mát mẻ vô cùng, lại tràn ngập dư thừa trí cực linh khí. Làm cho người ta bất giác trong tâm tình đại hảo, bị cảnh sắc trong này khiến cho trở nên cực tốt. Đây là, cái miệng đáng yêu hé rộng ra, hải huyên nhu mị trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chỉ là trong thời gian ngắn ngủ một buổi tối. Cây cối này lại có thể xảy ra biến hóa lớn như thế, trong lòng hơi suy tư, liền đoán ra nhất định là tần vũ tối hôm qua lĩnh ngộ được cái gì đó. Đưa linh khí trong viện đột nhiên nồng đậm lên, mà cây cối này cũng chịu ảnh hưởng, mới có thể sinh ra biến hóa to lớn như thế. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Hải Huyên, không nhịn được cũng lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức liền nghĩ tới, có thể là chính mình tối hôm qua hoàn toàn lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo, trong không trung hỗn độn khí toàn bộ bị chính mình hấp dẫn tới nơi này, mới có thể đem cây cối điên cuồng tăng trưởng lên. Áy náy nhìn Hải Huyên, Tần Vũ vẻ mặt ngượng ngùng lúng túng cười nói, "Này hải huyên cô nương thật sự xin lỗi tối hôm qua ta chỉ lo tu luyện nhưng đã quên nơi này là địa phương của các ngươi cũng không có nghĩ tới cây cối lại mau sinh trưởng như vậy hà đây là lần đầu tiên tần vũ tới thiên giới tới nay lộ ra bộ dáng lúng túng chỉ thấy sắc mặt ông có chút đỏ lên trong mắt tất cả đều là khiếp sợ và áy náy bộ dáng đúng là để cho tình nhi và hải huyên đều là lộ ra thần sắc buồn cười và si mê người hoàn mỹ thường thường đều sẽ không được người khác hoan nghênh vô luận là nam nhân hay là đàn bà chỉ cần là người, có khi ngẫu nhiên người lộ ra bộ dáng xấu hổ hoặc là lúng túng mới có thể để cho người hiểu được thân thiết. Hai nữ nhân nhìn bộ dáng chật vật của Tần Vũ, không nhịn được điều há to cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Cười một lúc lâu, Tình Nhi đột nhiên ngó thấy Hải Huyên cũng đang cười, trong lòng không nhịn được có chút không thoải mái, liền quay đầu đi, cùng với Mục Thiên nói chuyện. Hải Huyên từ lúc cùng với Đế Tuyết Phong ở một chỗ trăm năm, trong lòng sớm không chấp nhận nam tử khác, cho nên mặc dù Tần Vũ anh tuấn, tu vi cao thâm đến đâu đi nữa, nàng cũng chỉ là nhất thời thất thần, nở nụ cười một hồi, thấy hình dáng xấu hổ của Tần Vũ, cũng không có ý tiếp tục cười, liền nhẹ giọng nói: "Tần huynh không cần xấu hổ, cây cối này chính là Tu La tộc chi mộc, Tu La thụ, trên cây quả thật đó là mẫu thể đản xanh Tu La nhân, một khi thành thục lên mới có thể rơi xuống đất phá quả sinh ra." Nhìn Tần Vũ thần sắc giật mình, Hải Huyên che miệng khẽ cười nói: "Phiến rừng cây Tu La này là cha ta tại trăm năm trước di rời tới." bởi vì nơi này linh khí không đủ dư thừa, cho nên nơi này cây cối sinh trưởng cực kỳ thong thả, cha vì thế từng đau đầu hồi lâu, nhưng thủy chung tìm không được biện pháp có thể hấp dẫn linh khí tới đây. Hôm nay Tần huynh ngẫu nhiên có điều ngộ, đưa khắp nơi linh khí tất cả đều hấp thu đến đó, khiến cho trong sân này linh khí dư thừa vô cùng, nhưng cũng là phúc khí của tu la nhân ta, ma thành thành dân may mắn tu la, thụ này xem ra không cần bao lâu liền có thể thôi thuộc quả rồi, sắp lại có hơn mấy trăm đứa nhỏ tu la. Tộc Đản xanh ra đời rồi, Tần huynh công đức vô lượng a." Tần Vũ quả thật chấn động, ông như thế nào, cũng không có nghĩ cây cối có lá dài phủ đầu cổ quái đó là mẫu, thể đản xanh tu la nhân, không nhịn được lại ngẩng đầu đánh giá một chút rừng cây, được ông dùng hỗn độn khí thôi xanh hậu rậm rạp, vô cùng, chỉ thấy mỗi khỏa thụ đính đều có hai khỏa thanh gắn, vào thỏa hình tròn quả thật chậm rãi hình thành, trên từng đạo thanh khí vờn quanh, tràn ngập linh tính không hiểu. Cười khổ lắc lắc đầu, Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ: Tu la quả ngày thường lý chỉ là theo thiên địa trong lúc đó bình thường linh khí mà sinh trưởng kết thành, hôm nay bị chính mình dùng hỗn độn khí thôi phát, không biết kết thành tu la quả có thể hay không cùng với bình thường tu la quả bất đồng, nếu bất đồng, vậy sau khi thôi sanh tu la nhân có hay không cũng sẽ bất đồng nữa. Chỉ là, ông mặc dù có điều hoài nghi, nhưng cũng vô pháp đợi cho tu la quả hoàn toàn thành thục vào ngày nào đó, cũng tiếc nuối lắc lắc đầu, đi theo chân Hải Huyên rời đi sân này, cho dù ai đều không có nghĩ đến phiến rừng cây bị tần vũ dụng hỗn độn khí thôi phát quá này, tại sao hơn 10.000 năm, rốt cục tại ma thành tu la thành dân lấy xuống, đợi và ngạc nhiên trong nhóm đầu tiên tu la quả thành thục, mà từ trong tu la quả này xuất ra một tu la, nhân sẽ là nhân vật cường hãn nhất cả tu la giới và vang dậy cả thiên giới. Phủ thành chủ cách nơi bọn tần vũ trú ngụ cũng không xa xôi, sau khi tần vũ đi tới phủ thành chủ, mọi người lại hàn huyên vừa chuyện trò, vừa nhấm nháp mỹ vị dai hào. Rượu ngon hảo hạng, một bên nghe Tu La thành mộ dung, thành chủ vì tần vũ giảng giải tu la giới đủ loại nghe đồn và đặc điểm các thành bất chi bất giác thời gian một buổi sáng liền đã qua nhìn mặt trời đã lên cao quá đầu treo giữa không trung tần vũ khe khẽ thở dài có chút ý vị cắt đứt lời mộ dung thành chủ đang huyên thuyên giảng giải đứng dậy cảm kích nói sắc trời không còn sớm rồi tần mỗ nhân vì thân có việc gấp lại quấy nhiễu mộ dung thành chủ rồi việc hôm qua tần mỗ ra tay hơi nặng còn xin mộ dung thành chủ thứ lỗi mới là phải ma thành thành chủ nghe vậy cũng là quay đầu khẽ cười nói tần huynh đệ khách khí rồi vô luận thiên nhân cũng tốt tu la nhân cũng được chúng ta đều là sùng bái chân lý cường giả là trên hết hôm qua đừng nói tần huynh hạ thủ lưu tình không có phế ta đi cho dù tần huynh phế đi ta cũng là ta tự chuốc khổ lấy mình lại không muốn khách khí rồi bưng chén rượu lên ma thành thành chủ trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ đối với tần vũ lớn tiếng nói tần huynh đệ là người mà mộ dung thiên nộ ta trong ngàn năm qua bội phục nhất không những là bởi vì tu vi của ngươi chủ yếu là bởi vì trên người tần huynh đệ mang theo khí chất vừa nhìn liền thấy là người tốt còn hy vọng tần huynh đệ sau này vô sự thường tới ma thành ta làm khách mộ dung ta lúc nào cũng mở rộng cửa hoan nghênh tần vũ khóc cười không được phải gật gật đầu đối với mộ dung thiên nộ trong miệng vừa nói câu nhìn khí chất liền biết là người tốt này rất là xấu hổ không thôi nhưng thấy mộ dung trên mặt mang theo thần sắc cực kỳ thành tâm trong lòng hảo cảm liền cũng cười to bưng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch rồi nói đợi đến khi tần mỗ làm xong chuyện nhất định thường quấy nhiễu mộ dung thành chủ, ha ha, đến lúc đó sợ ngươi hiểm khí tần mỗ ra mặt dày quá thôi a, à. ma thành thành chủ ha ha cười, ra vẻ cả giận nói, mộ dung mỗ sao lại là ngươi nhỏ mọn như vậy, tần huynh đệ thật sự là xem thường mộ dung mỗ, phạt ngươi lần sau phải lưu lại một đoạn thời gian dài, tần vũ gật gật đầu, ôm quyền cười nói, thời gian không còn sớm rồi, ta đến lúc lên đường rồi, mộ dung thành chủ xin dừng bước nói rồi ánh mắt nhìn mục thiên ba người liếc mắt ý bảo bọn họ đuổi kịp cũng không nói nhiều thân ảnh nhất thời biến mất tại trong đại sảnh mục thiên ba người đều hướng về mộ dung thành chủ cùng với hải huyên ôm quyền hành lễ rồi cũng hóa thành ba đạo lưu quang biến mất tại trong đại sảnh trong bầu trời bốn đạo quang mang rất nhanh phi hành đúng là bốn người tần vũ mà bọn họ đi tới phương hướng chính là vừa mới bị đế thích thiên quá hoại tồi tàn bích thành đế tuyết phong và đế thiên hồn lúc này cũng là vừa rời đi bích thành hai người trên mặt che giấu không được thần sắc vui mừng đứng ở trên cửa thành hư hỏng liếc mắt nhìn lẫn nhau đồng thời ha ha cười to hóa thành một đạo độn quang bay nhanh rời khỏi nơi đây lúc sáng sớm không biết tại sao trong sa mạc lại có cơn mưa nhỏ kéo dài hiếm thấy giống như một màn bột bạc trắng từ bầu trời u ám bay về phía vùng đất cát khô hạn nóng cháy tưới đều lên các loại sinh vật tồn tại kiên cường nơi sa mạc kia sa thành cái chết của lăng phá thiên đối với nơi từng được sưng tu la giới ngoại trừ bích thành ra là nơi phòng ngự kiên cố nhất tạo thành đả kích cực kỳ trầm trọng. Bên ngoài xa thành, tất cả cấm chế hoàn toàn là Lăng Phá Thiên một tay sáng lập, không lâu sau cái chết ý nghĩ của hắn, một khi những linh thạch ẩn chứa năng lượng kia dùng để vận chuyển cấm chế tiêu hao hết, những cấm chế này sẽ giống như cho bụi trong thiên địa tan thành mây khói. Trong đại điện hoàn toàn dùng những viên sỏi màu hoàng kim mà tạo thành, một tu la nam tử trẻ tuổi bốn cánh đang đứng tại trung tâm đại điện, lớn tiếng gào lên. Người đâu, các ngươi đám phế vật, phụ thân của ta chết rồi, ông ấy chết rồi. Các ngươi có biết không? Ông ấy bị người ta giết chết rồi, bị cái tên ngộ không đã từng chạy trốn thảm hại kia giết chết, ông ấy chết rồi, chết rồi. Trong đại điện, bốn tên trung niên nam tử bốn cánh đang vẻ mặt khó chịu đứng một bên, trong mắt lộ ra thần sắc khuất nhục hướng về phía người trẻ tuổi đang rít gào. Ta, Lăng Thanh Vân, ở chỗ này thề, cuối cùng có một ngày ta sẽ tự tay giết tên ngộ không, vì phụ thân báo thù rửa hận. Thanh niên tu la bốn cánh rít gào một hồi, mặt đầy nước mắt quỷ trên mặt đất, gục đầu sát xuống ngực giọng buồn bực phát ra lời thề thanh vân chúng ta cũng cùng ngươi vì thành chủ báo thù bốn tên trung niên nam tử trầm mặc một chút trong đó một tên đứng ra vỗ vào bả vai lăng thanh vân nhẹ giọng nhưng cũng cực kỳ kiên định nói lăng thanh vân toàn thân chấn động đứng bật dậy xoay thân qua hướng bốn người lớn tiếng quát mắng các ngươi ha ha thật đúng là quá buồn cười lúc phụ thân của bồn thiếu gia đại chiến ở bên ngoài các ngươi ở đâu lúc điền kỳ mang các huynh đệ của xa thành ngăn cản ngộ không các ngươi trốn ở đâu rồi báo thù ta khinh các người có tư cách nói ra lời như vậy sao bốn người nghe lời nói này lập tức cảm thấy nhục nhã hổ thẹn không thôi hận không tìm một cái khe mà chui vào cũng không ra mặt đối đáp với tên thanh niên có chút điên cuồng này nữa lăng thanh vân thấy bốn người đều vẻ mặt xấu hổ không nói một lời nhớ đến tử trạng của phụ thân không nhịn được lửa giận trong lòng tràn lên nhảy lên lớn tiếng mắng các ngươi đám hèn nhát này a à, thiếu ra nếu không phải bị cấm chế của lão quỷ giữ lại không thể xông ra cùng tôn thiên liều mạng, coi như thiếu ra chết cũng không oán không hận. thế nhưng lão quỷ a, à, ông như thế nào lại đem ta cấm chế giữ lại chứ? nước mũi và nước mắt che hoàn toàn trên mặt, căn bản không phân rõ đâu là nước mũi đâu là nước mắt, chỉ thấy lăng thanh vân đứng dậy chỉ lên ông trời. lão quỷ a, à, ông chết rồi, để lại thiếu gia quá cô độc a, à. thiếu gia một mình, cho lăng gia ông giữ giống nòi sao? bốn người nghe lăng thanh vân đang chửi ẩm lên, không nhịn được trên mặt càng khó coi hơn. Nhìn nhau một cái, tất cả đều nhìn ra bất mãn trong lòng đối phương, đồng thời gật gật đầu, thân ảnh chậm chậm lùi về sau, chỉ chốc lát liền đã đến bên bờ đại điện, chớp động mạnh một cái, bốn người đã không thấy bóng dáng. Lăng Thanh Vân sớm đã phát hiện bốn người rời đi, nhưng là vẫn như trước nhảy đứng trong đại điện chửi mắng thật lâu một hồi mới im lặng, chỉ thấy hắn cũng không quan tâm đến màu trắng dơ bẩn, giơ tay áo hung hăng lau qua loa trên mặt một chút, trong mắt bắn ra tia ngoan độc tự nhủ. Đi tốt, đi thật là tốt a, à, các người đi rồi chính là không còn ai cùng thiếu gia ta cướp đoạt vị trí thành chủ xa thành người đâu, mang vào cho thiếu gia một người linh hoạt. Một đạo thân ảnh yếu nhược khiếp sợ bước chậm từ ngoài đại điện đến, trước mặt Lăng Thanh Vân, cực kỳ cẩn thận liếc hắn một cái, thanh âm run rẩy nói: "Thiếu, thiếu gia, thanh trụ, có, có mặt. Mau mang đến cho ta tất cả thành vệ đội còn sót lại, thiếu gia muốn mở tiệc cho bọn họ, thuận tiện đem toàn bộ cấm chế khởi động cho ta, một người cũng không được chạy thoát, cũng không một ai có thể vào." thần thức của Lăng Thanh Vân cảm nhận bốn đạo thân ảnh bay nhanh ra khỏi xa thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khốc, mắt lộ ra thần quang cực kỳ tinh danh, đúng là vừa mới nãy, như một tên lỗ mãng mắng trời chửi đất một hồi cùng với sự hăng hái này, hoàn toàn trái ngược, thật khiến người ta kinh ngạc. Thân ảnh của cái tên tự xưng là Thanh trụ kia nghe vậy liền vội vàng gật đầu, thấy Lăng Thanh Vân không nói tiếp gì nữa, liền một đường chạy ra khỏi đại điện đi tìm người. Lão quỷ a, à, lão quỷ, ông sớm nên chết đi, thiếu gia như thế nào cũng là nhi tử ruột của ông, Vậy mà các cách sử dụng và phương pháp tạo cấm chế ông đều không nói cho ta, ha ha, bây giờ ông chết rồi, thiếu gia cũng không cần học nữa, con mẹ nó, dù có muốn học cũng học không được a. À. Lăng Thanh Vân tự nhủ, đợi sau khi thiếu gia hoàn toàn nắm trong tay xa thành, phải hăng hái tu luyện một phen. Tuy ông đối với thiếu gia hẹp hòi, bất quá thiếu gia ta lòng dạ đại lượng, không cùng ông một người chết do đo, đợi ta báo thù cho ông nhé. Một tiếng nổ mạnh trên bầu trời vang lên, vốn là mưa phùn nhẹ nhẹ đột nhiên lớn lên. Mưa to như hạt đậu đem bốn phía hoàn toàn bao phủ, khắp nơi đen kịt, trừ tia chớp ở ngoài ra, thời gian này vốn là ban ngày cuối cùng sương mù mập mờ, tối đen như mực. Thời tiết quỷ sứ này, ngươi không thể phát động lực lượng đem tầng mây trên trời nổ tan nát chứ? Không ngừng thúc dục năng lượng trong cơ thể, huống thiên minh quanh thân tản mát ra tia sáng màu vàng mang theo chiến ý mãnh liệt, đem nước mưa như chút ngăn chặn bên ngoài thân thể, chỉ thấy hắn một bước cũng không bước, vốn mặt đọng đầy nước trong chớp mắt liền khô ráo. Giống như từ trước đến nay vẫn khô giáo thế này vậy. Khổ Não nhìn Hồng Quân quanh thân tản mát ra tia sáng nhu hòa, huống Thiên Minh bất mãn lẩm bẩm: "Như thế nào mới lúc nãy thời tiết còn sáng sủa, chỉ chốc lát đã biến thành bộ dáng như vậy, thật khiến lòng người buồn bực." Hồng Quân lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, nhẹ giọng nói: "Cơn mưa này không như bình thường, nếu như tùy tiện phá nát tầng mây kia, chỉ e là mục tiêu lần này của chúng ta cũng chỉ còn lại tìm kiếm phụ thân bọn họ thôi." Huống Thiên Minh sững sốt sờ đầu nhìn lại phía lãnh diễm phỉ và tôn thiên đang đi lại khó khăn, trầm tư một chút, nói. Chẳng lẽ trí bảo của tu la tộc kia xuất hiện dẫn phát thay đổi lớn của thiên địa? Hồng quân không phủ nhận, nhẹ giọng nói. Bảo bối kia thật là bảo bối kinh thiên động địa, dù so với thiên tôn linh bảo khi xưa cũng là muốn mạnh hơn rất nhiều. Bảo bối trực tiếp có thể khiến người ta thành tựu địa vị trưởng khống giả, có thể là bảo bối thông thường sao? Huống thiên minh trong tay phát ra một đạo kim quang, đem tôn thiên và lãnh diễm phỉ bao phủ bên trong quang mang do hắn đang tản mắc ra mơ hồ lẩm bẩm một câu cũng không kêu gọi để hồng quân thi triển công pháp xua tan đi tầng mây đen kịt trên đỉnh đầu nữa bị huống thiên minh nhét vào bên trong quang mang tôn thiên thất kinh nhạt giọng nói cảm ơn lòng tốt xoay người không để ý huống thiên minh lại lần nữa đi vào trong màn mưa còn lãnh diễm phỉ lại là vẻ mặt ngọt ngào nhìn sống mũi thẳng tắp của huống thiên minh trong mắt mang theo thần sắc rất là ái mộ chốc chốc lại dán mắt vào hắn Tôn Thiên rời khỏi sự chiếu cố của huống Thiên Minh, Hồng Quân lập tức vỗ tay cười lớn nói: "Hầu tử chính là hầu tử a, à, mặc dù không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng vẫn là ngạo khí bức người, chiến ý ngập trời." "Thôi thôi, Thiên Minh chớ nên tức giận, bản tính của tên hầu tử này chính là như thế." Huống Thiên Minh chính vì Tôn Thiên cự tuyệt hảo ý của mình mà trong lòng cuồng nộ, nghe thấy Hồng Quân nói, cũng không tiện phát tác ra, chỉ có thể lạnh nhạt hừ một tiếng, bèn không tiếp tục để ý đến hai người nữa tôn thiên lại là vẻ mặt lạnh lùng đi trong mưa cũng không dùng công pháp ngăn cản những giọt mưa cỡ hạt đậu rơi càng lúc càng nhanh cứ như vậy kiên cường bước từng bước in dấu chân đi về phía trước hồng quân đi theo phía sau tôn thiên miệng hô to thiên địa hữu tình ôi tất cả đều huyền ảo khôn lường vận mệnh đã an bài ôi sát ý giạt rào như thế một lòng thù hận tôn thiên đang cố gắng tu luyện đợi tình được phụ thân mới có thể phục hồi gương mặt của ngươi được tôn thiên nhướng chân mày nghe hồng quân lớn tiếng hô gọi trên mặt cực kỳ lạnh lùng trong lòng lại hơi động lạnh giọng hỏi ta hỏi ngươi vì sao nhất định phải gán ép cho ta ký ức kiếp trước lẽ nào nói nếu chính bản thân ta không nguyện ý các ngươi cũng vẫn muốn ép ta sao hồng quân ngẩn ra một bên huống thiên minh ha ha cười to tiểu quân a tiểu quân có nghe hay không con khỉ này lại là không muốn quay lại làm khỉ rồi các ngươi đây đều là một phía tình nguyện a câm miệng hồng quân đại nộ sau khi một đạo tia sáng nhu hòa lại mang theo uy nghiêm đánh về phía huống thiên minh lại xoay người về mặt trịnh trọng nhìn Tôn Thiên. Ngươi không muốn. Ngươi chẳng lẽ muốn cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê tại cái tu lu giới hỗn loạn này. Tôn Thiên lạnh lùng cười một tiếng, mỉm cười khinh thường nói. Cái gì hỏi là tỉnh tỉnh mê mê lão tử thần trí vẫn sáng suốt đây, đừng biến lão tử thành tên ngốc. Người đưa ta ký ức kiếp trước, ta khi đó vẫn là ta của hiện tại sao? Hồng quân nhướng chân mày, gương mặt nhăn thành một khối, trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói. Ngươi chính là ngươi, ngươi cũng là con khỉ chết đó, dù thế nào đi nữa, ký ức đó vẫn phải giao trả cho ngươi, bởi vì trong số những ký ức đó có người ngươi nhớ thương. Tôn Thiên bĩu bĩu môi, khinh thường nhìn Hồng Quân một cái, trong lòng hắn biết không cách nào chiến thắng Hồng Quân, không cần nói Hồng Quân, ngay đến huống Thiên Minh kia cũng có thể dễ dàng đánh cho hắn thành tàn phế, cũng không nói thêm nữa, trong lòng tính toán một hồi lâu, buồn phiền tiếp tục đi trong mưa. Hồng Quân cười khổ nhìn huống Thiên Minh đang có chút hả hê một cái, tự nhủ, Tôn Thiên nói không sai có trí nhớ kiếp trước, chính là bằng với thêm một đời nhớ thương, vậy thì Tôn Thiên vẫn là Tôn Thiên sao Ngộ Không cũng vẫn là Ngộ Không sao? Lắc lắc đầu, Hồng Quân biết mình chẳng qua là nhất thời cảm thán mà thôi, dù sao đi nữa, hắn cũng phải đưa phần ký ức đó cho Tôn Thiên, cũng sẽ khiến cho Ngộ Không phục sinh lại, nói cho cùng đây là mong mỏi trong lòng mọi người cho tới nay a, à, càng huống chi còn có hầu phí, tại nhân giới khổ sở đợi chờ và nhớ thương Tôn Ngộ Không. Trên trời mưa càng lúc càng lớn, Hồng Quân vẫn một bên cảm thán một bên nhìn về hướng đông nam nơi đó chính là vị trí của tu la thành bích thành nền móng trận địa cửu đỉnh của đại trận hộ thành đã bị đế thích thiên phá hủy hoàn toàn thành này vốn là bừng bừng tràn ngập sinh cơ linh khí phòng vệ của thành hôm nay cũng lộ ra trầm muộn trên con đường lớn những tu la tộc nhân cúi đầu ủ rũ đi lại một đám binh sĩ tay cầm vũ khí sắc mặt phở phạc đang trên tường thành tuần tra thời gian bích thành thành chủ cùng xa thành thành chủ lăng phá thiên bị giết cách nhau không bao lâu hôm nay cả thành đã là quần long không đầu đám binh sĩ này cũng không bởi vậy mà lười biếng đó đã là tính quân kỷ nghiêm minh thường ngày của người tu la đội trưởng thành chủ đã chết chúng ta nên làm cái gì bây giờ mặc dù không ai lười biếng nhưng cũng không có nghĩa là không ai hướng về vị trí thành chủ kia sinh mơ ước ở đây không ngoại lệ một nam tử thân mang hắc sắc chiến giáp đang cười hì hì nhìn đội trưởng đội tuần tra bốn cánh bên cạnh tên bốn cánh tu la nhân kia sắc mặt tái xanh trong mắt mơ hổ tinh quang lóe lên xem ra tu vi của hắn cũng không thấp Chầm mặc một chút, tên đội trưởng kia trầm giọng nói. Thành chủ bị giết, chúng ta vô lực vì hắn báo thù, còn có thể làm thế nào? Nhớ đến ba thân ảnh khủng bố bồng bềnh trên bầu trời hôm ấy, tên đội trưởng kia không nhịn được phát dùng mình một cái. Đó là dạng lực lượng cường đại gì à, chỉ e là cho dù nữ vương, tự thân đến cũng không cách nào đem ba người kia đánh bại ấy chứ. Nam tử thân mang hắc sắc chiến giáp con mắt xoay chuyển, nhìn đám binh sĩ bốn phía cứ như cha mẹ chết không còn sinh khí chút nào, cố thấp giọng lẩm bẩm cứ như thế này thành vệ đội chúng ta không lâu nữa có thể giải tán được rồi cái chết của thành chủ đối với cả thành là một đả kích quá lớn tên đội trưởng kia thở dài bất cứ ai trông thấy cổ khí thế khủng bố và lực lượng thao thiên kia trong lòng cũng đều kinh hồn bạt vía cái này đối với can đảm không quan hệ sự cách biệt rõ ràng của thực lực cường đại trên có thể đã khiến cho trong lòng đám người này hoàn toàn sụp đổ làm sao có thể lấy lại dũng khí để tiếp tục tu luyện nữa chứ hôm nay chưa có thành chủ mắt thấy bích thành của chúng ta cũng sắp tan vỡ rồi như thế này không được a à. thấy đội trưởng than thở nam tử hắc sắc chiến giáp thấp giọng khuyên không bằng ngài lên làm thành chủ đi dù sao hôm nay cũng không có một người nào dám đứng ra cướp đoạt vị trí thành chủ không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường cướp được vị trí thành chủ dù cho sau này nữ vương trách cứ xuống chúng ta cũng là có công không tội a à. cái này không được đâu tên đội trưởng kia hiển nhiên động tâm rồi trong mắt lóe lên mục quang tham lam nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc do dự cẩn thận nói như vậy chúng ta chẳng phải là thành phản nghịch ư hắc sắc chiến giáp nam tử lắc đầu nhách miệng mỉm cười nói ngài hôm nay chính là người tu vi tối cao trong cả bích thành a đồng thời cũng là trưởng quản thành vệ đội đội trưởng của bích thành dù cho thành chủ không chết cũng là đối với ngài tôn kính theo lý mà nói ngài hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm chức vụ thành chủ này a càng huống chi hôm nay thành chủ chết rồi ngài chính là thủ lĩnh thân phận cao quý nhất trong cả bích thành vị trí thành chủ này ngài không tới đảm nhiệm còn có ai dám nhảy vào a? À? Tên đội trưởng kia do dự, trong đầu cũng là không ngừng hiện ra uy thế của đế thích thiên ba người trôi nổi, trên không, mặc cho hắc sắc chiến giáp nam tư ở một bên khô cả miệng lưỡi khuyên bảo, cũng là không dám vội vàng hạ quyết định. Hai người đang nói, trên tường thành, bên cạnh hai người, cực kỳ đột ngột, trong không khí một đạo sóng ngợn chớp động, một đạo thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện trước mặt hai người, chỉ thấy người tới tướng mạo thanh lệ vô cùng, một đôi mắt linh hoạt ngây thơ nhìn hai người. Đây là dạng đôi mắt xinh đẹp gì a? À? Tên đội trưởng kia kinh ngạc nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp đó dĩ nhiên khiến hắn có loại ý nghĩ xấu hổ, phảng phất như suy nghĩ của mình đều sẽ bị đôi mắt kia phát hiện ra, khiến cho hắn vô cùng bất an. "Ngươi muốn làm thành chủ?" Nữ tử tóc dài bay ở phía sau, yêu kiều cười, giống như thiên nữ thuần khiết nhất, làm cho người ta không dám có chút nào ý niệm khinh nhờn tồn tại trong lòng. Tên đội trưởng kia thân không kiềm được gật đầu đáp. "Vâng ạ." Mà Hắc Sắc Khôi Giáp nam tử bên cạnh hắn cũng đồng dạng gật đầu vẻ mặt si ngốc nhìn nữ tử mềm mại trước mắt, phảng phất đã là chìm đắm vào trong chốn mỹ lệ khiến con người trầm luân. Vậy ngươi phải đi chết đi nữ tử không hề có dấu hiệu, từ thân thể nàng lóe ra hai đạo tia sáng lăng lệ, chưa tới nháy mắt tuôn vào trong thân hai người đang ngẩn ngơ, chỉ thấy thân thể hai người vậy mà vô thanh vô tức vỡ tan ra, một cổ huyết tương cực kỳ nồng nặc mạnh mẽ tung bay ra bốn phía, huyết nhục đầy trời rơi lên trên đầu tường. Còn nữ tử kia vẫn như trước mặt mang nụ cười xinh đẹp, chỉ là ánh mắt biến thành cực kỳ lạnh lẽo, còn đâu bộ dáng vừa mới thuần khiết lúc nãy đám binh sĩ bốn phía trơ mắt nhìn một màn phát sinh này nhìn đội trưởng và phó đội trưởng của bọn họ thân thể vô thanh vô tức bạo phá nhìn huyết nhục còn lại đầy trời dính trên khôi giáp của bọn họ không khỏi há miệng cứng lưỡi trên mặt tất cả lộ ra thần sắc kinh hãi mãnh liệt khuê sinh người tới quản lý cái thành này lãnh quang trong mắt nữ tử thoáng chốc không còn nhìn thấy đợi đến khi lời nàng nói ra đã lại một lần nữa biến thành bộ dáng ngây thơ thuần khiết mà trên mặt nàng lúc này lộ ra vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, nhạt một đạo thân ảnh đột nhiên quỳ gối trước mặt nữ tử sáu đôi cánh sau lưng hắn chứng tỏ nam tử kia tu vi cực kỳ cao minh chỉ nghe hắn cung kính đáp thuộc hạ tuân mệnh quyết không phụ lòng hậu ái của nữ vương bệ hạ nữ vương bệ hạ lời hắn chưa tan hết đám binh sĩ bốn phía bởi vì đội trưởng bị giết mà dục dịch nhất thời toàn bộ trợn mắt nghẹn họng nhìn chân chân một bên từng người từng người đều là mặt hiện ánh mắt chẳng biết làm sao nhìn nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười như không có như vậy nữ tử nhu nhược này chẳng phải là tu la nữ vương thần bí nhất của tu la tộc sao chỉ là lúc này không ai dám tiến lên quát mắng chỉ riêng khí thế trên thân nam tử sáu cánh kia tản phát ra cũng đã khiến cho tất cả mọi người ở đây trong đầu cũng không ngượng nổi ý niệm cầm lên vũ khí trong tay lanh canh thanh âm thanh thúy truyền khắp trên thành tường yên tĩnh không biết là ai đầu tiên ném vũ khí trong tay xuống phù một tiếng quỳ xuống tất cả mọi người thấy thế đều học theo bộ dáng tên tu la binh sĩ đó ném vũ khí trong tay xuống xoàn xoạt chỉnh tề quỳ trước mặt nữ tử một trận trận âm thanh của vũ khí và tảng đá trên tường thành tiếp xúc vang vọng khắp tường thành hàng trăm tên binh sĩ tu la tộc chỉnh tề quỳ trên mặt đất đúng là có một loại khí thế khác bệ hạ thành chủ của chúng tôi bị giết ách một đạo thanh âm còn chưa hoàn toàn vang lên đã bị tên binh sĩ bên cạnh phản ứng cực nhanh bụng miệng lại chê cười thành chủ chết bệ hạ không phải vừa mới bổ nhiệm một thành chủ mới sao đội trưởng đội trưởng vừa mới bị nữ vương tự tay ban cho cái chết há có thể tới được phiên ngươi đến minh oan. Người nọ rất cơ trí, sau khi bưng kín miệng rộng của tên binh sĩ liền hét lớn. Bái kiến nữ vương bệ hạ, bái kiến thành chủ đại nhân. Theo tiếng hô của hắn, mọi người chỉnh tề hô to. Bái kiến bệ hạ, bái kiến thành chủ. Khí thế ngút trời từ thành tường sông thẳng lên bầu trời xanh, một đạo gió lốc dâng lên. Khí thế của đám binh sĩ tu la tộc này rất là không yếu. Nữ tử kia chính là nữ vương tu la tộc Trạc Nghiên, vừa mới rời khỏi xa thành liền nhận thấy Bích Thành thành chủ cũng bị người ta giết chế không nói, ngay cả hộ thành cửu đỉnh cũng bị người ta hủy diệt hoàn toàn. Nàng tức giận không quản đến việc trở về Tu La Thành, bèn mang theo nộ khí nhanh chóng đến Bích Thành. Kết quả lại nghe được một phen đối thoại của tên đội trưởng kia và tên phó đội trưởng, càng làm cho nàng thêm lửa giận công tâm. Đánh giá tinh thần đại trấn của đám binh sĩ trước mắt, Trạc nhiên nơi đáy mắt hiện lên một tia khinh thường và miệt thị, nhưng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười cực kỳ thuần khiết tiện tay phất ra một đạo khí lực, đem tất cả toàn bộ đám binh sĩ đứng lên. Sau này, Bích Thành thành chủ sẽ do Khuê Sinh đảm nhiệm, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Thanh âm nhu hòa pha lẫn kình khí cường đại truyền khắp các ngõ ngách của Bích Thành, tất cả tu la nhân trong thành đều trông thấy giữa không trung chậm rãi trôi, quanh thân chặt Nghiên tản mắc ra tia sáng làm cho người ta không dám nhìn, kinh hãi qua đi, rối rít quỳ phục xuống đất bái lạy, vẻ mặt thành kính tự phẳng phất như trong tâm bọn họ gặp được thần, bất quá tu la nữ vương, kia cũng xác thực được xưng là thần trong mắt con dân Tu La tộc rồi. Tu La tộc nữ vương Bệ Hạ tự mình an bài thành chủ, có ai lại phản đối lại có ai có thể phản đối đây Trạc Nghiên, vẻ mặt hài lòng nhìn con dân sùng bái nàng, mỉm cười gật đầu tỏ ý chào. Khuê Sinh cũng bồng bềnh bên cạnh, sáu đôi cánh không ngừng phe phẩy, bày ra bộ dáng trung thành hộ vệ Trạc Nghiên. Còn lúc này, bốn đạo thân ảnh cũng đang rất nhanh hướng Bích Thành bay tới, dẫn đầu là nam tử anh tuấn vô cùng, chính là Tần Vũ, phía sau hắn tự nhiên là Tình Nhi. Mục Thiên cùng Cam Vân ba người, nhìn Trạc Nghiên đang bồng bềnh trên thành tường, Tình Nhi không nhịn được than thở: "Vũ ca ca, nữ tử kia đẹp quá a." À. Tần Vũ thần thức không lúc nào là không phát ra phạm vi chung quanh mình chăm dặm, hắn lúc này đã tiến vào tự nhiên chi đạo, mặc dù công lực không thâm hậu bằng Thiên Nhân bảy cánh kia, nhưng luận về thao túng thiên địa nguyên khí và thần thức mênh mông thì đám thiên nhân đó không cách nào so được, trừ phi là Thiên Nhân Chí Tôn Đế Thích Thiên, nếu không căn bản không người nào có thể sánh bằng. Thần thức của hắn đã có thể đem phân nửa Tu La dưới bao phủ, chỉ là bởi vì quá mức hao phí công lực, cho nên ngày thường chỉ đem thần thức cố định tại trong vòng chu vi trăm dặm quanh mình. Cẩn thận quan sát chặt Nghiên đang bồng bềnh giữa không trung, Tần Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười thâm ý, trong lòng thầm nghĩ: Không nghĩ ra lại có thể tại đây gặp được chí tôn của Tu La tộc, Tu La nữ vương, thật là đáng cho người ta thưởng thức a. À, tám cánh hạ giai, Tần Vũ cười nhìn phía ba người, nhẹ giọng nói: Bạn đang nghe chuyện tại Halley's Audio nữ tử này là nữ vương tu la tộc trạc nghiên ba người kinh hãi rối rít chăm chú nhìn nhưng làm thế nào cũng không sao điều tra được tu vi của nữ tử dường như chỉ có bốn đôi cánh kia đến tột cùng là bộ dáng nào trầm mặc một chút tình nhi nghiến răng nhìn tần vũ nói nàng ta là một con hồ ly tinh tiện nữ nhân ba người đều là một đầu mơ hồ hồ ly tinh một từ này chính là tần vũ ngẫu nhiên vô tình lúc nhàn rỗi nói không nghĩ tới tình nhi cuối cùng lại dùng vào lúc này mục thiên nghĩ sơ qua một cái liền cùng Cam Vân nhìn nhau cười, hiểu ra hàm nghĩa trong lời nói của tình nhi, mà Tần Vũ cũng không hề phản ứng cười cười không nói nữa. Trạc Nghiên đang bồng bềnh giữa không trung cũng sớm nhận ra Tần Vũ bốn người đến, chỉ thấy khóe miệng nàng chứa một tia cười cợt, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành bộ dáng thuần khiết thơ ngây quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, anh tuấn vô cùng, tốt một gã nam tử tuấn tú a. Khóe miệng Trạc Nghiên lộ ra dáng cười hời hợt mà lại mê đắm lòng người, đôi mắt trong suốt khiến cho người ta cảm thấy trong lòng phát run sợ chiếu vào mặt Tần Vũ, chỉ nghe thanh âm của nàng cực thấp lẩm bẩm tự nhủ. Chí bảo xuất thế hình như dẫn dắt theo rất nhiều người xuất hiện a, à, như thế nào bọn đầu trâu mặt ngựa từ các phương hướng đều chạy tới đây chứ, mà ngay cả đế thích thiên kia cũng lại vội vội vàng vàng tới tu la giới, chẳng lẽ hắn cũng muốn chia một chén canh sao? Khuê Sinh cung kính đứng ở phía sau Trạc Nghiên, hai mắt bốc ra từng tia sát khí nhìn phía Tần Vũ bốn người, địch ý nồng đậm từ trên người hắn tản phát ra. Khuê Sinh, khí tức của ngươi rối loạn rồi. Trạc Nghiên khẽ cười, đưa lưng về phía khuê sinh trong mắt hàm ý hứng thú sâu sắc chợt lóe rồi biến mất cười khẽ nói khí tức rối loạn đã nói lên lòng của ngươi rối loạn nhưng mà lòng của ngươi vì sao mà loạn chứ đi đi quản lý bích thành cho thật tốt mặc dù cừu đỉnh bị người hủy diệt rồi nhưng bích thành vẫn còn có cấm chế do phá thiên khi còn sống thiết lập ra chỉ có điều trước nay bởi vì không có lực lượng đầy đủ nên không sử dụng mà thôi lần này ta sẽ phái người cấp cho các ngươi một ít nguyên thạch tức thì đem cấm chế này mở ra đi khuê sinh uy nghiêm cung kính cúi đầu kiên quyết nói xin bệ hạ yên tâm khuê sinh nhất định không phụ ủy thác của bệ hạ bích thành này vĩnh viễn là bích thành của bệ hạ trạc nhiên vui vẻ hài lòng cười nói được rồi tốt lắm biết lòng trung thành của ngươi chuyện của bích thành này còn cần ngươi xuất lực nhiều hơn nữa đợi ta lấy được bảo bối kia sẽ cho ngươi thêm nhiều lợi ích bốn người này ư cũng không cần để ý tới nếu bọn họ muốn đi tìm chết vậy cứ để cho bọn đi là được hừ nơi khai quật trí bảo há có thể để mặc ai cũng tùy tiện đi vào Quê sinh oai vệ gật đầu thừa nhận, sau đó lại nghe Trạc Nhiên nói tiếp. Bất quá hành động thường ngày của bọn hắn ngươi phải theo dõi sát sao cho ta. A, à, hết thảy mọi động tác của bọn họ tại Bích Thành đều phải báo cho ta biết. Hiểu chưa? Thuộc hạ rõ, thuộc hạ sẽ tự mình coi chừng bốn người này, quyết không để cho bọn họ gây nguy hại đến lợi ích của Tu La tộc chúng ta. Không không phải gây nguy hại đến ích lợi của Tu La tộc chúng ta, bọn họ còn chưa có tư cách đó. Chỉ cần bảo đảm bọn họ không gây chuyện, không đả thương người là được. Trạc Nhiên sắc mặt nghiêm túc nói đồng thời mọi thành dân của bích thành cũng không được phép chủ động trêu chọc bọn họ bốn người này rất khó đối phó đấy cho dù ngươi tự mình động thủ cũng khó mà làm gì được bọn họ khuê sinh lần nữa gật đầu mắt lộ ra thần sắc không phục liếc mắt lườm tần vũ bốn người một cái lạnh lùng phân phó thông báo cho phía dưới mở cửa thành ra một tên binh sĩ lanh lẹ vội vàng đứng dậy chạy xuống dưới tường thành tần vũ bốn người lúc này vừa mới đi tới dưới tường thành nhìn hai đạo thân ảnh nổi lơ lửng trên bầu trời Cam Vân lẩm bẩm tu la nhân này thật quá phách lối, không có chuyện gì vậy mà trôi nổi trên đầu thành khoe uy phong, quả nhiên là rất đắc chí. Mục Thiên cười nhạt, thần thức của hắn cũng đã nhận ra một đám huyết nhục trên tường thành, rất rõ ràng, hai tên tu la nhân kia vừa mới ở chỗ này đại khai sát giới. Két két cửa thành nặng nề từ từ mở ra, hai đội binh sĩ tu la tộc được chuẩn bị tươm tất đứng hai bên lối vào thành, trong tay nắm chặt vũ khí, chăm chăm nhìn tần vũ bốn người. Một cổ khí tức áp lực nặng nề từ cửa thành truyền đến, Tần Vũ nhìn thân ảnh dáng vẻ xinh đẹp trên không trung kia, thản nhiên cười nói: "Chúng ta vào thành nghỉ ngơi một phen, ngày mai tiếp tục lên đường." Vừa nói xong, dẫn đầu khoa chân bước vào, không thèm để ý tới hàn quang lóe ra ở hai bên đường chút nào, vừa liếc nhìn, đã thấy những vũ khí sắc bén bên trên có thể bất cứ lúc nào kích xuống đầu của mình. Tình Nhi vội vàng đi theo, nắm chặt ống tay áo của Tần Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn sậm lại bước sát bên cạnh hắn mục thiên và cam vân lức nhau cũng cười đi theo sau lúc này trạc nghiên đang trôi nổi giữa không trung trông thấy động thái của tần vũ bốn người không khỏi liên tục gật đầu lẩm bẩm nói không nghĩ tới lá gan của những thiên nhân này cũng rất lớn hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng a à, nói xong cũng không để ý tới khuê sinh phía sau thân ảnh vừa động bỗng nhiên biến mất trên đầu tường thành khuê sinh cung kính nói cung tiến bệ hạ nói xong hắn chợt quát to tất cả người phụ trách thành vệ đội toàn bộ tới đây hôm nay ta cần tuyên bố một ít chuyện. Đi trên con giường vắng vẻ, tình nhi vẻ mặt u sầu nhìn các cửa hàng trống rỗng ở bốn phía, và đường xá hẻm hóc giống như quỷ vực, biểu môi nói. Vũ ca ca, cái thanh này vì sao yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ người ở đây đều chết sạch rồi? Thấy tần vũ bật cười ha hả, nàng phóng thần thức ra, trên mặt lộ vẻ khó chịu. Nhưng là, bọn thành dân này tựa hồ, cũng không có chết a à trong mỗi căn nhà đều có người sinh sống. Bọn họ tại sao không xuất hiện trên đường chứ? lúc này có người ở trên tường thành giết hại một trận đổi lại nếu ngươi là thành dân ngươi có dám ra ngoài không cam vân buồn cười nói hơn nữa là nữ vương bệ hạ của tu la tộc giá lâm bọn thành dân này càng không dám khinh nhờn bất kính nhìn bộ dáng tình nhi buồn bực tần vũ vỗ vỗ đầu nàng được rồi một khi bọn họ đã mở cửa thành để cho chúng ta đi vào trước mắt ít nhất đã nói lên những người này không có địch ý với chúng ta đầu tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi cái đã các ngươi không phải muốn thưởng thức món ăn ngon của tu la sao? Vậy đi mau một chút, phía trước hình như có một cái tử lâu. Sau khi bốn người vào thành, đều có dáng vẻ giống như người bình thường, chậm rãi bước trên đường. Chỉ có điều, bởi vì tu vi của bốn người đều không thấp, tình nhi và cam vân thấp nhất cũng có được tu vi bốn đôi cánh. Vì thế đi lại so với thành dân bình thường nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt, đã tới trước cửa một tử lâu. Sau khi đặt trước bốn gian phòng, đặt thêm một bàn tiệc, Tần Vũ bốn người theo tiểu nhị dẫn thẳng lên lầu 2, trùng hợp làm sao, vừa khéo đúng lúc Đế Thích Thiên ba người vừa đi ngang qua tửu lâu này. Nhìn thấy một cái bàn gần cửa sổ, Tần Vũ trong lòng vừa động, liền quay sang tiểu nhị nói: "Chúng ta ngồi ở chỗ kia, ngươi không cần bồi tiếp nữa." Nói xong, đi thẳng lại bàn đó. Tình Nhi ba người mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng cũng không thèm để ý, dù sao ngồi chỗ nào với bọn họ mà nói đều không quan trọng, với tu vi của bọn họ, vốn không cần vào thành nghỉ ngơi, tùy tiện tìm một chỗ bày trận pháp liền có thể khôi phục nguyên lực chẳng qua một là mọi người thật vất vả lần đầu mới đến được tu la giới muốn xem cho biết phong tục tập quán của tu la tộc thứ nữa dĩ nhiên là vì muốn thưởng thức món ăn ngon của tu la tộc cùng thiên giới khác nhau thế nào vừa thỏa mãn được khẩu vị dù sao cách lúc khai quật bảo vật còn có thời gian rất dài mọi người cũng không gấp gáp đi tới tu la thành vì thế trên đường đi nhàn nhã thung dung tần vũ vừa mới ngồi xuống trên mặt bàn kia bỗng dưng nổi lên một đạo quang mang màu vàng trong nháy mắt đánh úp vào mặt hắn khiến cho ba người bên cạnh không khỏi kinh hãi thất sắc chỉ là tần vũ cũng không hoảng hốt không vội vàng trong mắt quang mang chợt lóe kim quang kia đã dừng lại tại trước mặt hắn không thể tiến thêm chút nào kim quang dừng lại tiếp liền sau một đạo quang mang thoáng chốc từ trong kim quang tách rời ra ngoan ngoãn rơi xuống dung nhập trong lòng bàn tay của tần vũ còn kim quang kia lại tan biến mất tần vũ nhắm mắt lại trầm mặc hồi lâu cặp mắt đột nhiên mở bừng ra, một ánh lệ quang chợt lóe rồi biến mất, bỗng chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, thần sắc tưởng nhớ và bất ngờ, nhìn ba người buồn bực một lúc. Sương Nhi và Thiên Minh cũng tới rồi. Lúc này Tần Vũ cũng không quản đến sự kinh ngạc của người ngoài nữa, trên mặt lộ rõ thần sắc vui mừng hớn hở, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, con ta tới rồi, bọn họ làm thế nào để tới đây được chứ? Chẳng lẽ Sương Nhi tìm được thông đạo đi thông thiên giới rồi? Trong lòng dâng lên một trận kích động, nghĩ đến hơn trăm năm qua không gặp Tần Sương, còn có người ấy khương lập khiến cho chính mình có thể hy sinh cả tính mạng, thân thể của Tần Vũ không kiềm được khẽ run lên. Trong nhân giới, Tần Vũ mặc dù thỉnh thoảng bế quan, cũng phải trải qua một cái diễn kỳ thậm chí thời gian có khi còn lâu hơn. Trăm năm bế quan tại thiên giới so với thời gian tại nhân giới chỉ bất quá ngang bằng nhau, cũng không tính là nhiều, nhưng mà, Tần Vũ lại tưởng như là, cách cả ngàn cái diễn kỳ thậm chí thời gian còn lâu dài hơn. Ngày ở thiên giới so với nhân giới mà nói thật sự không dài hơn chút nào. Càng trọng yếu chính là, ở nơi này, Tần Vũ không cách nào xác định chắc chắn rốt cục đến khi nào mình có thể trở về nhân giới, đến lúc nào mới có thể gặp mặt Lập Nhi, hồi tưởng lại kiếp trước vì Lập Nhi, mà từ Tiềm Long đại lục cả một đoạn đường liều mạng chiến đấu, rốt cục tu luyện tới cảnh giới tối cao trưởng khống giả, cuối cùng có điều kiện gặp lại Lập Nhi, cho đến lúc này, trong lòng Tần Vũ vẫn còn tràn ngập mùi vị ấm áp. Người yêu quý nhất chính là Lập Nhi a trong bàn tay Tần Vũ quang mang chợt lóe, một cái bầu rượu tinh xảo chợt hiện trong tay, khẽ ngửa đầu uống một hơi cạn bình, tâm tình của hắn giờ phút này thật rất sảng khoái. Tần Sương hay là Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh đến đây, cũng cho Tần Vũ biết được một điều, cho dù là không cách nào lĩnh ngộ thiên đạo đó, cũng có thể tìm được đường về nhà, có thể sớm ngày gặp lại Lập Nhi, điều này làm cho lòng hắn vốn đang sầu muộn nhất thời sôi nổi hẳn lên. Dự tính hôm nay, đợi sau khi cùng Tần Sương đoàn tụ, có lẽ có thể tìm được cách dò tra những người thân thiết đó, một khi tìm được bọn họ, lập tức mang bọn họ trở về nhân giới, đến lúc đó dựa vào năng lực của hồng mông đại ca và lâm mông nhị ca các người cộng thêm chính mình tìm hiểu về thiên nhân và tu la nhân tất nhiên có thể đem những người này một lần nữa khôi phục lại hình dáng con người một đạo quang mang xanh biếc từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại ao ao hóa thành những điểm sáng li ti tràn vào trong thân thể tần vũ một phần nhỏ làm dịu kinh mạch của hắn không ngừng tăng độ rộng và độ rắn chắc của kinh mạch hắn còn phần lớn chạy dọc theo đường kinh mạch tràn vào tinh vân trong đan điền của hắn lúc này trên mặt tần vũ Tựa như liên hoa kia nứt tách tản phát ra quang mang thánh khiết, từ bốn phương tám hướng tràn ngập nguồn linh khí sinh cơ dày đặc cuồn cuộn không ngừng tụ tập, lại, chỉ trong chốc lát, Tần Vũ liền bị vây bọc vào trong cái kén lớn màu xanh biếc. Hắn lúc này lại có thể lĩnh ngộ hoàn toàn tự nhiên đạo, thân thể thuận theo tự nhiên, tinh thần thuận theo tự nhiên, thiên địa vạn vật mặc ý hắn dẫn dắt khống chế, nếu như không phải là người linh tính quá mạnh, chỉ sợ hắn lúc này đã là dựa vào tự nhiên đạo trực tiếp lĩnh ngộ thiên đạo, hoàn thiện con đường đi vào thiên đạo chí cao vô thượng ấy. Chẳng qua là lĩnh ngộ của cảnh giới cũng không phải một sớm một chiều là có thể rút ngắn để thành tựu. Sự giác ngộ trong lúc nhất thời cũng là dựa vào kinh nghiệm tích lũy của Tần Vũ, tại kiếp trước cùng trải qua lâu nay ở kiếp này mới giúp cho hắn lĩnh ngộ, hoặc là nói đã sáng lập ra đường lối tu luyện kia hoàn toàn bất đồng với thiên giới, và ngay cả trong nhân giới. Nhìn Tần Vũ trên mặt lộ ra nụ cười bình thản, Mục Thiên vội vàng từ trong tay áo tung ra hơn 10 khối Thiên Nguyên thạch, đưa mắt ra hiệu cho Cam Vân, bố trí rất nhanh tại trung quanh Tần Vũ một trận pháp ẩn núp cứ như vậy được hắn thiết lập thành. Trong thời gian qua, Tần Vũ thỉnh thoảng cao hứng lại giảng giải cho ba người một vài trận pháp đơn giản, mặc dù ba người về cơ bản quá mức yếu kém, không cách nào lĩnh ngộ ý nghĩa ẩn chứa trong trận pháp, nhưng mà cứ dập theo khuôn mẫu mà làm với năng lượng dư thừa trong thiên nguyên thạch, cũng có thể bố trí được vài trận pháp, đây chỉ là một trận pháp ẩn núp nhị cấp trong số đó. Mà Cam Vân đã phân phó cho tiểu nhị, bao toàn bộ cả lầu 2, tại cửa cầu thang của lầu 2 cũng thiết lập một trận pháp giống như vậy ngăn cản ngoại nhân quấy dày ba người tập trung tinh thần nhìn tần vũ tất cả đều cảm giác được trong cơ thể một cơn thoải mái tần vũ không biết ba người cũng không biết chính lúc tần vũ giác ngộ dẫn dắt tới tự nhiên lực dồi dào vô cùng cái tự nhiên lực cường đại này đến từ khắp cỏ cây tràn ngập sinh cơ trong tự nhiên dẫn đến tức thì ba người nhận được rất nhiều lợi ích trời ạ mục thiên nhắm mắt lại cảm nhận bốn phía từng điểm sáng xanh biết tiến vào trong cơ thể từng cơn sảng khoái mát rượi đến cùng cực theo kinh mạch chảy vào trong nguyên hạch nguyên vốn nguyên hạch đã được tần vũ mạnh mẽ rèn luyện chữa trị các tỷ vết lúc này thấm nhuần đầy dẫy tự nhiên lực cuối cùng lại phát sinh biến hóa lần nữa trở nên mượt mà thông thuận ngay cả chuyển đổi linh khí trong thiên địa cũng nhanh hơn không ít lợi ích còn lớn hơn trong kinh mạch biểu hiện rõ ràng là chỉ thấy cánh sau lưng mục thiên cuối cùng dần dần tàn lụi đi từng đạo từng đạo lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn vốn đã đầy tràn lực lượng dưới áp lực đè nén từ từ của tự nhiên lực bốn phía đan điền vậy mà lại từ từ được ngưng tụ thành bốn điểm sáng bằng cỡ móng tay còn tình nhi và cam vân cũng phát hiện được lợi ích trong đó cũng không để ý gì đến tần vũ nữa đều là nhắm mắt lại lẳng lặng lĩnh nhận lực lượng tràn ngập sinh cơ cổ quái kia đem lại lợi ích cho mình ba người trên mặt giống như tần vũ đồng thời cùng lộ ra dáng vẻ tươi cười người nói cái gì bốn người ở trong đó đột nhiên đã biến mất tung tích không phải mới đây vẫn còn ở trong tửu lâu sao khuê sinh mặt như phủ màn xương lạnh nhìn tu la nhân bốn đôi cánh quỳ gối run lẩy bẩy trước mặt lạnh giọng quát đi lục soát cho ta, tìm không được tung tích của bọn họ, người cũng không cần trở về. Tu la nhân bốn đôi cánh kia mặt đổ mồ hôi lạnh, nghe vậy không khỏi sắc mặt cực kỳ sợ hãi, không ngừng gật đầu, cứ quỳ như vậy từ trong đại đường của thành chủ phủ lách ra ngoài. Đứng ở cửa, một đội binh sĩ cực kỳ chỉnh tề đang đứng ở nơi đó, nhìn thấy nam tử ra tới, rối rít cùng kêu to. Đội trưởng, tu la nhân bốn đôi cánh sắc mặt thâm trầm như nước, hung hăng quay đầu lại liếc nhìn khuê sinh chắp tay sau lưng đứng ở trong đại đường, Khẽ chửi thề một cái, lớn tiếng nói: "Mọi người, theo ta cùng nhau lục soát Bích Thành, lục soát từng nhà, tìm không được tung tích của bốn người kia, các ngươi cùng ta đều bị thành chủ xử phạt. Rõ chưa?" "Rõ!" Mọi người cùng hét lớn, sĩ khí vang dậy theo sau nam tử bốn cánh ra khỏi thành chủ phủ. Trong Bích Thành, ngay tức thì giấy lên cảnh hỗn loạn gà bay chó chạy, tất cả thành dân đều là sợ hãi nhìn tu la, tộc binh sĩ giống như một đàn trâu chấu túa ra lùng sục khắp nơi. Chỉ có điều bất luận bọn họ lục soát thế nào cũng không cách nào tìm được bốn người tần vũ, bởi vì bốn người lúc này đã rời khỏi bích thành, đang ở trong một ngọn núi vô danh cao lớn. Cây cối rậm rạp xanh tươi mọc đầy rẫy trong sơn cốc, một dòng suối nhỏ róc rách từ trên đỉnh núi chảy xuống, tích tụ lại ở giữa sơn cốc, phảng phất giống như minh châu khảm trên đá quý. Hồ nước trong suốt mắt có thể nhìn thấy những viên sỏi cỡ nắm tay ở tận đáy hồ, từng đóa từng đóa hoa không biết hoa gì nở rộ ở hai bên bờ hồ, phong cảnh trong sáng tươi đẹp làm cho người ta ngắm nhìn mà lòng thanh thản tươi vui một cái kén lớn màu xanh biếc dài đến một trượng cơ hồ chiếm hết khoảnh đất trống ven hồ trong sơn cốc chỉ thấy cái kén lớn màu xanh biếc kia giống như một loại phỉ thúy tiên thúy ướt át mắt thường có thể thấy được từng giọt từng giọt nước màu xanh biếc như dòng suối chảy trong đó loáng thoáng khi mờ khi tỏ trong cái kén lớn bao bọc bốn đạo thân ảnh chính là bốn người tần vũ trước đó vào lúc tần vũ từ trong cảm ngộ của mình tỉnh lại cực kỳ kinh ngạc phát hiện tình nhi mục thiên cùng cam vân ba người vậy mà cứ như vậy an nhiên nhập định bốn phía chỉ vẻn vẹn có một cái trận pháp đơn giản bảo vệ mọi người, không nhịn được phì cười trong lòng lại rất lấy làm may mắn. Lúc này may mà không có kẻ tu vi cao thâm đến đây quấy dày, bằng không cho dù chính mình không bị trọng thương, chỉ sợ cũng phải mất đi cái cơ duyên ngàn năm một thổ thiên cổ khó gặp kia. Vì thế, Tần Vũ trước tiên thi triển đại thần thông, toàn lực thúc động tự nhiên lực trong tinh vân vừa mới thành hình trong đan điền, cùng một lúc di chuyển bốn người đến sơn cốc vô danh này. Sự di chuyển này, cũng không phải phá vỡ không gian hay là trực tiếp vượt qua không gian, thời gian Tần Vũ ở kiếp trước thân là trưởng khống giả, ý chí của hắn cỡ nào, tất nhiên là việc rất dễ dàng chỉ trong khoảnh khắc liền có thể đạt được, đó là sử dụng năng lực đặc biệt của trưởng khống giả, năng lực lĩnh ngộ đối với không gian và thời gian. Nhưng trong thiên giới và tu la giới lại khó mà làm được điểm này, đi tới cái thế giới này thời gian gần ngàn năm, Tần Vũ đã sớm hiểu được những điểm khác biệt giữa nhân giới cùng với thiên giới và tu la giới. Không gian ở đây rất ổn định khi thành công đem được mình cùng ba người tình nhi di chuyển đến nơi này, trong lòng Tần Vũ tràn ngập niềm vui sướng, mức độ ổn định trong không gian này so ra còn hơn hồng mông không gian, ngay cả đến tần mông không gian của mình cũng là mạnh hơn gấp 3 lần, nói cách khác, mặc dù là trưởng khống giả của nhân giới tới đây, cũng không cách nào dễ dàng tách vỡ không gian, thậm chí là hủy diệt cái không gian này. Trong cái kén lớn màu xanh biếc, Tần Vũ tóc dài lay động hư không đứng ở giữa ba người, còn tình nhi ba người chia nhau chiếm cứ một góc hình thành một cái hình tam giác vây quanh tần vũ ở trong đó từng đạo từng đạo tự nhiên lực màu xanh biết tinh thuần vô cùng tràn ngập chứa chan sinh cơ từ bốn phương tám hướng bên ngoài cái kén lớn tụ tập lại nhất là nơi này tự bản thân nó đã có rất nhiều loại cây cối cỏ dại rậm rạp mọc khắp nơi trong vùng núi hoang sơ được tích tụ ủ qua vô số diễn kỷ lực lượng của nó trở nên tinh khiết phong phú vô cùng tràn ngập tại mọi ngõ ngách trong ngọn núi lớn hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng có người nào có thể phát hiện ra không có ai có thể có cái loại hấp thu tự nhiên lực phát huy sản sinh ra tinh thần lực như thế có thể so với tuyệt thế công pháp tinh thần quyết ở kiếp trước của hắn chỉ trong nháy mắt làm cho người ta bước vào ngưỡng cửa của thiên đạo cho nên bất luận trong thiên giới hay là tu la giới cái loại tự nhiên lực cực kỳ bí ẩn mà lại vô cùng dồi dào này trước nay vẫn chưa có người nào hấp thu cũng vì thế mà dẫn tới những linh khí này càng ngày càng tích lũy thêm lên từng đạo từng đạo lực lượng màu xanh biết giống như tơ sợi theo từng bụi cỏ trong đám cỏ dại từ từng cây cổ thụ chọc trời trong rừng cây bạt ngàn chậm rãi mà vững chắc phát ra, tất cả đều tụ tập bốn phía quanh cái kén lớn ấy, khiến cho cái kén lớn phủ dày càng phồng lên. Mà bên trong cái kén, một luồng lục quang to bằng cánh tay từ trên đỉnh kén phóng thẳng vào thiên linh đại huyệt của Tần Vũ, theo kinh mạch đã được khai mở rộng rãi phi thường chậm rãi rót vào trong đan điền. Tinh vân trong đan điền dường như cũng thích ứng với loại lực lượng cường đại cùng cực này, vốn là tốc độ di chuyển thật chậm, Thuận theo tự nhiên lực ở trong cơ thể càng lúc càng tràn ngập, vận chuyển điên cuồng, mà sau khi từng đạo từng đạo tự nhiên lực kia cùng tinh thần lực va chạm vào nhau, lại hình thành một đạo lực lượng cực kỳ cổ quái, tràn ngập bừng bừng sinh cơ đồng thời lại mang theo tính chất tử khí âm trầm, bất quá, cái loại lực lượng không biết là gì này lại làm cho tu vi của Tần Vũ trong nháy mắt tăng lên mấy bậc, khiến cho Tần Vũ tựa hồ quá thoải mái mà bật lên tiếng rên. Thuận theo tự nhiên lực trên người Tần Vũ càng lúc càng phát triển, tinh vân nguyên vốn là ngân quang rực rỡ lúc này đã biến thành tinh vân màu xanh biết tinh thuần lộ ra vẻ có chút quỷ dị mà đồng thời lại làm cho người ta cảm thấy tinh vân ấy mới đúng là tinh vân hoàn hảo mà lúc này trong cơ thể ba người tình nhi cũng đang trải qua quá trình thoát thai hoán cốt sau lưng ba người lúc này tất cả đều đã không còn cánh như trước nguyên vốn là bốn đôi cánh sau lưng của tình nhi và cam vân cùng với tần vũ giống nhau chỉ có một đôi cánh đang không ngừng vẫy động chỉ có điều cánh trên lưng hai người đúng là thực tự mình khổ tu mà thành không giống như cánh của tần vũ chỉ là hư ảo mà ra chỉ thấy quang mang nhu hòa vô cùng từ trên người tần vũ tản phát ra từng đạo tự nhiên lực được hắn chuyển đổi thành cực kỳ tinh thuần rồi lại mang theo lực lượng tính chất vốn có đứng ở giữa ba người rất nhanh đem lực lượng đã chuyển đổi ấy đưa trong cơ thể vào ba người tần vũ cũng nhận ra biến hóa trong cơ thể ba người mục thiên biến hóa lớn nhất sau khi đón nhận lực lượng tinh thuần được tần vũ chuyển tới nguyên hạch hắn vốn đã được ngưng kết lại lần nữa biến hóa giữa kim quang trói mắt một cái nguyên hạch sen lẫn những đốm màu xanh biếc trôi nổi bên trong đan điền thiên địa linh khí bốn phía rất nhanh được nguyên hạch chuyển đổi làm lực lượng cần yếu của bản thân trong cơ thể bốn khoảng nguyên đan màu xanh biếc vô cùng cổ quái hình thể cỡ từ móng tay cái dần dần trở nên lớn hơn lại lớn thêm nữa vậy mà lại lớn bằng cỡ nắm tay tình nhi và cam vân lực lượng hơi yếu cho nên trong cơ thể mặc dù cũng giống nhau kết thành nguyên đan cổ quái so với mục thiên kém hơn nhiều nguyên đan trong thân thể hai người chỉ hình thành mỗi người một viên mà tự nhiên lực trong kinh mạch của hai người không ngừng tẩy tủy phạt mạch từ từ hình thành trong cơ thể bọn họ nguồn tự nhiên lực cực kỳ thâm hậu bỗng dưng tần vũ đột nhiên mở bừng mắt từng đạo tinh quang bùng phát từ trong mắt chớp lóe quang mang ở bốn phía nhất thời tối sầm đi vài phần nhìn ba người trôi nổi chung quanh hắn tần vũ cười lớn vươn tay phải tại trong hư không liên tục chộp vài cái chỉ thấy ba đạo quang mang xanh biếc vô cùng vững chắc từ bốn phía quanh cái kén lớn ấy tiến vào trong thân thể ba người. Ba người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, Mục Thiên ba người đã sớm tiến vào trạng thái bế quan kinh mạch trong cơ thể, trong nháy mắt được tăng cường lên, tản phát ra khí tức thân thiết khắp toàn thân khiến cho người ta trong vô thức liền muốn thân cận. Làm xong hết thảy những việc này, Tần Vũ ngửa mặt lên trời cười. Đế Thích Thiên a, à. Đế Thích Thiên, ngươi lại muốn dùng phương pháp này nhiễu loạn tâm tư của ta, ngươi có ngờ đâu Tần Vũ ta sau khi chuyển thế trọng sinh, tâm trí kiên nghị đến cùng cực há để cho ngươi có thể nhiễu loạn được sao một cổ hào khí từ trong lòng tự nhiên sinh ra tần vũ nhìn vào cảnh tượng chung quanh mình tiện tay ở trong hư không liên tục chộp vài cái từng đạo từng đạo quang điện màu xanh biếc xuất hiện ở trước mặt của hắn càn khôn đại trận kết tựa hồ tất cả thực vật trong thiên địa đều hơi lay động thoáng ảm đạm một chút nhưng chỉ trong nháy mắt lại quang mang đại thịnh từng đạo thiên địa linh khí phong phú cùng cực từ bốn phương tám hướng tụ tập vào trong cái sơn cốc nhỏ nhỏ này, dường như mọi người trong thiên giới cùng tu la, giới đều có cảm giác trong thiên địa có biến đổi khác thường. Sương Nhi a à Sương Nhi, không hổ là con của Tần Vũ ta, ban đầu Hồng Mông đại ca dựa vào đại thần thông đều không thể điều tra được con đường vận mệnh của ngươi, nhưng không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủn, vậy mà cũng sắp đột phá cảnh giới trưởng khống giả. Tần Vũ thở phào một hơi dài, thần thức đã phủ trùm nơi xa hơn phân nửa tu la giới, đúng là phân biệt tường tận địa phương bốn người Hồng Quân đang trú ngụ. Đứng ở trên ngọn núi cao cạnh Tu La Thành, Hồng Quân cũng là sắc mặt đại chấn, tràn ngập thần sắc mừng rỡ lộ ra trên mặt hắn, phóng thần thức ra, hai cổ thần thức mạnh mẽ vô cùng cứ như vậy trên không trung giao tiếp, trao đổi với nhau. Rất lâu sau đó, đạo thần thức vô hình kia tán đi, Hồng Quân hít vào một hơi thật sâu, gắng gượng ngăn chặn ánh đỏ hồng sâu trong vành mắt, nhìn huống Thiên Minh bình thản nói: "Ta vừa mới cùng phụ thân kết nối trao đổi." Huống Thiên Minh sớm đã phát hiện được, với tu vi của hắn mặc dù so với Hồng Quân kém hơn một chút, nhưng là nếu như thực sự liều mạng chiến đấu, cho dù là Hồng Quân từ lâu đã thành tựu cảnh giới thiên tôn, cũng không cách nào trong một thời gian ngắn mà giết chết được hắn. Cho nên, hắn cũng không có biểu hiện kinh ngạc nhiều lắm, chỉ là trên mặt như trước lộ ra vẻ vui mừng và thân thiết thật lòng. Hình như lực lượng của Tần Bá phụ có điều biến hóa, ta không thể nào phát hiện được bất cứ lực lượng gì của ông, huống chi cổ thần thức vừa phát ra kia, rất thoải mái, làm cho người ta không tự chủ được liền muốn tới gần bên thân cận với ông. Huống Thiên Minh giọng nói lạnh lùng, nhưng mà trong mắt lại bộc phát ra niềm tin và khát vọng trước giờ chưa từng có. Với thiên tư của tần bá phụ, nhất là sau khi chuyển sinh hình thành được nguyên thần hỗn độn tiên thiên, sớm đã là ưu tú đến tột cùng. Xem ra tần bá phụ nhất định có thể nắm giữ được bộ phận của thiên đạo a. Thanh âm cảm thán của hướng thiên minh chuyển đi thật xa. Lúc này bốn người đã bỏ lại xa thành kia rất xa, đang toàn lực bay đến tòa thành trung tâm của tu la giới, tu la thành. Chỉ nghe trong lòng hồng quân cảm thán một tiếng thiên đạo đến tột cùng tới cỡ nào phụ thân có lĩnh ngộ thiên đạo hay không, hãy còn quá nhiều gian nan chắc trở cần phải vượt qua, chẳng qua là hồng quân ta tu vi quá thấp, thêm nữa mệnh cách của bản thân phụ thân rất kỳ lạ, quỹ tích vận mệnh của ông cũng không phải ta có khả năng nắm bắt được, hy vọng phụ thân có thể chịu đựng ít đi một chút những khó khăn chắc trở mới tốt. Bỗng nhiên, đang bay giữa không trung hắn chợt phát run rẩy kịch liệt, kêu thảm một tiếng, dưới ánh mắt trợn trừng kinh hoàng của ba người huống thiên minh, một bóng người từ trên tầng mây chuối đầu xuống nện mạnh trên mặt đất, chỉ nghe hắn đột nhiên hét lớn. Chẳng lẽ, ta trợ giúp phụ thân luân hồi cũng là một phần của thiên đạo. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ miệng hắn phát ra, rồi mặt hắn lại hiện rõ vẻ hối hận vô cùng lặng im nhìn lên bầu trời xanh lam, thật lâu không nói một lời. Tòa thành xa thành, được hồng quân cùng huống thiên minh sớm đã bỏ lại phía sau, tôn thiên tàn sát đẫm máu cùng với hồng quân, thuận theo ý giết chết xa thành thành chủ lăng phá thiên. Trong lòng hồng quân và huống thiên minh đã qua một thời gian dài dày dạn kinh nghiệm, trên chiến trường, cuộc sống con người trong lòng của bọn họ cũng chẳng qua là trải qua một chút cho bụi nhỏ nhặt mà thôi, căn bản không cách nào làm, cho tâm trí kiên nghị của hai người dậy lên mảy may sóng gió ba đào. Chỉ là, thường thường có những việc xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng trong lúc vô ý để lại một mầm móng kiên trì sự oán hận, mà những mầm móng này cũng đủ gây ra liên tiếp chuỗi sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Một khi nó được nuôi dưỡng đầy đủ, liền có thể tăng trưởng mau chóng, cho đến lúc làm cho người ta chú ý, làm cho người khác phải đau đầu, ngạo nghễ ngồi ở trong đại đường thành chủ phủ, trên mặt Lăng Thanh Vân mang theo một vẻ đắc ý bí ẩn, một chút ngông cuồng cùng, với một tia âm lãnh nhìn xuống đám tướng lãnh của Sa Thành đang sợ hãi quỳ, trên mặt đất, ngồi lặng lặng không nói một lời, nhưng lại khiến cho đám tướng lĩnh tu la, tộc quỳ trên mặt đất phía dưới đều lộ bộ dáng khiếp đảm. Cái loại cảm giác này, Lăng Thanh Vân rất là dễ chịu, đúng vậy, hắn hôm nay coi như là thiếu niên đắc chí rồi, cái chết của Lăng Phá Thiên, làm cho hắn không hề có ngoại lệ tiếp nhận vị trí thành chủ của Sa Thành mà lúc này hắn đang giả ngây giả dại, thậm chí là với kế sách làm bộ như kẻ lỗ mãng thô bạo, rốt cục trong ngày ép buộc rời khỏi xa thành bốn tên tướng lãnh còn sót lại, mà tu vi so với hắn cao hơn, bộ phận cấm chế lăng phá thiên lưu lại thì bị hắn đột nhiên phát động tới, toàn bộ giết sạch. Lúc này, cả trong xa thành chỉ có hắn một cao thủ bốn cánh thượng giai, ba gã tướng lãnh tu la, tộc bốn cánh hạ giai cùng với một đám tướng lĩnh bốn cánh và binh tốt trở xuống. Trước khi Tu La tộc nữ vương bệ hạ chưa tuyên bố bổ nhiệm thành chủ mới, ít nhất nơi này hắn là cấp cao nhất. Mà Lăng Thanh Vân tin rằng, chỉ cần chính mình nắm giữ thế chủ động, trong lúc Tu La Nữ Vương chưa có phái những người khác đến đây, tiếp nhận thay vị trí của mình liền đem hết thảy sự việc nơi này đều báo về, chỉ e rằng cuối cùng người được lợi cũng sẽ là hắn. Vị trí địa lý của Sa Thành so với Bích Thành mặc dù kém không bao nhiêu, nhưng tác dụng lớn nhất của Sa Thành là phân cách tử hải kia, nói thẳng ra, mục đích thiết lập Sa Thành thật ra chính là để giám thị tử thành, để tránh tù phạm của tử thành bạo loạn mà từ đó uy hiếp cả tu la giới chẳng qua là đối với tu la nữ vương hiện nay mà nói cái việc bố trí thủ đoạn đối với nàng loại cao thủ tám cánh này mà nói đã sớm là có cũng như không nếu như không phải lăng phá thiên tự nghĩ ra cấm chế đúng là phương pháp độc nhất vô nhị trong cả tu la tộc thêm nữa trước đây khi lăng phá thiên còn sống canh giữ ở nơi này lại cực kỳ cố chấp tu la nữ vương cũng chỉ là bỏ mặc buông xuôi dù sao thêm một cái tòa thành cũng không nhiều lắm giảm đi một cái tòa thành cũng không mất mát gì cho nên nơi này cũng dần dần bị giới cao cấp của tu la tộc xem thường vô cùng còn bích thành thì không như vậy tựa vào ma thành nơi này coi như là cửa ngõ của toàn cả tu la giới một khi thất thủ người của thiên giới có thể sẽ từ nơi này trực tiếp xâm nhập vào sâu trong phần đất của tu la tộc vì lẽ đó trạc nhiên mới đã giận dữ đem người tâm phúc khuê sinh đạt ở bích thành đồng thời giận cá chém thớt đem hai tên đội trưởng kia đang dò ngó vị trí thành chủ giết chết tại chỗ hết thảy tất cả những điều này đều được lăng thanh vân ngu dốt trong lòng tính toán hồi lâu hắn càng thêm tin chắc bởi vì cường giả của sa thành đã toàn quân chết sạch nữ vương tất nhiên sẽ không để nơi này vào trong mắt cuối cùng cũng chính là hắn sẽ hưởng tiện nghi rồi khóe miệng mơ hồ nhếch lên lộ ra một nụ cười như có như không hắn ngẩng đầu chậm rãi quét mắt nhìn xuống ba gã tướng lãnh tu la tộc bốn cánh cung kính quỳ ở phía dưới ba người này hôm nay là ba tên đội trưởng thành vệ đội của sa thành phòng thủ quản lý cả tòa thành các ngươi đều đứng lên đi, những ngày này các ngươi vất vả rồi. Lăng Thanh Vân nhàn nhạt nói, mặt tươi cười nhìn ba người đang đứng cúi mình. Phụ thân bị cường đồ giết chết, cả xa thành cơ hồ lâm vào cục diện sụp đổ, không có lòng dạ son sắt kiên cường của các ngươi, sợ là mọi người chúng ta đây đã sớm phải chạy trốn vào rừng rú nham phong, công lao của ngươi lớn nhất, sau này ngươi lãnh nhiệm vụ đại thống lĩnh tất cả binh sĩ của xa thành ta. Một gã tướng lãnh vóc người khôi ngô vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt cảm kích tạ ơn, lăng thanh vân cười khoát tay áo ra ý bảo hắn không cần khách khí như vậy tiếp đó quay đầu đối diện hai tên tướng lãnh mặt không đổi sắc kia tươi cười nói thanh thiện và triệu đích công lao cũng không nhỏ sau này hai người các ngươi là phó đội trưởng thành vệ đội của ta hiệp sức với nham phong cùng nhau bảo vệ xa thành cho tốt các ngươi có thể làm được không hai người vội vàng quỳ xuống cuống quýt nói thuộc hạ quyết không phụ lòng mong mỏi của thành chủ mặt khác ta yêu cầu các ngươi tiếp theo phải lựa chọn thêm nhiều thiếu niên có tư chất cao tiến hành bồi dưỡng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm cho Sa thành chúng ta khôi phục một phần thực lực. Lăng Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đang đằng sát khí lớn rộng. Ít nhất phải tìm ra 100 tên thiếu niên từ chất tốt, tất cả mọi người toàn bộ dẫn tới thành chủ phủ. Ta muốn đích thân bồi dưỡng bọn họ, nếu như các ngươi làm không được, ta không ngại trừng phạt các ngươi. Ba người lập tức sợ hãi gật đầu, chào Lăng Thanh Vân xong dối rít bước nhanh ra khỏi thành chủ phủ, đi hoàn thành nhiệm vụ được Lăng Thanh Vân giao phó. Nhìn ba đạo thân ảnh nhách nhác rời khỏi đại đường, Lăng Thanh Vân im lặng một hồi lâu sau đó mới phát ra tiếng cười ngông cuồng. Lão quỷ, thiếu gia sẽ vì lão báo cừu, chờ xem. Vừa nói, liền định rời đi. Báo cừu, ngươi có cái thực lực đó sao? Một đạo thanh âm hết sức khinh thường từ phía sau Lăng Thanh Vân truyền tới. Người ta chính là cao thủ tám cánh thậm chí còn lợi hại hơn thế. Ngươi dựa vào cái gì mà tìm bọn họ báo cừu? Chỉ bằng thủ hạ của ngươi bọn tản binh bại tướng này sao? Là ai? Trốn trốn núp núp định làm gì? đã có gan đến xa thành ta dương oai, thì hãy ra mặt đi chứ. Lăng Thanh Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù sau khi Lăng Phá Thiên chết đi, hai phần ba cấm chế của xa thành cũng đã theo gió mà tan biến mất, nhưng dù sao vẫn còn có một phần cấm chế lưu lại, với năng lượng nguyên thạch được cung cấp đầy đủ, vẫn phát huy tốt tác dụng bảo vệ xa thành. Mà những cấm chế còn sót lại này, tự nhiên cũng là Lăng Phá Thiên khi còn sống đắc ý nhất, lực sát thương của cấm chế mãnh liệt nhất, mà người này có thể vô thanh vô tức đột phá cấm chế này vào tới thành chủ phủ hơn nữa còn có thể dưới thần thức của cao thủ bốn cánh thượng giai mà ẩn giấu được hình bóng điều này đã khiến cho lăng thanh vân trong lòng hết sức kinh hãi không khỏi cảnh giác cao độ chẳng qua là đầu óc lăng thanh vân xoay chuyển rất nhanh lời nói vừa ra khỏi miệng trong lòng hắn đã có sẵn kế hoạch liền lập tức quỳ xuống lớn tiếng nói không biết tiền bối là thần thánh phương nào tiểu tử ngu dốt phụ thân bị người giết chết nhưng lại không có sức báo thù không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này, mong được tiền bối chỉ bảo. trong không khí giao động một hồi, giống như mặt nước yên tĩnh bị gió thổi lay động, rung động liên tục, bỗng một đạo thân ảnh mờ ảo bất thình lình xuất hiện ở trước mặt lăng thanh vân. chỉ thấy quanh thân người vừa tới đều phát ra khí tức đen nhánh dày đặc, một cổ cảm giác âm lãnh xuất hiện ở trong lòng lăng thanh vân, làm cho hắn không kiểm được một cơn lạnh giá rũ liệt tay chân. đây là tu vi thuộc dạng gì mới có thể xuất hiện vô thanh vô tức trước mặt cao thủ bốn cánh a lăng thanh vân? trong lòng rất là khổ não, vừa mới tiếp nhận vị trí thành chủ nóng hổi, lập tức lại xuất hiện một thần bí nhân cao cường như vậy, với tu vi của hắn nếu như muốn giết chết mình, chỉ sợ là sẽ rất dễ dàng đây. Tiểu tử quả là rất thông minh lanh lợi, cũng không uổng công. Đại lão ta từ nơi xa tới đây, đặc biệt chỉ điểm cho ngươi một phen a. Thân ảnh giống như màn hơi nước kia rung động không ngừng, thanh âm cực kỳ âm lãnh từ trong màn hơi mờ ảo truyền ra, chỉ nghe thanh âm kia nhàn nhạt, nhạt nói: "Khách khách tu vi của ngươi thật sự là quá thấp." bốn cánh a tựa hồ ta chỉ cần dùng ý niệm trong đầu ngươi chỉ sợ sẽ tan thành mây khói mất thanh âm bình thản mà lại tràn ngập ý vị lạnh lùng khốc liệt khiến cho trong lòng lăng thanh vân rất kinh hãi một đạo kiếm quang màu xanh xuất hiện ở trên bàn tay của hắn vẻ mặt đề phòng hỏi tiền bối xin đừng đùa bỡn thanh vân nếu như ngài muốn giết ta lúc này đã có thể trong nháy mắt hủy diệt nguyên hạch của ta rồi cầu xin tiền bối chỉ giáo cho một lần giọng nói của lăng thanh vân phát ra với vẻ đành chịu Nỗi khổ trong lòng làm như có dáng sắc chân thành thực sự, nếu như không phải rất quen thuộc với tính cách của hắn, chỉ e rằng không một ai có thể nhìn ra được, trong lòng của tên gia hỏa lúc này đang thầm chửi rủa âm ỉ. Bóng dáng thần bí trong màn hơi mờ ảo kia cười, "Hắc hắc," âm trầm nói, "Chỉ điểm, tự nhiên là sẽ chỉ điểm cho ngươi một phen, có điều là, tu vi của ngươi thật sự quá thấp, ta có chỉ điểm cho ngươi cũng chẳng có tác dụng gì." Nói đến câu sau, bóng đen tự hồ có hơi buồn rầu gầm nhẹ một tiếng, tự nhủ tu luyện lâu như vậy lại còn chưa đột phá được năm đôi cánh tư chất thật sự quá kém rồi ta có nên lập tức giết chết hắn hay không tìm kiếm người khác tu vi cao hơn để tiếp nhận thay vị trí của hắn đây thanh âm truyền tới lăng thanh vân lần nữa mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra mồ hôi trên trán đã sớm chảy dòng xuống đầy mặt thôi được có lẽ ta không cần giết không nghĩ tới a à, tu vi kém như vậy mà lại có thể làm cho những người đó toàn bộ bị hại chết người cũng coi như là lòng lăng dạ sói không tệ không tệ ta thích tính cách người như người đấy trong màn nước lần nữa lay động trở lại, một cánh tay trong suốt trắng noãn chợt từ trong màn nước đưa ra, trong nháy mắt chụp lấy Lăng Thanh Vân vào tay. Thiên địa linh khí bốn phía tại bàn tay của hắn đang nắm giữ yết hầu của Lăng Thanh Vân, giống như trên mặt nước yên tĩnh bị người ta ném vào một tảng đá, trong nháy mắt bị khuấy động lên, từng đạo từng đạo nguyên khí mang theo lực lượng cường đại ảo ảo tràn vào, trong thân thể Lăng Thanh Vân đang kinh hãi gần chết, làm cho thân thể hắn vốn hơi gầy yếu ngay tức thì căng phồng lên, trong chớp mắt đã trở thành một người rất to béo mà lúc này lăng thanh vân phảng phất như đưa thân vào một không gian khác thân thể bị lực lượng linh khí cực kỳ khủng bố bổ khuyết từng đạo đạo linh khí trong thể nội tàn phá bừa bãi khiến cho hắn đau đến hét to thanh âm thê lương bi thảm truyền khắp bốn phía một cái chai rượu dù cho cứ tiếp tục rót rượu vào trong cũng có lúc phải đầy đầy tức phải tràn ra nếu muốn khiến cho chai rượu có thể chứa nhiều lượng rượu hơn tự nhiên cần phải mở rộng dung lượng của chai rượu con người cũng là như thế thiên tư của con người là điều kiện tiên quyết thiên tư của tu la, nhân là quyết định bởi chất lượng quả tu la của cây tu la sinh thành, chính như lời nói trước đây, sau khi Tần Vũ trong lúc vô tình tiến vào đạo của tự nhiên, tất cả cây tu la trong tiểu viện kia của Ma Thành, toàn bộ đều nhận được sự xúc tiến của tự nhiên lực và hỗn độn lực của Tần Vũ, trong lúc vô ý tràn ra, làm cho những cây tu la tiên thiên này liền hình thành tương đương với đại bộ phận cành lá, và thân cây của cây tu la liền tăng thêm cường hãn, khiến cho đám cây tu la này hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ lúc này so với tốc độ lúc trước để thăng gấp trăm lần. Mà một khi những cây tu la này kết thành tu la quả, lúc đó tất cả những tu la nhân sinh ra thiên tư là tồn tại trí cao. Tư chất của Lăng Thanh Vân cũng không tốt, nếu không Lăng phá thiên, cũng sẽ đem phương pháp của những cấm chế kia trao cho nhi tử duy nhất này. Tịnh không phải là Lăng phá thiên hẹp hòi, mà là những cấm chế này, đòi hỏi ít nhất phải năm đôi cánh mới có thể thi triển ra được. Lăng Thanh Vân tư chất lại có hạn, đình trệ ở bốn cánh thượng dài mấy trăm năm thời gian không cách nào đột phá có thể nói không chút khách khí lăng thanh vân cơ hồ đã là không có thể đột phá cho dù là hắn hôm nay đã ngồi trên bảo tọa của thành chủ sa thành cũng không đủ khiến cho tu vi của hắn tiếp tục tiến bộ được điểm này lăng phá thiên tự mình cũng hiểu rõ ràng chỉ bất quá sâu trong lòng hắn vẫn đang ôm một chút ảo tưởng cũng là không muốn thừa nhận mà thôi mà hết thảy điều tại lúc thần bí nhân này xuất hiện phát sinh ra biến hóa thay đổi hoàn toàn ở cái không gian quỷ dị này từng đạo từng đạo thiên địa linh khí khủng bố vô cùng điên cuồng tràn vào cơ thể Lăng Thanh Vân, làm cho hắn toàn thân kinh mạch nhất thời bị trùng kích bể tan tành, quần áo toàn bộ thành cho, bộ da trần trụi bên ngoài cũng dần dần khô đi, cũng giống như đất đai sau khi khô hạn, từng vết nhăn đáng sợ theo toàn thân lan ra. Nguyên hạch bên trong đan điền sớm đã bể tan tành, lúc này trong đan điền một mảng hỗn độn, linh khí hỗn loạn chạy loạn bốn phía, nếu như không ai ngăn lại, e rằng hắn rất nhanh sẽ bạo thể mà chết. Lăng Thanh Vân ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không còn nữa, Sắc mặt hắn giữ tợn cắn chặt răng, kiên trì dựa vào một cổ tín niệm, hy vọng thần bí nhân kia có thể ra tay giải quyết nguy cơ của hắn lúc này. Không ngoài dự đoán, thần bí nhân như sở nguyện của hắn khẽ quát một tiếng. Tu La Kính, mở. Một đạo ánh sáng rực rỡ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung từ bốn phương tám hướng trùng kích tới, theo sự xuất hiện của tia sáng, Lăng Thanh Vân đột nhiên có loại cảm giác như quay trở về trong Tu La Quả, một loại cảm thụ ấm áp ở sâu trong lòng dâng lên tia sáng này tựa hồ mang theo công hiệu đặc thù, chỉ thấy mỗi một đạo tia sáng tiến vào cơ thể Lăng Thanh Vân, đều không có trực tiếp tiến vào đan điền, theo tia sáng từ từ gia tăng, trong đan điền, một viên hắc điểm cực nhỏ chậm rãi thành hình, nguyên hạch tái tạo rồi. Theo sự hình thành của hắc điểm, nguyên hạch tái tạo, bên trong đan điền, vốn là một đoàn thiên địa linh khí loạn tắc nhất thời phô thiên cái địa tràn, vào, thiên địa linh khí bốn phía thân thể Lăng Thanh Vân, cũng đột nhiên tốc độ điên cuồng ngưng tụ so với vừa nãy còn muốn nhanh hơn trung kích vào thân thể hắn, từng đạo tia sáng nhập vào trong cơ thể hắn, một cổ linh khí rửa sạch thân thể hắn, cơ hồ trong nháy mắt, kinh mạch trong cơ thể Lăng Thanh Vân, liền tại dưới tác dụng của tia sáng một lần nữa thành hình, rộng rãi vô cùng, kinh mạch cực kỳ cứng cỏi lên so với lúc thân thể chưa qua cải tạo hơn rất nhiều. Nếu như nói kinh mạch chưa qua cải tạo chính là một con sông nhỏ, như vậy qua cải tạo kinh mạch lúc này, liền giống như sông lớn Trường Giang bao la bát ngát, thiên địa linh khí có thể dung nạp càng kinh thế hãi tục lăng thanh vân một bên thừa nhận sự tái tạo của nguyên hạch sự thống khổ khi kinh mạch phát triển một bên trong lòng rất nhanh tính toán vị thần bí nhân này tại sao phải giúp mình cũng không phải bởi vì mình vừa mới quỳ xuống hắn liền cho chỗ tốt lớn như thế này chứ nghĩ tới đây lăng thanh vân không khỏi có chút hối hận sớm biết rằng quỳ xuống cũng có chỗ tốt như vậy vậy thì dập đầu với hắn thì sao đây từng cái từng cái ý niệm hoang đường hiện lên trong đầu hắn lăng thanh vân cũng tự mình cảm giác được những ý niệm này thực quá buồn cười chỉ là nói đến cùng vị thần bí nhân kia tại sao phải cho mình nhiều chỗ tốt như thế này chứ lăng thanh vân lúc này chính mình cũng có thể rõ ràng một ít chuyện đem hắn tới một cái không gian thần bí dùng thật lớn thần thông cải tạo đan điền nguyên hạch và kinh mạch toàn thân đây không phải giống như việc tu la nhân có khả năng làm thậm chí có thể nói cho dù là tu la nữ vương lăng thanh vân cũng không tin tưởng nàng ta có thể làm được mà vị thần bí nhân này hắn lại dễ dàng làm được đây nên là cái thần thông gì a à, nếu như chính mình có thể có được lực lượng lớn mạnh như thế vậy cả tu la giới chẳng phải đều nằm dạp xuống dưới chân mình rồi. Lăng Thanh Vân lắc đầu, cười tự giễu một tiếng, đem ý niệm không phù hợp thực tế này vứt ra khỏi đầu, vừa muốn tiếp tục suy tư, lại đột nhiên ngẩn ngơ. Lắc đầu chính mình tự hồ có thể động đậy rồi ngơ ngác một hồi lâu, Lăng Thanh Vân rốt cuộc cũng phát hiện ra, thân thể của mình tự hồ đã có thể động rồi, nói cách khác, cải tạo hoàn thành rồi. Lực lượng mạnh mẽ theo thể nội lưu động, thân thể tự hồ cũng được tăng cường cực lớn, Lăng Thanh Vân thử đối diện hư không phía trước đánh ra một quyền, Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mấy cái khe không gian tối như mực xuất hiện trước khuôn mặt ngạc nhiên của hắn. Tiểu gia hỏa thật là nôn nóng. Thanh âm trêu chọc bốn phương tám hướng truyền tới, chỉ nghe thần bí nhân kia sách sách nói: Năm cánh tu la nhân, không tệ, ngươi vốn là thân thể quá yếu, dưới cường hóa ta cho ngươi, phòng chừng sau này hẳn là có cơ hội tiến vào cảnh giới tám cánh rồi. Lăng Thanh vân ngơ ngác giơ hai tay lên, vô ý thức nhắc lại: Tám đôi cánh. A, à, hắn hét ầm lên thanh âm sắc bén tựa hồ đem thần bí nhân kia dọa cho hoảng sợ. Kêu cái gì? Thần bí nhân quát lớn một tiếng. Tỉnh lại cho lão tử. Phảng phất giống như một đạo xét đánh lên đỉnh đầu Lăng Thanh Vân, trong khoảng khắc liền đem hắn đánh thức lại. Lăng Thanh Vân cơ hồ ngây người chốc lát, đột nhiên quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên lớn tiếng nói. Đồ nhi Lăng Thanh Vân khấu kiến sư phụ, thỉnh an sư phụ người, tạ ơn người trợ giúp. Không thể không nói, Lăng Thanh Vân rất cơ trí, rất thông minh cũng chính bởi như thế này hắn mới có thể xem trọng vị thần bí nhân này thần bí nhân bị động tác của lăng thanh vân làm cho choáng sửng sốt một hồi lâu mới tức giận nói ta thu ngươi làm đồ đệ lúc nào đứng lên cho ta lão tử không cần đồ đệ hầu hạ lăng thanh vân lần này lại là không có nghe lời hắn nói ngược lại càng thêm cung kính dập đầu ba cái trên mặt mang theo thần sắc vô cùng cảm kích lớn tiếng nói vô luận sư phụ có hay không thu thanh vân làm đồ đệ tại trong lòng thanh vân người chính là sư phụ của ta nói xong hắn giơ hai tay dùng lực dụi dụi đôi mắt nức nở nói ngay đến từ quỷ phụ thân ta cũng trước giờ đều không có đối với thanh vân tốt như vậy không nghĩ tới sư phụ cho ta chỗ tốt to lớn như thế việc đến nước này thanh vân tất nhiên xem người làm sư phụ duy nhất lúc hắn nói ra những lời này cực kỳ đại nghĩa lẫm liệt tựa hồ chính nghĩa khiến hắn vô cùng cảm động thần bí nhân không có gì để nói trầm mặc hồi lâu mới khẽ thở dài được rồi tùy ngươi tóm lại ta sẽ không thừa nhận ngươi là một đồ đệ bất quá niệm tình ngươi coi như còn có tri ân báo đáp, tự lại tặng ngươi một đồ vật vậy. Vừa nói, một cây trường côn quang mang kim khí lấp lóe khác thường xuất hiện trong tay Lăng Thanh Vân, đột nhiên xuất hiện khiến cho tay phải Lăng Thanh Vân rung lên, thiếu chút nữa cầm không được cây trường côn kia. Trường côn rất nặng, phảng phất như lực lượng ngàn quân khiến cho Lăng Thanh Vân nhấc lên cực kỳ khó khăn, hắn đánh giá một chút, lập tức quỳ xuống lớn tiếng nói: "Đồ nhi cảm ơn hảo ý của sư phụ." Đến tận hôm nay vẫn không biết tôn danh của sư phụ người, vẫn mong sự phụ cho biết trong mắt của hắn lộ ra cực độ thần sắc như khát vọng và tò mò bốn phía đánh giá tình cảnh không gian chung quanh thần bí nhân cười hắc hắc tát hải ngươi chưa từng nghe qua coi như lão tử chưa nói ngươi cũng không được đối với người ngoài nhắc tới về sự tình của phụ thân ngươi ta cũng là hiểu một chút mấy người giết chết phụ thân ngươi thực lực rất mạnh không phải ngươi trước mắt có thể trêu chọc cho nên ngươi nên cố gắng tu luyện mới được lăng thanh vân bộ dáng khiêm tốn nghe chỉ giáo không ngừng gật đầu thần bí nhân dừng lại một chút bàn tay to vung lên lăng thanh vân chỉ cảm thấy trước mắt choáng lên một cái cuối cùng lại ngồi trở lại trên bảo tọa của sa thành thành chủ nhớ kỹ tuyệt đối không thể tại lúc này vì phụ thân người báo thù lão tử cũng đi ngươi phải tu luyện nhiều hơn thanh âm cực nhỏ trực tiếp xuất hiện trong óc hắn cung tiễn sư phụ lăng thanh vân nghe vậy vội vàng quỳ xuống một hồi lâu mới đứng lên cực kỳ hài lòng quát lên người đâu thông báo cho tất cả thành dân và đám binh sĩ của sa thành từ ngày hôm nay trở đi xa thành bắt đầu đóng cửa tất cả mọi người không được phép ra khỏi cửa thành nếu không giết không tha nhìn núi non khổng lồ trước mắt huống thiên minh im lặng cười khổ ngắm nhìn hồng quân lại thấy hắn cũng là vẻ mặt buồn bực đúng nơi đó thấp giọng mắng đây là núi non gì sao lại dài như thế này phía trước là ngọn núi quanh co trùng điệp dài tưởng như vô tận sừng sững trước mắt chỉ thấy đỉnh núi như xuyên thủng trời ngay cả những đám mây cũng bị che mất một phần Tôn Thiên vẻ mặt lãnh đạm nhìn ngọn núi trùng điệp phía trước lạnh lùng nói. Đó là ngọn núi duy nhất của cả tu la giới, bởi vì nó dường như thông lên tận trời cho nên gọi là Thiên Sơn. Liếc mắt nhìn lãnh diễm phỉ vẫn im lặng, hắn cười cười nói. Ngọn núi thật dài, nhưng đây cũng là con đường duy nhất đến Tu La Thành. Nếu là phi hành cũng mất thời gian mấy năm, trừ phi các ngươi có thần thông giống với Tu La, nữ vương bệ hạ có lẽ có thể nháy mắt đến nơi. Hồng quân và huống thiên minh nghe Tôn Thiên nói chỉ đứng cười, sau đó chỉ thấy Hồng Quân thân ảnh chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Chưa được thời gian nửa nén hương sau đã quay lại bên cạnh huống Thiên Minh. Tôn Thiên nói đúng, thông qua tòa Thiên Sơn này sẽ đến một bình nguyên, tu la thành dường như là ngự trên đó. Thanh âm Hồng Quân trực tiếp vang lên trong tai huống Thiên Minh, Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ căn bản là không cách nào nghe thấy, hơn nữa sắc mặt hắn vẫn rất tự nhiên không chút nào có dị trạng. Huống Thiên Minh âm thầm gật đầu, cũng truyền âm nói: "Chúng ta trực tiếp mang hai người này thuấn di đi chứ?" trực tiếp mang cũng không phải là không thể hồng quân trầm ngâm sau hồi lâu lắc đầu nói chỉ là không gian ở tu la giới này quá mức kiên cố muốn đột phá không gian cần phải có một lượng lớn thiên địa nguyên khí huống chi là mang thêm hai người đi theo chúng ta nếu là cứ hấp thu thiên địa nguyên khí nhiều như vậy sẽ bị người khác chú ý chính là quên đi dù sao chúng ta cũng có trăm năm thời gian nếu có đến được tu la thành trước cũng phải đợi không bằng cứ du sơn ngoạn thủy phiêu diêu tự tại huống thiên minh do dự một chút cười hỏi chuyện tìm kiếm những người đó chúng ta nên làm thế nào hồng quân nói đợi đến khi gặp cha chúng ta liền bắt đầu đi tìm chắc cũng không lâu sẽ tìm được ra ra bọn họ nhanh thôi có lẽ khi chúng ta đến tu la thành thì cha cũng sẽ tới nơi hắn lại nhìn ngọn núi phía trước trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu thở dài nói chính là không biết ta trợ giúp cha luân hồi có khiến người tức giận cũng có làm cha vì lĩnh ngộ thiên đạo mà gặp nhiều khó khăn hay không huống thiên minh lắc đầu không nói gì thêm thiên đạo đối với hắn mà nói thật sự quá xa xôi hắn hôm nay ngay cả trưởng khống giả cũng không thể đạt tới sao có thể bàn đến chuyện thiên đạo này bắt gặp ánh mắt tò mò của tôn thiên và lãnh diễm phỉ hai người ngừng truyền âm hồng quân cười nói nếu tôn thiên đã từng qua nơi này thì phiền ngươi dẫn đường chúng ta cứ chậm rãi mà phi hành a tôn thiên không nói gì thêm liền dẫn đầu bay về phía trước chỉ thấy một trận mây mù bay phủ sau đó như là tiến vào một không gian khác biệt bốn phía đều là những cây đại thụ thiên địa nguyên khí dày đặc đến nỗi như kết lại thành chất lỏng khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Hống lãnh diễm phỉ vẻ mặt mê mang nhìn bốn phía hốt nhiên giống to lên, một bàn tay khổng lồ từ phía dưới trồm lên trong nháy mắt đập nàng, từ trên không rơi xuống, hộc máu hôn mê. Hồng quân kinh hãi, vừa rồi chính là do đang suy nghĩ về chuyện thiên đạo hơn nữa, tôn thiên đối với nơi đây đã có quen thuộc cho nên, cũng không phóng thần thức điều tra. Không có nghĩ tới nơi này lại có nguy hiểm, thấy vậy thân ảnh chấp động muốn cứu lãnh diễm phỉ trở về. Nhưng huống Thiên Minh sớm đã ôm lãnh Diễm Phỉ vào trong lòng đứng trước mặt Hồng Quân. Hồng Quân cười lắc đầu thân ảnh lại lóe lên, một quyền trưởng lóe lên đánh về phía một quái thú thật lớn. Lúc này Tôn Thiên cả kinh kêu lên, "Cẩn thận, hồ độn thú này có thể so với cao thủ bảy cánh đỉnh cấp." Chỉ thấy hồ độn thú hiện lên với ba cái đầu cực lớn, thân hình cao hơn 10 trượng. Sáu con mắt thấy Hồng Quân đánh tới liền ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một quang trưởng hình bàn tay điên cuồng vỗ tới hướng Hồng Quân một mùi rất khó chịu theo sau ma trưởng phả vào mũi mọi người khó ngửi cùng cực khiến cho hồng quân phải nhíu mày thấy ma trưởng thật lớn kia đánh úp lại hồng quân không sợ hãi chút nào thân ảnh đột nhiên phát ra hàng vạn đạo kim quang hét lên một tiếng hai tay chập lại cũng hình thành nên một quyền trưởng rất lớn từng đạo thiên đại nguyên khí bị hư ảnh kia hấp thu chưa đến một lúc quyền ảnh của hồng quân đã ngưng tụ lại thành một nắm tay như thực chất oanh tôn thiên mặt tái xanh cứng lưỡi quan sát thân thể hồng quân lóe ra kim quang không nhịn được trong lòng thầm rên rỉ chỉ thấy huyết nhục trước mặt hắn huyết nhục như nhảy múa, một thứ chất lỏng nhầy nhụa nồng nặc mùi xú uế đổ lên đầu Tôn Thiên. Mà Hồng Quân lúc này đã tỉnh táo lui trở lại bên cạnh huống Thiên Minh, một đạo kim quang bình chứng xuất hiện, trước mặt hai người tiếp theo là một đoàn nhục thể nổ tung nát thành tương. Một quyền, Hồng Quân chỉ sử dụng có một quyền liền có thể đánh hổ độn thú có thể so với tu la bảy cánh thành nhục tương. Tôn Thiên thấy vậy sắc mặt đại biến, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Hồng Quân. Lúc trước Hồng Quân đánh nuôi Tu La Nữ Vương cũng không thể khiến Tôn Thiên sinh ra sợ hãi như vậy, dù sao hai người cũng không có chính thức động thủ, cũng có thể nói là chưa có cơ hội thể hiện thực lực khiến cho Tôn Thiên sợ hãi. Mà thân thể quá mức to lớn của hồ độn thú người bình thường không thể dễ dàng mà thương tổn, vô luận là chạm tới nơi nào cũng cứng rắn chí cực. Cho dù là mặt trời cũng không thể đốt cháy được da thịt của nó, nhất là thiết trưởng càng làm cho người khác sinh ra sợ hãi trong lòng. Hồng Quân có thể giết chết hồ độn thú tất nhiên sẽ khiến Tôn Thiên sinh ra kinh hãi thật lớn. Huống Thiên Minh hai tay ôm lãnh diễm phỉ, sắc mặt vẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước. Một tay vươn ra chộp lấy một viên nội đan đen nhánh to bằng nắm tay, đó chính là nội đan của hồ độn thú. Tôn Thiên mở to hai mắt thấy khuôn mặt của Huống Thiên Minh lúc này mà phát lạnh, viên nội đan to bằng nắm tay này, ngưng tụ ít nhất 10.000 năm tu vi của quái thú liền bị hắn bóp nát bấy, biến thành một đoàn bụi phấn hòa vào trong gió. A, à, Hồng Quân thấy vậy đột nhiên kêu to, nhăn mặt mắng, nội đan là nguyên liệu luyện khí cực phẩm lại bị ngươi hủy đi rồi. Oa oa, thiên minh ngươi thật giỏi a, à, chính là không biết quý úi tài vật a. À. Hồng quân rất buồn bực nhìn đám bụi phấn đang phiêu phủ trong gió, hận không thể dùng đại thần thông thu lại, phải biết rằng nó chính là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế thiên tôn linh bảo á à, nghĩ đến viên nội đan mười ngàn năm tu vi cứ thế mà bị hủy hồng quân lại thấy cay cay mũi huống thiên minh lạnh lùng liếc mắt nhìn hồng quân không nói gì thêm ngược lại cúi đầu ôn nhu nhìn lãnh diễm phỉ trong lòng ngực nhẹ giọng hỏi chỗ nào không thoải mái. Lãnh Diễm Phỉ chưa lần nào cảm nhận qua loại tình cảm này, từ khi đi cùng bọn Huống Thiên Minh, nàng một mực ý nhị thể hiện tình cảm nhưng Huống Thiên Minh cũng là thủy chung điều lạnh như băng, không để ý tới thái độ đó đã từng khiến cho Lãnh Diễm Phỉ khổ sở. Hôm nay không có nghĩ đến vì bị thương mà Huống Thiên Minh lại lộ ra bộ dáng ôn nhu như vậy, cho nên Lãnh Diễm Phỉ dùng sức nhìn Huống Thiên Minh lại thoáng liếc qua Hồng Quân, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin ngẩn mặt ra, thấy lãnh diễm phỉ ngẩn ra, huống thiên minh tay chân rối lên lo lắng nhìn hồng quân, cũng quên không dùng thần thức tra xét xem lãnh diễm phỉ, thương thế ra sao đã lớn tiếng nói. Tiểu quân, tiểu quân, mau đến xem lãnh diễm phỉ nàng ta như thế nào lại ngất đi. Hồng quân chưa kịp cáo hắn hủy diệt nội đan quái thú, nghe hắn gọi thất thanh không nhịn được trợn mắt trắng dã nói. Người cấp cho nàng ta nhiều năng lượng như vậy, sợ rằng khi tỉnh lại sẽ rất nhanh tiến vào cảnh giới năm đôi cánh rồi, như thế nào còn có chuyện gì chứ yên tâm đi, Nàng ta chỉ là bị ngươi đột nhiên quan tâm mà quá cảm động đó thôi, một lúc sau sẽ tốt thôi. Vừa rồi Huống Thiên Minh thấy lãnh Diễm Phỉ bị thương lực lượng trong cơ thể điên cuồng đưa vào trong người lãnh Diễm Phỉ, cố ý giúp nàng chữa thương. Cũng không biết nhiều ít thế nào nhưng Hồng Quân một bên xem bộ dáng hắn như vậy, nghĩ ngày thường tên này luôn là mặt lạnh lùng liền không nhịn được tức giận mắng. Lãnh Diễm Phỉ vốn đã rất thích ngươi, vậy mà ngày thường xú tiểu tử ngươi lại làm bộ lạnh lùng không để ý tới nàng ta, hôm nay đột nhiên lại thay đổi nếu đổi lại là ai khác cũng bị ngươi làm cho. Đang nói, Lãnh Diễm Phỉ đã tỉnh lại cũng vừa vặn nghe được lời Hồng Quân nói lại nhìn Huống Thiên Minh, thần sắc lo lắng thì mặt đỏ bừng thẹn thùng lại rúc vào lồng ngực Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh ôm Lãnh Diễm Phỉ đang cười khúc khích vào trong lòng cảm giác như cơ thể nóng bừng, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác thật hạnh phúc. Một trận gió nhẹ thoảng qua dường như mang theo mùi thơm ngát đầy trời khiến cho tâm tình hắn đại hảo. Bỗng dưng Hồng Quân thanh âm trầm thấp nói, thiên mông sư phó, thiên minh rốt cục cũng đã tìm được nữ tử của hắn rồi, nhi tử của ngài hẳn sẽ không cô độc nữa. Bạn đang nghe chuyện tại Halazy Audio. Thanh âm sâu kín truyền khắp bốn phương tám hướng, sắc mặt huống thiên minh cũng kích động và ưu thương thì thảo nói. Cha, người yên tâm đi thiên minh nhất định chấn chỉnh lại tu la giới, để cho tu la tộc chúng ta vĩnh viễn không để đế thích thiên khi dễ nữa. Phảng phất như nghe thấy hai người nói, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một đám bạch vân, trên đó ẩn ẩn truyền đến những âm thanh như giọng nói, khiến cho hai người một trận kích động. Nhìn bộ dạng kích động vô cùng của hai người, Tôn Thiên vẻ mặt tò mò nói: "Rốt cục thì các ngươi là ai chấn chỉnh tu la giới thật là mạnh miệng quá a." À? Hai người nhìn nhau đồng thời mắng: "Câm miệng, số hầu tử này biết rõ trong Thiên Sơn có nguy hiểm cũng không nói sớm, đá chết ngươi." Hai đại cước trong nháy mắt đá vào ngực Tôn Thiên, một trái một phải, chỉ thấy phía xa vang lại tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi rủa không ngừng vang lên.